tức là giúp cho học sinh nhớ lại, nắm bắt lại những kiến thức cơ bản thông qua các thuật ngữ được giải thích một cách cơ bản, ngắn gọn, chính xác. Đồng thời đó cũng là những gợi ý để các em tra cứu thêm cái nội dung. Quan trong các cái sách khác hay là trên internet để mở rộng kiến thức. Và tiếp theo của cái phần bảng giải thích các thuật ngữ thì là đến bảng phiên âm các cái tên riêng, tên nước ngoài ra tiếng Việt, đồng thời ghi rõ số trang trong sách giáo khoa mà tên riêng đó xuất hiện để giáo viên và học sinh dễ tra cứu. Và cuối cùng đó là cái phần mục lục, cuối cùng mục lục của gì, mục lục của sách nhé, mục lục của sách. Thế bây giờ tôi đi cụ thể hơn về cái cấu trúc của chương, cấu trúc của bài, nó có cái gì mới. Đấy. Cấu trúc của chương ấy thì ở đây chỉ có phần lịch sử là có cấu trúc của chương, tức là đầu tiên đó là phần mở đầu chương. Mở đầu chương là bao gồm giới thiệu khái quát chương và các cái nội dung cốt lõi của chương mà học sinh sẽ được tìm hiểu. Một số hình ảnh tiêu biểu có tính gợi mở, thu hút sự chú ý, kích thích nhận thức của học sinh. Ví dụ như ở đây này, chương 1 Tây Âu từ thế kỷ thứ 5 đến nửa đầu thế kỷ thứ 16 thì đầu tiên là đưa ra hình ảnh và phát kiến địa lý thời trung đại. Thứ hai là lâu đài trong các lãnh địa phong kiến. Trên cơ sở đó thì dẫn dắt một số những cái nội dung rồi đưa ra cái nội dung cơ bản của chương là trong chương này các em sẽ tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu, các cuộc phát kiến địa lý và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu, phong trào văn hóa phục hưng và cải cách tôn giáo. Và từ đó thì có một cái trục thời gian để cho phát họa ở trong đầu của học sinh là những cái mốc cơ bản về cái chương này để cho các em gì, để cho các em nằm đấy, các cái mốc thời gian cụ thể nhá. Đấy chính là cấu trúc của chương và riêng phần lịch sử của cấu trúc của chương. Ví dụ như này, các cái mốc như này, ví dụ đầu tiên là đế quốc La Mã, đúng không? Đó, quay lại cái đấy, đế quốc La Mã sụp đổ và vào cái mốc nào đấy. Tiếp nữa là thế kỷ thứ 11 các cái thành thị xuất hiện ra làm sao nhé, rồi Colombo tìm ra châu lục mới như thế nào, và cái thế kỷ thứ 16 thì phong trào văn hóa phục hưng, phong trào rào ruộng cướp đất diễn ra như thế nào, vân vân. Tức là có những cái mốc cơ bản để định hình cho học sinh khi mà nghiên cứu về chương này, các em phải lĩnh hội được. Ừ. Trên cơ sở cấu trúc của chương như thế thì mới đi tới là cấu trúc của bài. Đấy, cấu trúc bài học thì gồm những phần như thế này. Thứ nhất đó là trong cái phần cấu trúc của bài thì đầu tiên phải nói đó là mở đầu thì thường mà chúng ta thường gọi trong quá trình dạy học đó chính là gì, đó là khởi động. Trên cơ sở phía trên của cái mở đầu ấy là đưa ra mục tiêu của bài học, tức là nhấn mạnh cái yêu cầu của học sinh cần đạt được sau khi học xong cái bài này theo cái yêu cầu của chương trình, thì từ đó có cái phần mở đầu, và trong dạy học ta gọi đó là phần khởi động. Thì cái phần mở đầu này xác định nhiệm vụ vấn đề học tập học sinh cần phải giải quyết, kết nối với những điều học sinh đã biết và nêu vấn đề nhằm kích thích tư duy, tạo hứng thú đối với bài học mới cho học sinh, nhé. Đấy, nhỏ cô trả nhìn cái này. Đấy, vâng, đấy nhá. Thế thì ví dụ cô nói ví dụ như thế này, bài 7 Vương quốc Lào thì trên cơ sở đưa ra mục tiêu, mà mục tiêu này đó là yêu cầu cần đạt của chương trình, là làm thế nào giúp học sinh mô tả được cái quá trình hình thành phát triển của Vương quốc Lào, nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời lan sang, và cuối cùng là nêu được một số nét tiêu biểu về văn hóa của Vương quốc Lào. Thì cái phần khởi động ấy thì đưa ra một cái hình ảnh đó là thạch luộng, và trên cơ sở đưa ra hình ảnh thạch luộng và cho học sinh quan sát thì người ta dẫn dắt như thế này. Hình bên là một trong công trình văn hóa tiêu biểu cho khả năng sáng tạo của người Lào và được chọn làm hình ảnh trung tâm trên quốc huy của nước Lào ngày nay.
Thì theo em, công trình này được xây dựng vào thời kỳ nào? Hãy chia sẻ một số những cái hiểu biết của em về đất nước Lào thời kỳ đó. Đấy, thế thì khởi đầu mở mở ra như vậy, tức là khởi động cho học sinh để thu hút các em vào trong bài gì học, và định hướng để cho các em là trong bài học này thì các em nên lĩnh hội những cái gì, những cái gì. Thứ hai đến cái phần tiếp, đó là hình thành kiến thức mới. Hình thành kiến thức mới thì gồm có tuyến chính. Tuyến chính tức là nội dung chính của bài học, bao gồm kênh chữ, thông tin, tư liệu, kênh hình gồm một tranh ảnh lược đồ và hệ thống các câu hỏi. Ví dụ cô nói, ví dụ cũng như bài Vương quốc Lào, thì mùng 1 chẳng hạn, quá trình hình thành phát triển của Vương quốc thì có giới thiệu là Vương quốc Lào thành lập như thế nào nhá. Đấy, như thế nào, tức là dòng chữ đậm đứng, dòng chữ đậm đứng. Đấy, và gì trong đó, tức là thông tin, nhưng ở đoạn này không có tư liệu, nhưng mà cũng không, cái phần này không có hình ảnh, nhưng có hệ thống câu hỏi ở phía dưới, và có một câu hỏi như này: hãy trình bày quá trình hình thành phát triển của Vương quốc gì, Vương quốc Lào. Đấy, Vương quốc Lào. Đấy, đấy chính là tuyến gì, tuyến chính, tuyến chính. Tiếp nữa thì ta thấy như này là gì? Tư liệu ở đây thì chú ý, tức là tư liệu đó trong tuyến chính có tư liệu. Tư liệu ở đây là những gì? Là những tư liệu gốc, tư liệu phái sinh, hoặc là tư liệu được cung cấp bởi các tác giả sách giáo khoa, tranh ảnh, kèm theo các câu hỏi yêu cầu khai thác tư liệu, giúp học sinh là rèn luyện kỹ năng tìm hiểu về gì? Tìm hiểu lịch sử. Ví dụ tôi nói ví dụ như thế này, ví dụ trong cái bài là nhà lý thuyết xây dựng đất nước, thì khi mà đưa ra sự kiện là trong cái nội dung chính, cái phần thông tin ấy, là năm 1010 vua Lý Công Uẩn đạt niên hiệu là Thuần Thiên, quyết định rời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, Hà Nội ngày nay, và đổi tên là Thăng Long, thì đưa ra một cái đoạn tư liệu trong chiếu rời đô, trong chiếu rời đô theo Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thành Đại La ở giữa khu vực trời đất được thế rồng cuộn của người, vân 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 vân. Đấy, và trên cơ sở ấy thì ở dưới cái phần cuối là có một cái câu hỏi là khai thác tư liệu 1, tìm những từ cụm từ miêu tả về thành Đại La, những thông tin đó chứng tỏ điều gì về vùng đất này, và từ đó hãy cho biết ý nghĩa của sự kiện rời đô của Lý Công Uẩn. Đấy, thế thì đấy chính là phần tư liệu, và phần tư liệu được cùng với phần thông tin nó sẽ giúp cho là học sinh trên cơ sở gợi ý của giáo viên tìm ra được cái ý nghĩa của cái sự kiện rời đô của Lý Công Uẩn nhá. Đấy chính là phần tư liệu, phần tư liệu. Bên cạnh tuyến chính, bên cạnh tuyến chính thì có tuyến phụ. Tuyến phụ tức là gồm em có biết kết nối với địa lý, văn học, nghệ thuật với ngày nay, là những nội dung mở rộng hoặc nâng cao, hoặc có tính tích hợp liên môn với các môn học khác, nhằm hỗ trợ cho, để bổ trợ cho nội dung chính. Ví dụ như đây cô nói, ví dụ như này, cũng trong cái bài nhà lý xây dựng đất nước chẳng hạn, thì có cái phần tuyến phụ có phần này, bao gồm em có biết, em có biết nhé. Thế thì em có biết ở đây kết nối với địa lý, văn học, nghệ thuật với ngày nay nhé. Thế thì ở đây kết nối với địa lý và kết nối với những cái sự kiện tiêu biểu, và làm rõ cái sự kiện tiêu biểu về cái chuyện rời đô, thì trong đó có đưa ra như thế này: sử chép khi thuyền nhà vua tạm đỗ dưới thành Đại La, có rồng vàng hiện lên, nhân đó đổi tên thành là Thăng Long, có nghĩa là rồng bay đi, rồng bay lên, để cho gì, các em hiểu được tại sao ở đây Lý Công Uẩn khi rời đô từ Hoa Lư về thành Đại La lại đổi tên là thành Thăng gì, thành Thăng Long, và nghĩa Thăng Long nghĩa là như thế gì, như thế nào. Đấy, đấy chính là có hai tuyến kiến thức, tuyến chính và tuyến gì, tuyến phụ. Tiếp theo thì cấu trúc của bài học gồm có nữa là phần luyện tập là hệ thống câu hỏi, bài tập mang tính luyện tập thực hành những kiến thức và kỹ năng vừa được hình thành cho học sinh. Ví dụ cô nói ví dụ như này, trong cái bài Ấn Độ thì có một cái bài tập 1 là hoàn thành bản theo mẫu sau về thời gian, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của ba vương triều Gupta, Delhi và Mughal. Thì trong đó có này, thời gian thì tình hình chính trị, tình hình kinh tế, tình hình xã hội ba vương triều này như thế nào, tức là muốn gì, là giúp học sinh là củng cố lại những cái kiến thức vừa mới học ở bên gì, ở bên trên. Điểm nữa tức là phần vận dụng đó là những yêu cầu gì, vận dụng là các cái yêu cầu bài tập mang tính vận dụng những kiến thức kỹ năng đã có để giải quyết những cái bài tập nhận thức mới. Đặc biệt
có những bài tập nhằm lý giải, giải quyết vấn đề của cuộc thực tiễn cuộc sống. Ví dụ cô nói ví dụ như là hai cái bài tập này. Bài tập 2, hãy tìm hiểu và kể tên một số thành tựu văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ thời phong kiến. Hay là tìm kiếm thông tin và hình ảnh từ sách báo và internet. Hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về một công trình kiến trúc của Ấn Độ thời phong kiến mà em có ấn tượng nhất. Tức là học sinh phải gì? Phải tìm đọc các cái tư liệu rồi mới viết được vấn đề gì đó và phát biểu suy nghĩ của mình ấn tượng về cái công trình ấy như thế gì, công trình ấy như thế nào. Đấy chính là phần vận dụng trong cái cấu trúc của sách giáo, cấu trúc của sách giáo khoa. Thế thì trên cơ sở cái cấu trúc của sách giáo khoa như thế thì chúng ta thấy như thế này, trong cái chương trình lịch sử lớp 7 thì mới năm 2018 so với cái chương trình lịch sử lớp 7 hiện hành thì ở đây về mặt nội dung nó có một số những cái nét khác một chút các em ạ. Đấy là thứ nhất là gì, phần 1 trong cái chương trình lịch sử hiện hành là gồm có 70 tiết thì phần 1 là khái quát lịch sử thế giới trung đại. Phần 2 là lịch sử Việt Nam từ thế kỷ thứ 10 đến giữa thế kỷ thứ 19 thì trong đó gồm có gì, 6 chương từ buổi đầu độc lập thời Ngô Đinh Tiền Lê đến gì, đến chương 6 Việt Nam nửa đầu thế kỷ 19. Thế còn chương trình lịch sử lớp 7 năm 2018 có 52,5 tiết thì gồm có 7 chương. Chương 1 đó là Tây Âu từ thế kỷ thứ 5 đến nửa đầu thế kỷ thứ 16. Chương 2 Trung Quốc và Ấn Độ thời Trung Đại. Chương 3 Đông Nam Á nửa sau thế kỷ thứ 10 đến nửa đầu thế kỷ 16. Chương 4 là đất nước dưới thời các vương triều Ngô Đinh Tiền Lê. Chương 5 là Đại Việt thời Lý Trần Hồ. Chương 6 khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê Sơ. Và cuối cùng là vùng đất phía Nam Việt Nam là gì? Từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 16. Như vậy thì cái nội dung mới trong phần lịch sử của sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 7 năm 2018 đó là cái gì? Điều thứ nhất, nếu như cái chương trình sách giáo khoa lịch sử hiện hành cho học sinh tìm hiểu nội dung phần lịch sử Việt Nam từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 19 đến thế kỷ thứ 19 đến thế kỷ thứ 19 thì sách giáo khoa 2018 cho học sinh tìm hiểu từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 16, đấy chính là điểm mới đầu tiên. Điểm mới thứ hai, đặc biệt là với tư cách là một thực thể trong lãnh thổ Việt Nam thì trong chương trình lần này, nội dung lịch sử về địa phần vùng đất phía Nam được các tác giả biên soạn thành một chương riêng nhằm khẳng định vị thế của vùng đất này trong dòng chảy của lịch sử dân tộc. Đấy chính là gì? Chính là cái điểm mới về mặt nội dung. Thế thì trên cơ sở đó thì ở đây người ta có đưa ra một cái bài học minh họa về lịch sử. Bài 6, các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ thứ 10 đến nửa đầu thế kỷ thứ 16 thì gồm có đầu tiên đó là cái mục tiêu, và mục tiêu đó là yêu cầu cần đạt của chương gì? Chương trình đã đưa ra. Thứ hai, đó chính là gì? Mở đầu, và mở đầu chính là muốn gợi cho gì? Cho học sinh là suy nghĩ, định hướng để các em hào hứng đi vào bài học. Ví dụ như thế này, em đã tìm hiểu về các quốc gia sơ kỳ và phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỷ thứ 7 đến trước công nguyên đến thế kỷ thứ 10 với một nền văn hóa bản địa sâu đậm, đa sắc màu. Thì trên nền tảng đó, từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 16, các vương quốc phong kiến trong khu vực tiếp tục có bước phát triển về kinh tế, chính trị và văn hóa. Diện mạo của các vương quốc này như thế nào? Những thành tựu văn hóa tiêu biểu đạt được là gì? Thì đấy chính là cái nội dung mà các em sẽ tìm hiểu ở bài hôm nay. Trên cơ sở đó thì gì? Là đi vào phần hình thành kiến thức mới. Thì hình thành kiến thức mới thì gồm có mà mấy mục. Thì trong đó cái mục đầu ấy, là sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ nửa sau thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ thứ 16. Thì trong đó có gì? Có tuyến chính, gồm có nội dung thông tin, có tư liệu, rồi có kênh hình. Ví dụ như ở đây kênh hình đưa toàn cảnh cái đô thị cổ Pagan của Myanmar ngày nay. Rồi có lục đồ, là lục đồ các vương quốc phong kiến Đông Nam gì? Đông Nam Á. Đấy, tức là có đầy đủ các vấn đề như vậy. Và tiếp nữa là đến mục thứ gì? Mục thứ hai. Và cuối cùng đó chính là gì? Là những câu hỏi ở cuối từng phần, từng mục một. Và câu hỏi bài tập, luyện tập và vận dụng ở cuối gì? Ở cuối bài. Thế còn đối với phần đối với bà phần địa lý thì ở đây như thế này,
Thì cái này đến cho bản thân cho cô. Phần địa lý thì gì? Buổi chiều chúng ta sẽ đi sâu vào phần địa lý thì các bạn sẽ thấy được cái nội dung phần địa lý mà trong so sánh giữa chương trình hiện hành và chương trình 2018 nó có những cái điểm khác biệt như thế nào. Ở đây trên cơ sở giới thiệu một số những cái vấn đề cụ thể như ở trên về về cái điểm mới trong nội dung, trong cấu trúc. Đấy, thì ở đây chúng tôi còn có một số cái đổi mới về hình thức thiết kế hình gì, hình thức thiết kế hình ảnh. Ở đây thể hiện như thế này, sách được thiết kế 4 màu, màu sắc phù hợp với tâm lý thị giác của học sinh, sinh động hấp dẫn. Và cách thiết kế logic thống nhất nhưng mà gì vẫn thể hiện được sự đa dạng giữa các bài gì, các bài học. Rồi hình ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng phù hợp với nội dung bài học và đều có bản gì, đều có bản quyền. Và cuối cùng là trong cái hình ảnh mà đưa ra có thể là kênh hình đấy, tức là cái hình ảnh đưa ra ấy, và có thể là lược đồ, có thể là tranh ảnh ấy, thì gì đều được sử dụng nhằm rèn luyện cái kỹ năng hình thành kiến thức cho học sinh. Trong đó có hình ảnh là nguồn, cũng có hình ảnh là mang tính minh gì, mang tính minh họa nhá. Đấy, phần thứ tư là những thuận lợi khi sử dụng sách lịch sử địa giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 7, đó là gì, là những thuận lợi trong hoạt động dạy học thì thể hiện như thế này. Thể hiện đầu tiên đó là tổ chuyên môn thuận lợi trong xây dựng kế hoạch giáo dục môn học, giáo viên đơn giản trong xây dựng kế hoạch bài học và học sinh dễ dàng thực hiện kế hoạch học tập với việc sắp xếp, phân phối, bố cục và nội dung hợp lý. Thứ hai nữa, nó phù hợp với mọi điều kiện cơ sở vật chất và đối tượng giáo viên, học sinh trên cả nước. Mỗi bài học có thể được triển khai với các cái tư liệu mở, sẵn có, dễ tìm, đa dạng ở địa phương. Hoạt động dạy học có thể thực hiện linh hoạt theo hình thức tổ chức mà giáo viên lựa chọn và mong muốn của học sinh. Và cuối cùng là dễ dàng tích hợp nội dung giáo dục địa phương và kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, môi trường, nghề nghiệp trong các cái bài học. Bên cạnh đó thì có những thuận lợi trong công tác đánh giá hỗ trợ tập huấn. Thì công tác đánh giá, đặc biệt là công tác đánh giá, đó là mỗi cái hoạt động học tập trong sách đã được thiết kế theo các yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất và thang đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy, giáo viên có thể sử dụng các cái yêu cầu học tập trong sách giáo khoa để đánh giá thường xuyên và làm cơ sở để xây dựng câu hỏi bài tập để đánh giá định kỳ quá trình học tập của học sinh. Và thứ hai là sách được nhà xuất bản giáo dục hỗ trợ học liệu điện tử một cách tối đa trên website hành trang số nhà xuất bản giáo dục VN. Qua đó hỗ trợ tích cực việc học tập và giảng dạy của học sinh và giáo viên. Và đặc biệt đó là các tác giả chúng tôi luôn đồng hành cùng các thầy cô học sinh trong quá trình tập huấn và sử dụng sách để mà đạt được cái mục tiêu giáo dục nhé. Phần thứ năm đó là có cái hệ tài nguyên trực tuyến và góc hỗ trợ. Thì bên cạnh cái phần bên trên chúng tôi giới thiệu thì ở đây là nhà xuất bản giáo dục có một cái hệ tài nguyên trực tuyến để mà và góc hỗ trợ để giúp cho giáo viên đắc lực trong cái vấn đề mà các bạn dạy và học ở trường phổ thông. Cuối cùng có thể kết luận như thế này là cuốn sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 7 của chúng tôi kiến thức tinh giản, trực quan, sinh động, phù hợp với học sinh, hỗ trợ đổi mới phương pháp tổ chức dạy học, lập kế hoạch giáo dục, nhiều hoạt động để phát triển năng lực và phẩm chất, và nó hỗ trợ quá trình kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ. Từ đó thể hiện một cái điều dễ học và dễ dạy và được sự hỗ trợ tối đa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các tác giả. Và đấy chính là một số những cái nét cơ bản về cái giới thiệu chung về cái bộ sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 7 chương trình 2018. Thế còn cụ thể phần lịch sử sẽ như thế nào thì việc là phần sau chúng tôi sẽ tiếp diễn, chúng tôi sẽ tiếp tục. Xin cảm ơn các thầy cô đã chú ý lắng nghe. Để cái này là đơn nó phần huyền giới thiệu cái phần lịch sử thế giới người cái móng tay vô cái nào mình cứ bấm là trả được. Sau phần nói của em thì sao mình phải nói là chưa thể nói lên một phút lên được năm thì cứ đợi cho một mình một phút thì lên cái đợt không biết là sau phần của tôi sau phần của Huyền thì chưa giải nào chứ bây giờ vừa mới vào.
chuyển sang không? Vâng, kính chào quý thầy cô ạ. Rất là vui được gặp quý thầy cô trong đợt tập huấn về cuốn sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 7. Và tôi cũng rất là mong là trong số các thầy cô đang ngồi nghe ở đây thì có rất nhiều thầy cô mà chúng ta đã gặp nhau trong đợt tập huấn năm ngoái về cuốn sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6. Vâng, kính thưa các thầy cô ạ, các thầy cô đã nghe phần thứ nhất, đó là phần giới thiệu của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Côi, chủ biên cuốn sách lịch sử và địa lý lớp 7 ở phần lịch sử ạ. Và cô Côi cũng đã giới thiệu với các thầy cô những cái tổng quan nhất về cấu trúc của cuốn sách, về những điểm mới của cuốn sách lịch sử và địa lý lớp 7. Tiếp theo thì đến phần mà tôi trao đổi với các thầy cô, thì trong cái khoảng thời gian trao đổi khoảng hơn một tiếng thì tôi xin phép được trao đổi với các thầy cô hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất đó là những cái điểm cần lưu ý về mặt nội dung trong phần lịch sử thế giới và phần chủ đề tích hợp, và cũng là cái phần chủ yếu mà tôi tham gia với tư cách là tác giả biên soạn của cuốn sách lịch sử và địa lý lớp 7. Và cái thời gian ngắn còn lại thì tôi chia sẻ với các thầy cô một cái ví dụ minh họa về một cái kế hoạch dạy học. Lấy ví dụ một bài lịch sử ở trong cuốn sách này ạ. Vâng ạ, các thầy cô cũng đã nghe cái phần chia sẻ của cô về những cái điểm mới của cuốn sách này ấy. Thì thầy cô thấy rằng là cuốn sách lịch sử và địa lý lớp 7 mà thầy cô có trong tay, thầy cô đã được đọc xem file PDF hay là thầy cô cũng sắp có ở trong tay mình ấy, thì nó có rất là nhiều điểm mới, rất nhiều điểm mới về cấu trúc, về hình thức thể hiện, về quy cách trình bày, vân vân ạ. Nhưng mà tôi chia sẻ thêm những cái điểm mới về nội dung, và đó cũng là một trong những cái điểm rất là nổi bật để tạo nên cái giá trị của cái cuốn sách mới này. Điểm mới về nội dung ở trong phần lịch sử, trong cái phân môn lịch sử ạ, thì đối với cái cuốn sách sách giáo khoa hiện hành mà như các thầy cô cũng đã dạy nhiều năm rồi ạ, thì toàn bộ phần lịch sử thế giới, chúng ta hiểu là lịch sử thế giới phần trung đại, được khái quát trong phần 1. Và phần 1 nó gồm có khoảng 7 bài. Và cái thời lượng mà chúng ta dạy 7 bài này ấy là nó khoảng từ 9 đến 10 tiết. Bài 1 là sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu. Bài 2 là sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. Bài 3 là cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kỳ trung đại ở châu Âu. Bài 4 là Trung Quốc thời phong kiến. Bài 5 là Ấn Độ thời phong kiến. Và bài 6 là các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. Bài 7 là những nét chung về xã hội phong kiến. Như vậy thì cái tiến trình lịch sử trung đại được giới thiệu từ chủ yếu là ở cái khu vực châu Âu này, rồi đến Trung Quốc này, đến Ấn Độ này, các cái quốc gia phong kiến rất là điển hình ở phương Đông và các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. Và cuối cùng thì có một cái bài 7, đó là bài khái quát chung về xã hội phong kiến. Đó là cái mặt nội dung trong cái lịch sử thế giới trung đại được trình bày trong cuốn lịch sử 7 hiện hành. Đối với cuốn sách giáo khoa mới, mà năm nay chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng từ năm học này, thì nội dung lịch sử thế giới được trình bày một cách chuyên sâu hơn và chi tiết hơn. Lịch sử thế giới trung đại được viết trong 3 chương là 8 bài, và ngoài ra thì nó được phân tích một cách sâu sắc hơn nữa với hai chủ đề tích hợp. Và hai cái toàn bộ cái 8 cái bài trong 3 chương và phần chủ đề tích hợp này thì chúng tôi ước lượng là khoảng thời gian thầy cô lên lớp là khoảng hơn 20 tiết. Như vậy là cái thời lượng mà chúng ta dành cho phần lịch sử thế giới trong cuốn sách giáo khoa mới này là khoảng gấp đôi so với cuốn sách giáo khoa hiện hành. Trong đó thì chúng tôi trình bày trong 3 chương. Chương 1 là Tây Âu từ thế kỷ 5 cho đến thế nửa đầu thế kỷ 16. Có 3 bài từ quá trình hình thành phát triển chế độ phong kiến này, rồi các cuộc phát kiến địa lý và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu, bài phong trào văn hóa phục hưng và cải cách tôn giáo. Ở chương 2 thì giới thiệu về Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại. Chúng tôi sử dụng cái thuật ngữ là thời trung đại đúng như là cái thuật ngữ đưa ra trong chương trình, chứ chúng ta không nói đến là Trung Quốc thời phong kiến hay là Ấn Độ thời phong kiến, để tránh ra những cái quan điểm bàn cãi về các cái mốc mở đầu của chế độ phong kiến ở Trung Quốc và Ấn Độ. Và chương 3 là Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 16. Như vậy thì cái mạch thời gian của chương 3 nó tiếp nối với cái mạch thời gian
của phần Đông Nam Á được giới thiệu trong cuốn sách lịch sử và địa lý lớp 6, tức là Đông Nam Á từ đầu công nguyên cho đến thế kỷ 10, thì bắt đầu đến lớp 7 lại tiếp tục các con được học từ nửa sau thế kỷ 10 cho đến nửa đầu thế kỷ 16. Trong đó thì có bài 6 là bài khái quát chung về các vương quốc phong kiến Đông Nam Á này, bài 7 thì giới thiệu cụ thể về vương quốc Lào, bài 8 giới thiệu cụ thể về vương quốc Campuchia, là hai cái quốc gia láng giềng rất là gần gũi với Việt Nam mà chúng ta cũng tìm hiểu một cách sâu sắc hơn. Ngoài ra thì cái chủ đề tích hợp thì chúng tôi giới thiệu trong hai chủ đề bắt đầu từ lớp 7. Lớp 6 chưa có chủ đề tích hợp và bắt đầu từ lớp 7 thì sẽ có hai chủ đề tích hợp, là chủ đề 1 là các cuộc đại phát kiến địa lý và chủ đề 2 đó là đô thị, lịch sử và hiện tại. Tôi xin giới thiệu với các thầy cô theo cái tiến trình lần lượt khi các thầy cô mở cuốn sách ra, và bắt đầu nó là phần lịch sử thế giới. Thì ở mỗi một chương, trong toàn bộ cuốn sách này thì cái cấu trúc của chương là bao giờ nó cũng sẽ có một trang mở đầu. Một trang mở đầu, dù chỉ là trong một cái trang ngắn gọn vậy thôi, nhưng mà chúng tôi rất là cố gắng đưa các kênh hình nổi bật, các kênh hình nổi bật gắn liền với những cái kiến thức cơ bản được trình bày ở trong chương này. Và những cái kênh hình đó được lựa chọn rất là đẹp đẽ và có cái tính gợi mở cho học sinh, thu hút học sinh để tìm hiểu nội dung của toàn bộ chương này. Tiếp đó là cái phần mà giới thiệu ở dưới là kênh chữ để mà dẫn dắt. Giáo viên có thể dùng những cái đoạn dẫn dắt này để thầy cô giới thiệu về toàn bộ nội dung khái quát của chương. Cũng giống như khi các em xem một vở kịch thì cái tấm màn đầu tiên các em mở ra ấy, nó sẽ là một những cái hoạt cảnh mà thu hút được các em để các em tiếp tục xem cái vở kịch đó một cách rất là hứng thú. Thì trang mở đầu chương chúng tôi giới thiệu khái quát những nội dung cốt lõi trong chương đó. Và giáo viên có thể hướng dẫn học sinh đọc nhanh những nội dung kênh chữ và quan sát kênh hình. Quan sát kênh hình, có thể là giáo viên sẽ hỏi học sinh những cái thông tin rất là khái quát thôi. Ví dụ như là quan sát kênh hình này, ở đây ví dụ chương 1 ấy, là kênh hình là phát kiến địa lý thời trung đại và hình ảnh pháo đài trong các lãnh địa phong kiến. Thì khi quan sát kênh hình này thì các con có cảm nhận ra sao? Có cảm nhận ra sao? Hay là những cái hình ảnh này có gợi cho các em suy nghĩ hay là nhận xét gì hay không? Và từ đó thì học sinh sẽ có thể là trả lời. Và thông qua cái việc hỏi và trả lời ngắn gọn như vậy thì sẽ tạo ra sự tò mò, hứng khởi, một cái tâm thế rất là sẵn sàng, và các con có mong muốn khám phá để chiếm lĩnh tri thức của học sinh. Và giáo viên cũng có thể là gì ạ? Gợi mở cho các con bằng cách là kết nối với những điều mà các con đã biết, đã được học ở lớp 6, đúng không ạ? Đã được học về cái sự sụp đổ của đế quốc La Mã vào thời kỳ cổ đại, tức là vào khoảng thế kỷ 5. Và sau cái sự sụp đổ đó thì là sự ra đời của những quốc gia phong kiến ở châu Âu. Vậy thì sự ra đời của các quốc gia đó được diễn ra như thế nào, và các thành thị ra đời, rồi tầng lớp thị dân hình thành ra sao, thời kỳ văn hóa phục hưng đã xua đi cái màn đêm của đêm trường trung cổ như thế nào, vân vân và vân vân. Thì thầy cô sẽ bằng cái giọng mà dẫn dắt rất là truyền cảm của mình, thầy cô có thể là thu hút được sự chú ý của các con ở ngay trong cái trang mở đầu chương. Và lưu ý ở đây là giáo viên không nên khai thác quá sâu, quá chi tiết kênh hình. Để làm gì ạ? Để chúng ta tránh việc là chúng ta lại cung cấp kiến thức hay là tránh trùng lặp với cái quá trình thầy cô dạy học ở các cái nội dung cụ thể của chương. Bởi vì chắc chắn là những cái hình ảnh này đã được nhắc lại có thể là với hình ảnh khác, nhưng vẫn những cái nội dung như vậy ở trong cái phần nội dung bài học cụ thể trong chương. Chương 1 là chương Tây Âu từ thế kỷ 5 đến nửa đầu thế kỷ 16. Thì có 3 bài ạ. Bài thứ nhất là quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu. Bài 2 là các cuộc phát kiến địa lý và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Và bài 3 là phong trào văn hóa phục hưng và cải cách tôn giáo. Trước hết ở bài 1 ạ, khi mà bắt đầu một cái bài học thì thầy cô hãy lưu ý giúp chúng tôi là cái phần yêu cầu cần đạt. Yêu cầu cần đạt chúng tôi trích dẫn nguyên si những yêu cầu cần đạt trong chương trình. Trong chương trình và được thể hiện ở ngay phần mở đầu dưới tên bài. Dưới tên bài, tức là học xong bài này thì em sẽ cần phải đạt được cái gì. Ở đây thì yêu cầu cần đạt của bài 1 là các em phải kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. Thứ hai là các em trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu. Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa Giáo và phân tích được vai trò của thành thị trung đại. Như vậy thì với cái yêu cầu cần đạt thứ nhất là học sinh phải kể được những cái sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. Tuy nhiên ấy,
nếu như mà học lịch sử mà chỉ là để cho các con nhớ được sự kiện và kể lại các sự kiện một cách máy móc thì nó sẽ giảm đi cái tính thú vị của phần môn lịch sử và sẽ làm cho các con cảm thấy rất là nặng nề. Cho nên trong phần viết thì chúng tôi giảm lược đi những cái mốc mà không quá là quan trọng liên quan đến cái quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. Vì thế ở phần mục 1 thầy cô sẽ thấy là nó không có nhiều mốc thời gian về quá trình hình thành xã hội phong kiến. Vậy thì giáo viên sẽ phải làm gì ạ? Sẽ phải giúp học sinh kết nối với các mốc thời gian của giai đoạn trước đó. Khi đế quốc chiếm hữu nô lệ La Mã khủng hoảng và sụp đổ như thế nào? Khủng hoảng từ thế kỷ 3 rồi sụp đổ vào nửa cuối thế kỷ 5 vân vân và vân vân, với cái sự tràn vào xâm nhập của người các cái bộ tộc Dép Manh từ phương Bắc, từ phía Bắc của đế quốc La Mã. Và phần thứ hai, cái yêu cầu cần đạt thứ hai quan trọng hơn đó là các em phải trình bày được cái quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. Mà cái quá trình hình thành xã hội phong kiến hay là quá trình hình thành cái xác lập cái chế độ phong kiến ấy, chúng ta còn gọi nó bằng một cái thuật ngữ đó là quá trình phong kiến hóa. Mặc dù ở đây thì chúng ta không yêu cầu học sinh là phải nắm được về cái khái niệm phong kiến hóa, tuy nhiên thầy cô khái quát được về cái quá trình hình thành này, bản chất nó chính là quá trình phong kiến hóa. Và phong kiến hóa là một khái niệm tương đối khó, không phải chỉ đối với học sinh lớp 7 mà còn khó đối với chính bản thân các thầy cô nữa. Và khi chúng ta học ở đại học thì chúng ta thấy rằng cái nội dung này nó cũng rất là khó, đúng không ạ? Vậy thì thầy cô phải hiểu rộng hơn về cái quá trình hình thành chế độ phong kiến đó để chúng ta giảm lược được, để chúng ta làm đơn giản kiến thức cho học sinh để học sinh tiếp nhận một cách dễ dàng hơn. Bản chất của quá trình phong kiến hóa nó chính là quá trình hình thành hai cái giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến. Ở đây thì cái từ phong kiến hóa tức là làm cho trở thành phong kiến, làm cho trở thành phong kiến. Cái từ hóa là một cái từ động từ hóa danh từ, đúng không ạ? Vậy thì cái quá trình phong kiến hóa chính là quá trình hình thành hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến, đó là lãnh chúa phong kiến và nông nô. Ở phương Đông thì chúng ta gọi bằng cái thuật ngữ là địa chủ phong kiến và tá điền, tức là những người mà mượn ruộng đất. Đồng thời thì khi hình thành hai cái giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến thì nó đồng thời xác lập mối quan hệ bóc lột giữa giai cấp lãnh chúa phong kiến với lại giai cấp nông nô. Lãnh chúa phong kiến bóc lột bằng tô thuế, bóc lột bằng tô và thuế. Và chỉ khi nào mà trong xã hội hình thành hai cái giai cấp lãnh chúa phong kiến và nông nô, và quan hệ bóc lột giữa lãnh chúa phong kiến và nông nô bằng tô thuế, thì khi đó sẽ xác lập cái quan hệ sản xuất phong kiến và hoàn thành quá trình phong kiến hóa. Như vậy chúng ta nắm được bản chất của khái niệm này để chúng ta có thể là định hướng cho học sinh được hình dung hơn, rõ ràng hơn về cái quá trình hình thành xã hội phong kiến. Và ở trong phần tiếp theo, khi mà thầy cô phân tích cho học sinh về cái sự hình thành các giai cấp chính ở trong xã hội phong kiến ấy, thì thầy cô phân tích khai thác cái sơ đồ hình 2, sơ đồ về sự hình thành các giai cấp chính trong xã hội phong kiến ở Vương quốc Frank, một cái vương quốc mà diễn ra cái quá trình phong kiến hóa điển hình nhất trong số rất nhiều các vương quốc man tộc của người Giác Manh. Ở đây ấy, thì đây là những cái nội dung canh chữ, nhưng mà chúng tôi khái quát nó dưới dạng sơ đồ. Và thầy cô cho học sinh phân tích các thông tin trong các cái sơ đồ này. Trong cái sơ đồ này, ví dụ như là con quan sát sơ đồ và con sẽ thấy xem là cái giai cấp nào gia nhập vào hàng ngũ lãnh chúa phong kiến, và những cái tầng lớp, những giai cấp nào gia nhập vào thành phần là giai cấp nông nô, và họ làm cách nào để trở thành lãnh chúa phong kiến, hay là bằng cách nào thì họ bị đẩy sang xuống cái thân phận là nông nô, hay là chuyển sang cái thân phận nông nô. Và học sinh sẽ quan sát và trả lời dựa theo các cái gợi ý mũi tên này, hay là các cái thông tin được thể hiện trong cái sơ đồ này. Và đây là một nội dung rất là quan trọng của bài 1, nên thầy cô chú ý là chúng ta khai thác sâu hơn ạ. Ở mục 2 về lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến ở Tây Âu, thì giáo viên cần làm nổi bật được hai ý quan trọng. Ý thứ nhất đó là khái niệm lãnh địa phong kiến và đặc điểm của lãnh địa phong kiến. Thế nào là lãnh địa phong kiến và lãnh địa phong kiến có đặc điểm gì? Và thứ hai đó là cái quan hệ xã hội của chế độ phong kiến ở Tây Âu ấy, nó được thể hiện như thế nào giữa lãnh chúa với lại nông nô. Giáo viên lưu ý rằng là cái kênh hình 3
khu đất của lãnh chúa trong lãnh địa phong kiến ở đây là cái hình tranh minh họa. Thì thầy cô lưu ý giúp chúng tôi ạ, đây chỉ là tranh minh họa về khu đất của lãnh chúa trong lãnh địa phong kiến thôi, chứ không phải là tranh minh họa về toàn bộ lãnh địa phong kiến. Bởi vì lãnh địa phong kiến ấy, thì nó lãnh địa phong kiến nó rộng lớn hơn so với cái khu đất của lãnh chúa trong lãnh địa. Vậy thì như chúng tôi sử dụng cái hình ảnh tranh minh họa về khu đất của lãnh chúa trong lãnh địa này để học sinh có những mô tả rõ ràng hơn về cái cấu trúc bên trong khu đất ở của lãnh chúa, bao gồm nhà ở của lãnh chúa như thế nào, hệ thống phòng ngự bảo vệ các pháo đài ở xung quanh ra sao, và đồng thời ở bên ngoài ấy, ngoài cái khu đất của lãnh chúa ấy, thì có xuất hiện những cái hình ảnh như là nhà ở của nông nô này, hay là những cái nhà kho này, thế rồi thì vùng các cái vùng núi non này, rừng rú này. Và lãnh địa phong kiến thực tế là một khu đất vô cùng rộng lớn thuộc sở hữu tư nhân của một lãnh chúa phong kiến, trong đó thì bao gồm khu đất ở của lãnh chúa này, nhà ở này, và đất đai canh tác của nông nô này, ao hồ, sông đầm và cả những khoảng rừng rất rộng lớn. Các lãnh chúa phong kiến thì hàng ngày chỉ có cái công việc là vào rừng để săn, để mà săn bắn và tiệc tùng suốt ngày thôi. Vì thế cho nên là các cái lãnh địa này rất là rộng lớn. Giáo viên sẽ khai thác thông tin trong sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong sách giáo viên để có những cái mô tả rõ ràng hơn về đời sống của lãnh chúa và nông nô ở trong các cái lãnh địa. Trong mục 3 là về sự ra đời của Thiên Chúa giáo ấy, thì thầy cô lưu ý rằng là giáo viên trong cái mục này ấy, thì chỉ cần mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo thôi, và nó không phải là nằm trong cái phần mà học sinh cần phải học nhiều ở trong cái bài này. Và mục này giáo viên chỉ cần nhắc lại về sự ra đời của Thiên Chúa giáo vào khoảng đầu công nguyên. Và thầy cô lưu ý rằng là cái thuật ngữ Thiên Chúa giáo ở đây là chúng tôi cũng rất là tôn trọng. Thuật ngữ được sử dụng trong chương trình, người ta để là thuật ngữ là Thiên Chúa giáo, vì thế chúng tôi cũng giữ nguyên. Nhưng thực tế thì ở đây là cái Thiên Chúa giáo nó là một cái khái niệm rộng lớn hơn so với Kitô giáo. Thiên Chúa giáo là một là các cái tôn giáo thờ Thiên Chúa nói chung, trong đó có Kitô giáo, có Do Thái giáo, có Tin Lành, vân vân và vân vân. Và sau này thì nó sẽ có những cái sự phân nhánh trong các cái tôn giáo đó. Nhưng mà cái khái niệm Thiên Chúa giáo ở đây là cái khái niệm mà người Việt Nam chúng ta quen dùng để gọi về Kitô giáo, và bản chất của tôn giáo này đó là nó ra đời vào những cái khoảng đầu công nguyên do Chúa Giêsu là người sáng lập. Và học sinh học ở cái mục này ấy, chỉ cần nắm được khái quát sự ra đời của Thiên Chúa giáo vào khoảng đầu công nguyên để làm gì ạ? Để các em thấy được rằng là ban đầu thì Thiên Chúa giáo làm cái tôn giáo của những người nghèo khổ, nhưng mà dần dần thì bị giai cấp thống trị lợi dụng. Về sau thì chính giai cấp thống trị lại công nhận Thiên Chúa giáo, công nhận và coi đó là quốc giáo của đế quốc La Mã. Và đến thời phong kiến thì Thiên Chúa giáo phát triển mạnh mẽ, giáo hội Thiên Chúa trở thành một cái thế lực rất là lớn về chính trị, về kinh tế, và chi phối, khống chế cái đời sống văn hóa và tư tưởng của con người ở Tây Âu thời kỳ trung đại. Và rõ ràng là cái mạch này nó chỉ là để mà vắt sang đến những cái bài sau, khi mà học các con học về văn hóa phục hưng, cái cách tôn giáo, thì các con sẽ biết được là Thiên Chúa giáo lúc bấy giờ nó trở thành một cái thế lực lớn như thế nào, và nó bảo thủ ra làm sao, và người ta sẽ phải đấu tranh, cái giai cấp tư sản đang lên sẽ đấu tranh chống lại giáo hội Thiên Chúa như thế nào, vân vân và vân vân. Chuyển sang. Ở mục 4 ạ, về sự ra đời của thành thị, sự xuất hiện và vai trò của thành thị trung đại, thì giáo viên lưu ý là chỉ phân tích về sự xuất hiện và vai trò của thành thị trung đại thôi. Trong cái phần hoạt động kinh tế thì các thầy cô sẽ làm rõ hơn nó ở chủ đề chung, số 2. Cho nên chúng ta tập trung ở đây chỉ là về sự xuất hiện của các thành thị, tức là các thành thị ra đời trong những cái điều kiện như thế nào, cái hoàn cảnh ra làm sao, và khi ra đời như vậy thì nó thể hiện được cái vai trò của nó như thế nào, mà chúng ta chưa phân tích sâu về các hoạt động kinh tế, tức là cái diện mạo kinh tế của các thành thị, thì chúng ta sẽ nói đến trong cái chủ đề 2. Để phân tích được vai trò của thành thị trung đại thì giáo viên cần phải đặt được thành thị trung đại nó ra đời trong một cái bối cảnh
xã hội phong kiến Tây Âu thời sơ kỳ, và toàn bộ cái xã hội phong kiến Tây Âu thời sơ kỳ ấy, nó có cái diện mạo kinh tế, cái trạng thái kinh tế là tương đối biệt lập. Các lãnh địa phong kiến trở thành những cái cơ sở kinh tế khá là tách rời nhau, biệt lập với nhau và khép kín. Mỗi lãnh địa giống như là một cái vương quốc nhỏ, trong đó thì lãnh chúa được ví như là một cái ông vua con. Và thậm chí thì nhà vua còn không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của những cái lãnh địa lớn. Và họ gọi đấy là cái quyền miễn trừ, nhà vua phải chấp nhận cái quyền miễn trừ đó đối với các cái lãnh địa lớn. Và cái nền kinh tế, cái đặc điểm của nền kinh tế lãnh địa đó là nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc. Người nông nô sẽ cung cấp các sản phẩm cho lãnh chúa. Lãnh chúa cần gì thì người nông nô sẽ phải sản xuất ra cái thứ đó. Và các Marx có sử dụng một cái hình ảnh là xã hội phong kiến Tây Âu thời sơ kỳ giống như là một cái bao tải khoai tây. Nếu như buộc cái túi bao tải đấy vào thì nó còn là một cái bao tải. Nhưng là nếu cởi cái nút bao tải và đổ nó ra thì mỗi một củ khoai tây nó sẽ lăn về một hướng khác nhau và không có một cái sự kết dính nào giữa các cái thành viên của nó cả. Và cái câu nói của Marx ấy, nó là một cái câu nói rất là hình ảnh để phản ánh được cái trạng thái biệt lập, tách rời, khép kín và mang cái tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc của cái nền kinh tế Tây Âu thời sơ kỳ. Vậy thì với cái trạng thái kinh tế như vậy, nó sẽ là cái cơ sở, nó sẽ là cái hạ tầng, là cái cơ sở cho chế độ phong kiến phân quyền. Tức là cái thượng tầng cấu trúc ở trên nó sẽ là chế độ phong kiến phân quyền tương ứng. Thế nhưng mà khi thành thị ra đời thì nó sẽ xóa dần đi cái tính chất tự nhiên đó. Thành thị ra đời nó được ví như là một cái chất axit làm bào mòn dần nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa phong kiến. Và rất nhiều thành thị cũng ra đời trong chính các cái lãnh địa phong kiến. Và cũng có những cái thành thị là được các lãnh chúa phong kiến thành lập ra, xây dựng lên để mà cho thợ thủ công và thương nhân sản xuất ở đó, và lãnh chúa thì thu thuế. Vậy thì cái nền kinh tế thành thị ấy, nó sẽ thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triển và tạo điều kiện cho chế độ phong kiến tập quyền được hình thành, khi mà cái nhu cầu thống nhất và mở rộng thị trường được đặt ra ngày càng cấp thiết hơn. Vậy thì cô hãy lưu ý là chúng ta phân tích vai trò của thành thị thì chúng ta phải đặt trong cái bối cảnh nó ra đời như thế nào, vì nó mới thể hiện được là nó làm thay đổi cái bộ mặt của Tây Âu như thế nào. Bài 2 là bài các cuộc phát triển địa lý và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu. Thì với bài 2, giáo viên lưu ý chỉ giới thiệu những nét chính về hành trình của một số cuộc phát triển địa lý lớn trên thế giới và nêu hệ quả của những cuộc phát triển địa lý đó thôi, chứ chúng ta không nói đến những cái nội dung mà sẽ được nhắc trong cái chủ đề chung số 1, chủ đề về các cuộc đại phát triển địa lý. Và để mà cho học sinh sử dụng được lược đồ hoặc bản đồ giới thiệu được những nét chính ấy, thì thầy cô khai thác cái thông tin trong hình 1, hướng dẫn học sinh kết hợp thông tin trong cái kênh hình và trong sách giáo khoa để các con trình bày về một số cuộc phát triển địa lý trên lược đồ. Các con sẽ theo các cái đường mũi tên này, màu sắc của các cuộc mũi tên đó tương ứng với từng cuộc phát triển địa lý và trình bày về cái tuyến đường đi của cái đoàn thủy thủ tham gia vào những cuộc phát triển địa lý đó. Trong phần hệ quả, cái yêu cầu cần đạt thứ hai là học sinh phải nêu được hệ quả của các cuộc phát triển địa lý. Thì trong phần hệ quả, giáo viên cần hướng dẫn học sinh phân tích được những tác động quan trọng của phát triển địa lý đến cái gì ạ? Đến sự phát triển của cái phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tức là phát triển địa lý đã thúc đẩy một cái phương thức sản xuất mới tư bản chủ nghĩa ra đời như thế nào trong lòng chế độ phong kiến. Nó tác động lớn như thế nào đến nền thương mại thế giới và tạo ra sự giao lưu văn hóa giữa các châu lục. Nhưng mà đồng thời thì chúng ta cũng hình thành cho các con cái tư duy phân tích hai mặt của một vấn đề. Các cuộc phát triển địa lý ngoài những tác động rất là tích cực đến cái lịch sử của thế giới lúc bấy giờ, thì đồng thời nó cũng để lại những cái hậu quả rất là đau lòng trong lịch sử nhân loại. Ở mục 2 là sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản và những biến đổi chính trong xã hội Tây Âu, thì giáo viên cần phải làm rõ được hai ý. Thứ nhất là sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản trong mục A, và mục B là sự biến đổi của xã hội Tây Âu. Tuy nhiên thì nội dung của cả hai cái mục A và B này nó mang tính chất là kết dính với nhau để là làm nổi bật lên được cái sự xác lập của cái quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa từ
trong cái trong lòng cái chế độ phong kiến, và khi cái quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đấy nó dần dần được xác lập thì nó đã đưa đến những cái biến đổi chính trong xã hội Tây Âu như thế nào. Và cũng giống như nội dung về quá trình phong kiến hóa ở bài 1 thì đây là một nội dung tương đối khó. Các thầy cô thấy rằng là đối với học sinh lớp 7 thì khi mà các con cần phải nắm được về cái quá trình xác lập một cái quan hệ sản xuất, một cái phương thức sản xuất ấy, thì đó là một điều không phải là dễ dàng, đúng không ạ? Và chúng ta cũng các con mới có những cái kiến thức rất là sơ giản ở phần lớp 6 thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải dần dần cho các con luyện tập với cái các cái khái niệm mang tính chất là phức tạp hơn ở phần lớp 7. Vậy thì giáo viên sẽ trong cái mục 2A thì giáo viên sẽ khai thác tình hình và tư liệu ở trong bài để mà nắm được bản chất của việc hình thành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa mới. Ở đây ấy, chính là làm gì ạ? Là làm xuất hiện hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản. Một cái quan hệ sản xuất mới nó được xác lập khi nào? Nó được xác lập khi nó phải hình thành được hai giai cấp cơ bản đặc trưng của nó. Mà hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản đó chính là tư sản và vô sản. Khi nào hình thành giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, đồng thời với nó là mối quan hệ bóc lột giữa tư sản với vô sản, thì khi đó xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Như vậy thì giáo viên sẽ phải giúp học sinh làm rõ được các cái cách thức tạo ra vốn và nhân công. Đây là hai yếu tố không thể thiếu cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành. Phương thức này được hình thành dựa trên cơ sở là phải có vốn và có đội ngũ nhân công lớn. Và cái vốn và nhân công đấy nó tập trung trong tay giới quý tộc và thương nhân một cách rất nhanh chóng, bằng rất nhiều con đường, bằng rất nhiều phương thức. Ví dụ như là họ tiến hành buôn bán nô lệ này, rào đất cướp ruộng này, tăng thuế này, bóc lột này, vơ vét tài nguyên của thuộc địa, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta cần phải kết luận lại rằng dù là phương pháp tích lũy nào, dù là phương thức tích lũy nào, thì cái mục đích của giới quý tộc và thương nhân ở đây cũng là để tập trung nhiều nhất, nhanh nhất cái số lượng vốn. Cái số lượng vốn hay chúng ta hình dung nó chính là tư bản. Vốn ở đây không phải chỉ là tiền, mà nó còn bao gồm là đất đai, là vàng, vân vân. Tập trung nhiều nhất và nhanh nhất số lượng vốn vào trong tay một số rất ít người. Cái số rất ít người này sẽ trở thành những ông chủ tư bản. Họ kinh doanh theo một phương thức mới khác với cái phương thức trước đây. Họ kinh doanh theo một phương thức mới, đó là thuê nhân công, trả lương cho nhân công và thu lợi nhuận. Còn lại thì đa số những người dân sẽ bị mất ruộng đất, mất tư liệu sản xuất, họ mất cả tư liệu sinh hoạt. Vậy thì để mà họ sinh sống được thì họ sẽ phải bán cái sức lao động của mình, làm thuê cho các ông chủ tư bản, và họ trở thành những người vô sản. Sự xuất hiện của giai cấp tư sản và giai cấp vô sản đó chính là những biến đổi mạnh mẽ nhất trong xã hội Tây Âu vào cuối thời trung đại. Vậy thì ở phần B, sự biến đổi của xã hội Tây Âu, thầy cô khai thác cái kênh thông tin mà chúng tôi khái quát thành cái sơ đồ giai cấp tư sản được hình thành từ những cái tầng lớp nào, họ có những cái đặc điểm ra sao, giai cấp vô sản thì họ hình thành từ những tầng lớp nào và có những cái đặc điểm ra sao, mối quan hệ giữa hai giai cấp này như thế nào. Trong bài 3 phong trào văn hóa phục hưng và cải cách tôn giáo thì ở bài này yêu cầu cần đạt là học sinh giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế xã hội của Tây Âu từ thế kỷ 13 cho đến thế kỷ 16. Tuy nhiên thì thầy cô cũng thấy rằng là trong chương trình thì họ đưa cái này vào phần yêu cầu cần đạt, nhưng rõ ràng nội dung này đã được đề cập đến trong bài 2, đã được đề cập đến trong bài 2 trước đó rồi. Cho nên ở đây mục 1 giáo viên chỉ nên giới thiệu khái quát để làm cơ sở cho học sinh nắm được cái nội dung ở mục 2 là cái mục quan trọng hơn, đó là phần phong trào văn hóa phục hưng. Ở mục 1 là phần phong trào văn hóa phục hưng thì học sinh cần trình bày được những thành tựu tiêu biểu và đánh giá được ý nghĩa rồi tác động của phong trào văn hóa phục hưng đối với xã hội Tây Âu. Thế thì trong phần này ấy, thì các con sẽ được quan sát rất là sinh động về những cái hình ảnh, những cái hình ảnh tinh hình về các thành tựu của phong trào văn hóa phục hưng. Giáo viên cần phải giúp cho học sinh khai thác được các cái hình ảnh đó, rồi các cái thêm những cái mẩu chuyện về những cái nhà khoa học, những cái nhà văn, những nhà soạn kịch ở thời kỳ văn hóa phục hưng, để học sinh hiểu được là bản chất của phong trào văn hóa phục hưng nó chính là cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản đang lên chống lại giai cấp phong kiến trên lĩnh vực văn hóa.
Vậy thì tại sao giai cấp tư sản khi họ mới trưởng thành như vậy, họ không tạo ra một nền văn hóa mới ý, mà họ lại phải phục hưng lại những cái giá trị văn hóa từ thời cổ đại Hy Lạp và La Mã? Là bởi vì trong cái quá trình đi tìm kiếm những cái thành tựu, tác phẩm nghệ thuật kinh điển của thời kỳ Hy Lạp cổ đại, cổ điển ấy, La Mã cổ điển, thì các cái giai cấp tư sản, những cái tầng lớp thương nhân có đầu óc mới muốn bán theo một cái lối mới, thì họ thấy rằng là những cái giá trị ở thời kỳ cổ đại ấy, họ nó thể hiện được cái tinh thần của giai cấp tư sản, và họ thổi thêm vào đó cái hơi thở mới của thời đại, đó chính là việc ủng hộ cho cái quyền tự do cá nhân của con người, hay là việc ủng hộ cho việc làm giàu của giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản trưởng thành chính từ cái tầng lớp thị dân, tức là tầng lớp thương nhân, tầng lớp thợ thủ công sinh sống trong các thành thị, gọi là tầng lớp thị dân. Thì dần dần cái tầng lớp thị dân đó lớn mạnh trở thành giai cấp tư sản, và cái thực lực kinh tế của họ thì càng ngày càng mạnh, thậm chí là tư sản còn có cho cả phong kiến vay tiền để mà giai cấp phong kiến thì dần dần sẽ phải sống dẫm vào sự chu cấp về tài chính của giai cấp tư sản. Thế thì cái thực lực kinh tế ngày càng mạnh đó, họ dần dần họ đòi hỏi là phải có một cái nền văn hóa tiên tiến phù hợp với cái nhận thức của họ, phù hợp với cái nền kinh tế của họ, và họ có xu hướng là phủ nhận nền văn hóa lạc hậu, lỗi thời của giai cấp phong kiến đã đè nặng lên tư tưởng của họ, và thậm chí là cái nền văn hóa phong kiến ấy, những cái tư tưởng phong kiến ấy, nó còn cản trở cho cái quá trình sản xuất, cái quá trình kinh doanh của giai cấp tư sản. Và đây chính là bước đầu, cái cuộc đấu tranh bước đầu của giai cấp tư sản để chuẩn bị cho các cuộc đấu tranh sau này, và cao nhất đó là các cuộc cách mạng xã hội, những cuộc cách mạng tư sản được tiến hành sau này. Ở mục 2, phong trào cải cách tôn giáo, thì học sinh cần phải nêu và giải thích được nguyên nhân, khái quát được nội dung cơ bản và tác động của các cuộc cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu. Và cũng tương tự như mục 2 thì giáo viên sẽ cần giúp học sinh hiểu được bản chất của phong trào cải cách tôn giáo, chính là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng. Cái phong trào văn hóa phục hưng ấy, nó cũng là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa. Thì cuộc phong trào cải cách tôn giáo là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng của giai cấp tư sản. Nó tấn công trực tiếp vào cái hệ tư tưởng lỗi thời lạc hậu của giai cấp phong kiến. Và tuy nhiên thì cái cuộc cải cách tôn giáo này, nó được ví như là một cái hành động cắt may lại cái chiếc áo vốn là quá thùng thình so với khổ người của giai cấp tư sản, để cái chiếc áo đó nó trở nên phù hợp hơn với cái vóc dáng của giai cấp tư sản, giống như là chúng ta trích dẫn cái đánh giá của Engel để nói về cái việc cải cách chưa triệt để. Cải cách tôn giáo nhưng vẫn phải dùng các cái đề tài tôn giáo, đúng không ạ? Vẫn phải mượn các cái nội dung về tôn giáo để mà chống lại cái hệ tư tưởng lỗi thời lạc hậu của giai cấp phong kiến. Tuy nhiên thì chúng ta cũng lưu ý rằng khi đánh giá về một sự kiện, một hiện tượng hay là một nhân vật lịch sử, thì chúng ta cần phải đặt cái sự kiện, hiện tượng và nhân vật đó trong cái bối cảnh mà nó xuất hiện. Và ở thời điểm và hậu kỳ trung đại ấy, thì cũng như phong trào văn hóa phục hưng, khi mà giai cấp tư sản còn đang trong một cái quá trình chuẩn bị lực lượng và tiềm lực còn chưa thực sự mạnh, thì những cái cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng như là phong trào cải cách tôn giáo, như là phong trào văn hóa phục hưng, đã là những cái cuộc đấu tranh rất là lớn rồi, và nó là những sự chuẩn bị cần thiết quan trọng để giai cấp tư sản sẽ tiến hành những cuộc cách mạng xã hội triệt để hơn trong giai đoạn sau này, khi mà lực lượng của giai cấp tư sản trở nên vững mạnh hơn. Trong chương 2, Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại, chúng ta chỉ có 2 bài thôi. Bài Trung Quốc từ thế kỷ 7 đến giữa thế kỷ 19 và bài Ấn Độ từ thế kỷ 4 cho đến giữa thế kỷ 19, thì chúng ta thấy là các cái mạch thời gian chúng ta không có những cái lát cắt giống nhau, đồng đại giống như là lịch sử Tây Âu thời kỳ trung đại, mà khi soi đến các cái quốc gia ở phương Đông thời kỳ phong kiến thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái lát cắt lịch sử từ các quốc gia nó cũng không có những cái điểm tương đồng. Và để đảm bảo được cái tính logic về nội dung với lại cái phần lịch sử lớp 6, thì chúng tôi tuân thủ cái cách phân chia thời gian trong chương trình, đó là Trung Quốc ở phần trung đại chúng ta từng học từ thế kỷ 7, tức là từ thời kỳ nhà Đường đến Tống Nguyên Minh Thanh, tức là giữa thế kỷ 19. Thế còn Ấn Độ thì chúng ta học từ thế kỷ 4 cho đến giữa thế kỷ 19.
tức là về toàn bộ cái phần Ấn Độ thời kỳ phong kiến. Bài 4, Trung Quốc từ thế kỷ 7 đến giữa thế kỷ 19. Thì trong bài này, học sinh cần phải lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỷ 7 đến giữa thế kỷ 19. Vì thế, giáo viên cần phải khái quát sơ lược tiến trình lịch sử Trung Quốc, giới thiệu, dẫn dắt các em là từ thời cổ đại để kết nối với kiến thức các em đã được học lớp 6, trải qua các triều đại Hạ, Hương, Chu, rồi sang đến đầu thời phong kiến với các triều đại Tần, Hán, Tùy. Đấy là những kiến thức các em đã được học ở lớp 6. Từ đó các em sẽ có kiến thức liền mạch để học giai đoạn tiếp theo từ thế kỷ 7 cho đến giữa thế kỷ 19. Và trong bài này thì trình bày sự phát triển của xã hội phong kiến Trung Quốc từ thời kỳ thịnh vượng của nó, tức là từ thời Đường, cho đến thời kỳ suy thoái của nó, tức là đến nhà Thanh. Và với thời lượng khoảng 3 tiết thì giáo viên cần giúp cho học sinh biết được là các triều đại kế tiếp nhau từ Đường cho đến nhà Thanh, và quan trọng hơn ấy, đó chính là khắc sâu những kiến thức cơ bản về sự thịnh vượng của chế độ phong kiến dưới thời nhà Đường và sự phát triển kinh tế Minh Thanh và sự phát triển văn hóa chung của Trung Quốc trong toàn bộ cái giai đoạn phong kiến này. Trong phần 1 tiến trình phát triển của lịch sử Trung Quốc từ thế kỷ 7 đến giữa thế kỷ 19 thì như tôi đã nói thì cái tiến trình lịch sử Trung Quốc được đề cập ở đây rất đơn giản, bao gồm có tên gọi, triều đại, này, năm tồn tại này, theo thứ tự từ đời Đường đến nhà Thanh. Học sinh không cần phải nhớ nhiều sự kiện, nhiều nhân vật làm gì, mà học sinh chỉ cần hiểu được là cái quy luật chung của chế độ phong kiến Trung Quốc đó là sự thay thế triều đại nọ bằng triều đại kia. Cái triều đại này sụp đổ thì sẽ xác lập lên một cái triều đại khác. Và giáo viên chỉ cần cho học sinh đọc sách giáo khoa, sử dụng phương pháp trình bày biên niên để mà trình bày tiến trình phát triển của lịch sử Trung Quốc qua các triều đại. Từ đó thì học sinh sẽ biết cách xây dựng cái trục thời gian từ nhà Đường cho đến nhà Thanh. Và học sinh có thể là có nhiều trục thời gian, nhiều mẫu để xây dựng cái trục thời gian khác nhau, không cần phải là theo cái đường timeline, cái đường thời gian mà chúng tôi giới thiệu trong cái phần mở đầu tôi hay là mở đầu bài học. Ở những cái phần mà nó có rất là nhiều những cái niên đại thì chúng tôi sẽ khái quát nó trong một cái tiến trình thời gian bằng cái sơ đồ rồi. Thì thầy cô có thể hướng dẫn học sinh là xây dựng cái sơ đồ đường thời gian khác với những cái hình thức thể hiện khác sinh động hơn. Và học sinh sẽ, giáo viên sẽ bổ sung một số sự kiện về các triều đại để học sinh hiểu rõ hơn. Ở mục 2 ạ, Trung Quốc dưới thời Đường. Trung Quốc dưới thời Đường thì chúng ta biết rằng là thời Đường chính là cái thời kỳ phát triển đỉnh cao, hoàng kim của chế độ phong kiến Trung Quốc. Và giáo viên cần phải lý giải, trong phần này giáo viên cần phải lý giải tập trung nói rõ chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Đường. Những chính sách này, các cái triều đại trước nhà Đường và sau nhà Đường hầu như là không làm được. Hầu như là không làm được. Vì thế mà thời kỳ nhà Đường mới được coi là cái thời kỳ đỉnh cao hoàng kim, và đế quốc Đại Đường là một trong những cái đế quốc chói lọi nhất trong cái phần lịch sử trên toàn thế giới trong cái thời gian đó. Và giáo viên có thể giới thiệu kể thêm một số câu chuyện về ông vua Đường Thái Tông, các chính sách cai trị đất nước của ông vua này, để học sinh có thể là có thêm những cái đánh giá, cái sự khắc sâu ấn tượng về những cái nhân vật lịch sử tiêu biểu. Giáo viên liên hệ trong cái phần sự phát triển thịnh đạt ở nhà Đường ấy, thì nó có một cái phần rất là hay, đó chính là cái sự phát triển, sự kết nối của con đường tơ lụa, các cái tuyến buôn bán phát triển rất mạnh dưới thời nhà Đường. Con đường tơ lụa trên bộ và con đường tơ lụa trên biển. Cái con đường tơ lụa trên bộ ấy thì thực ra là từ thế kỷ 2, từ thế kỷ 2 trước công nguyên, với cái vai trò của Chư Khiêm đi sứ ở các nước Tây vực, thì nhà Tây Hán đã đặt ra những cái viên gạch đầu tiên cho sự xác lập của con đường tơ lụa trên biển và trên bộ. Nhưng đến thời nhà Đường thì cái con đường tơ lụa đó nó mới phát huy được cái vai trò kết nối các cái trung tâm buôn bán và tạo nên được cái sự mở rộng văn hóa của đế quốc Đại Đường ra bên ngoài thế giới. Và đồng thời thì cái con đường tơ lụa trên biển cũng được xác lập ở dưới thời kỳ nhà Đường, giúp kết nối các cái tuyến đường giao thông, giao thương ở Đông và Tây thời kỳ Trung Đại. Và đế quốc Đại Đường cũng nhờ có cái con đường tơ lụa này mà trở thành một trong những trung tâm văn minh của nhân loại vào thời Trung Đại. Và thầy cô mở rộng thêm là cái con đường tơ lụa này nó có những cái giá trị kết nối văn hóa Á Âu. Và ngày nay thì Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc đang muốn là phục dựng lại cái con đường tơ lụa, muốn kết nối lại cái con đường tơ lụa này bằng một cái những cái sáng kiến vành đai, sáng kiến vành đai và con đường mà chính phủ của Tập Cận Bình đã đưa ra, đã đề ra.
nhằm là để làm gì ạ? Nhằm để khẳng định lại cái vai trò cũng như là cái sức mạnh của Trương Hoa trong cái nền thương mại của thế giới, trong nền kinh tế của thế giới. Ở mục 3, sự phát triển kinh tế thời Minh Thanh, thì chúng ta thấy rằng là thời kỳ Minh Thanh nó nằm trong cái giai đoạn là chế độ phong kiến khủng hoảng, tức là chế độ phong kiến phát triển dưới thời kỳ nhà Đường. Nhưng mà sau đó thì đến Nguyên Minh Thanh thì nó bắt đầu khủng hoảng, nó khủng hoảng. Nhưng mà mặc dù là khủng hoảng về phương thức sản xuất phong kiến, nhưng sự phát triển kinh tế của nó thì lại rất là nổi bật, đặc biệt đó là sự phát triển kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp. Vì thế ở đây thầy cô hãy phân tích sâu hơn những cái sự tiến bộ về thủ công nghiệp và cái sự mở rộng, sự phát đạt về thương nghiệp. Các cái thành thị trở thành các cái trung tâm buôn bán sầm uất như thế nào ở Trung Quốc thời kỳ Minh Thanh, và qua đó giáo viên nhấn mạnh là cái sự xuất hiện mầm mống kinh tế thương mại chủ nghĩa đã có ở thời kỳ Minh Thanh thông qua các cái sự kiện cụ thể. Cái quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa nó đã xuất hiện, tuy nhiên thì những cái quan hệ sản xuất này xuất hiện trong lòng một cái chế độ phong kiến hàng nghìn năm với những cái tư tưởng phong kiến đã ăn sâu và bám rễ trong các cái triều đại phong kiến, và vì vậy mà các cái triều đại cai trị ấy, họ sẽ dùng rất nhiều những cái biện pháp để mà hạn chế cái sự phát triển của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Ở mục 4 thì giới thiệu về những thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc từ thế kỷ 7 đến giữa thế kỷ 19, thì giáo viên cần nhấn mạnh những thành tựu văn hóa Trung Quốc đạt được trong thời kỳ này nhờ những cái nền tảng mà nó được tạo ra từ thời cổ đại. Ở lớp 6 các con đã được học về các cái thành tựu chủ yếu của văn hóa Trung Quốc thời kỳ cổ đại rồi, cho đến trước khi thời kỳ nhà Đường, thì cái sự phát triển đỉnh cao của văn hóa Trung Quốc từ thời nhà Đường rồi đến những cái thời kỳ sau này ấy, nó chính là cái sự tiếp nối một cái mạch văn hóa chưa bao giờ bị đứt đoạn, đó là văn hóa Hán. Và nó được tiếp nối dựa trên những cái nền tảng được tạo ra vốn đã rất là rực rỡ ở thời kỳ cổ đại. Đồng thời thì giáo viên tổ chức các cái hoạt động để giúp học sinh nhận xét được những thành tựu văn hóa Trung Quốc nó ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam như thế nào. Ở trong cái phần này thì thầy cô hết sức lưu ý chúng tôi là những cái phần mà có thể kết nối được với văn hóa Việt Nam, hay là phân tích thêm được cái sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với văn hóa Việt Nam về tư tưởng, về nho giáo và về văn học, thì thầy cô hãy mở rộng thêm nữa. Trong bài 5 Ấn Độ từ thế kỷ 4 đến giữa thế kỷ 19, thì với bài 5 giáo viên cần chú ý yêu cầu cần đạt ở đây là nêu được nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ. Tuy nhiên ở đây nó có một cái phần trùng lặp một chút với phần lịch sử lớp 6. Nội dung này các con đã được học ở chương trình lớp 6, cho nên đến bài này thì giáo viên có thể là yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa và nhắc lại những điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ, chứ thầy cô không đi vào trình bày lại, mô tả lại điều kiện tự nhiên đó nữa. Và thầy cô có thể hỏi sâu hơn, đồng thời là để dẫn dắt vào bài này, đó là điều kiện tự nhiên đó nó có ảnh hưởng gì đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ. Nội dung trọng tâm của bài này thể hiện ở mục 1, đó là Ấn Độ dưới các triều đại phong kiến. Trong phần này thì trình bày về vương triều Gupta, rồi giáo viên sẽ cần phải giúp cho học sinh làm rõ được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ trải qua các triều đại từ Gupta đến Delhi đến Mughal. Trong đó thì giáo viên sử dụng thêm tư liệu để mà minh họa và làm rõ là cái thời kỳ hoàng kim của Ấn Độ dưới thời kỳ vương triều Gupta. Thời kỳ hoàng kim, ví dụ lãnh thổ thì mở rộng từ đâu là đến đâu, Phật giáo phát triển trở thành quốc giáo như thế nào, lan tỏa mạnh ra bên ngoài ra sao, rồi cái sự thống nhất của Ấn Độ giữa các cái vần phủ, các cái vùng bị chia cắt ấy, thì nó đã đạt được đến như thế nào dưới thời kỳ Gupta. Đây là lần đầu tiên mà phần lớn lãnh thổ được thống nhất và quan hệ thương mại được mở rộng với nhiều nước ở Đông Nam Á, ở Tây Á, và Phật giáo trở thành quốc giáo phát triển hưng thịnh trong thời kỳ Gupta với sự bảo trợ của các cái ông vua tôn sùng Phật giáo. Và đây cũng là thời kỳ mà Phật giáo lan tỏa mạnh ra bên ngoài Ấn Độ, trở thành tôn giáo lớn của thế giới. Ở mục 1B, vương triều Hồi giáo Delhi, và mục C, vương triều Mughal, thì giáo viên cần lưu ý rằng cả Delhi và Mughal đều là hai vương triều Hồi giáo cai trị ở Ấn Độ. Nhưng mà trong chính sách cai trị của hai vương triều này lại có những cái sự khác biệt nhất định. Vương triều Hồi giáo Delhi thì không làm dịu đi sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo. Họ tiến hành các cái chính sách phân biệt chủng tộc, phân biệt sắc tộc,
và vì thế khoét sâu thêm cái mâu thuẫn dân tộc vốn là đang rất là trầm trọng. Và do đó thì cuối thời kỳ vương triều Delhi đã bùng nổ rất nhiều cuộc đấu tranh chống lại triều đình. Đến vương triều Hồi giáo thứ hai là vương triều Mughal thì rút kinh nghiệm từ các ông vua Hồi giáo Delhi, thì những cái triều đại vua của vương triều Mughal đã thi hành một chính sách mềm dẻo, hòa hợp dân tộc. Và điều này được thể hiện rất rõ qua cải cách của vua Akbar. Và dưới thời kỳ cầm quyền của Akbar thì Ấn Độ đạt đến một sự thịnh trị mới. Tuy nhiên thì những cái cải cách của Akbar nó cũng chỉ được duy trì trong cái thời kỳ mà Akbar cầm quyền thôi. Còn sau khi Akbar cầm quyền thì nó không còn được tiếp tục duy trì nữa. Và những mâu thuẫn nội tại trong lòng xã hội Ấn Độ, mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn dân tộc vốn là nó đã ăn sâu bám rễ vào xã hội Ấn Độ, nó không dễ gì xóa mờ đi được. Vì thế mà mặc dù thịnh đạt dưới thời Akbar, nhưng cuối vương triều Mughal thì sự chia rẽ giai cấp dân tộc lại trở thành cái nguyên nhân làm cho chế độ phong kiến suy yếu. Và hệ quả tất yếu là khi đối diện với sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân thì Ấn Độ đã trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Anh. Và giáo viên có thể khai thác sâu hơn cái sự khác biệt về chính sách cai trị của hai vương triều Delhi và Mughal bằng cách là các em có thể lập bảng so sánh liên hệ giữa hai vương triều này để học sinh rút ra nhận xét. Ở mục 2, thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ từ thế kỷ 4 đến giữa thế kỷ 19, thì giáo viên cũng cần liên hệ mở rộng với thời kỳ cổ đại để học sinh thấy được là cái dòng chảy văn hóa Ấn Độ ấy, nó như là một cái dòng sông liên tục trôi chảy, liên tục xuyên suốt từ thời cổ đại cho đến thời kỳ phong kiến. Và trong thời kỳ phong kiến thì đây là thời kỳ nở rộ các thành tựu văn hóa Ấn Độ, thời kỳ lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ ra bên ngoài của các thành tựu đó, chữ viết này, tôn giáo này, tư tưởng vân vân. Và thông qua cái việc lan tỏa này nó thông qua gì ạ? Thông qua các cái hành trình buôn bán của các thương nhân, thông qua các hành trình truyền giáo của các cái nhà tu tăng lữ vân vân. Ở chương 3, Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 16, chúng ta có 3 bài, bài khái quát các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 16, bài 7 vương quốc Lào và bài 8 là vương quốc Campuchia. Với bài 6 thì giáo viên có thể gợi cho học sinh nhớ lại cái kiến thức các con đã được học ở lớp 6 về các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đã được hình thành và phát triển từ thế kỷ 7 cho đến nửa đầu thế kỷ 10 trên nền tảng của các quốc gia sơ kỳ. Thầy cô nhớ lại ở trong lớp 6 ạ, thì chúng ta có mấy bài về Đông Nam Á, trong đó thì có một bài là Đông Nam Á các cái quốc gia phong kiến, các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á từ đầu công nguyên cho đến thế kỷ 7 và các quốc gia phong kiến từ thế kỷ 7 cho đến nửa đầu thế kỷ 10. Vậy thì đến cái giai đoạn này thì có một số vương quốc tiếp tục kế thừa sự phát triển đó, và một số vương quốc thì của một số tộc người khác ở nơi khác di cư đến mới được thành lập trong giai đoạn này. Và cũng có những cái vương quốc là sự thống nhất của nhiều vương quốc nhỏ hơn. Và nói chung ấy, thì đến cái thời kỳ nửa sau thế kỷ 10 cho đến nửa đầu thế kỷ 16 thì các cái vương quốc ở Đông Nam Á đã có một bộ máy nhà nước hoàn thiện hơn, luật pháp quân đội được tổ chức một cách quy củ hơn, và quyền lực của các nhà vua, quyền lực tập quyền của các nhà vua cũng được tăng cường hơn. Trên cơ sở nền tảng kinh tế của các vương quốc phong kiến hình thành và phát triển trong 3 thế kỷ đầu tiên, thì từ thế kỷ 7 cho đến nửa đầu thế kỷ 10 ấy, thì trong cái giai đoạn nửa sau thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 16 thì các vương quốc phong kiến Đông Nam Á tiếp tục phát triển thịnh đạt về kinh tế, hoàn chỉnh về bộ máy nhà nước, về tổ chức luật pháp. Và đồng thời đây cũng chính là giai đoạn mà văn hóa Đông Nam Á đạt đến đỉnh cao, để lại rất nhiều di sản, rất nhiều thành tựu có giá trị còn được bảo tồn cho đến ngày nay. Giáo viên sẽ tổ chức cho học sinh quan sát lược đồ, hình 2, lược đồ các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 19. Các con sẽ quan sát để kể tên các vương quốc phong kiến Đông Nam Á được hình thành trong giai đoạn này. Và có thể là các con gọi tên các quốc gia Đông Nam Á hiện tại tương ứng trên lãnh thổ của các quốc gia phong kiến lúc đó. Và thầy cô lưu ý rằng là chúng ta sẽ chọn ra những cái quốc gia điển hình hay là những cái đại diện rất là tiêu biểu để cho thấy được cái diện mạo kinh tế và chính trị của Đông Nam Á thời kỳ này. Khi hướng dẫn học sinh học về tình hình kinh tế ở các vương quốc phong kiến Đông Nam Á thì thầy cô cho học sinh khai thác tư liệu về vương quốc Malacca. Về vương quốc Malacca, một cái vương quốc được hình thành vào khoảng thế kỷ 15 và hưng thịnh trong nhiều thế kỷ sau đó. Với cái tư liệu, cái đoạn tư liệu về vương quốc Malacca này,
học sinh sẽ tìm hiểu xem là cái sự thịnh đạt về thương mại của Malacca được thể hiện như thế nào. Malacca có sự giàu có về sản vật, phong phú về hàng hóa như thế nào, và tại sao nó lại có cái sự thịnh đạt về thương mại như vậy. Đó là do cái vị trí địa lý vô cùng đặc địa của Malacca. Bài 7 Vương quốc Lào thì thầy cô cần nhấn mạnh rằng là lịch sử phát triển của Vương quốc Lào tương đối là đơn giản. Chủ nhân cổ nhất của nước Lào đó chính là người Khạ, và sau này gọi là người Lào Thơm. Người Lào Thơm chính là chủ nhân của các nền văn hóa đồ đá, đồ đồng rồi đến đồ sắt có từ hàng nghìn năm trước đó. Và đến thế kỷ 13 thì một nhóm người nói tiếng Thái đã di cư đến, được gọi là người Lào Lụ. Cái cuộc thiên di của những người Thái này mang tính chất là hòa hợp, không xảy ra xung đột với những người bản địa Lào Thơm. Và sự liên kết của các bộ tộc Lào đó chính là nhân tố chủ yếu dẫn đến sự thành lập của nhà nước Lam Sang, của nhà nước Lam Sang. Thời kỳ thịnh vượng của nước Lam Sang là thế kỷ 15 đến đầu thế kỷ 18, đặc biệt là dưới vương triều Suninya Vongsa. Vào thời kỳ này thì quân dân Lào đã 3 lần đánh thắng quân xâm lược Miến Điện. Từ đợt sau thế kỷ 18 thì Lam Sang dần dần suy yếu và trở thành một tỉnh của Xiêm cho đến khi Pháp xâm lược và biến thành Lào trở thành thuộc địa của Pháp. Trong mục 3 một số nét tiêu biểu về văn hóa thì giáo viên cần sưu tầm thêm tài liệu về văn học Lào, về nghệ thuật của Lào, rồi để làm cho cái phần giới thiệu về văn hóa Lào ấy, nó trở nên là hấp dẫn hơn, gần gũi hơn. Và thầy cô có thể sưu tầm thêm những cái hình ảnh, những câu chuyện về Thạc Luông, một cái công trình kiến trúc rất là đồ sộ. Cái biểu tượng quả bầu nợ nó gắn liền với cái câu chuyện quả bầu Lào, về cái sự hình thành của các cái bộ tộc người Lào được sinh ra từ một cái quả bầu. Người khổng lồ đã dùng một cái dùi sắt nhọn để mà nung nóng cái dùi sắt đó lên, để mà xuyên vào cái quả bầu đó, cho nó thủng ra một lỗ. Thì từ cái lỗ đó thì những cái người bên trong sẽ chui ra ngoài, và những người đầu tiên chui ra ngoài thì bị dính cái than của cái lỗ bị dùi cháy ấy. Cho nên là nước da của họ đen và sợ. Thế còn những người chui ra sau thì có nước da sáng hơn. Điều này nó thể hiện được là chính là cái sự hòa hợp của các cái bộ tộc Lào Thơm và Lào Lùn, một cái cuộc thiên di của những cái người Thái đến nhưng mà không dẫn đến cái sự xung đột sắc tộc ở Lào. Câu chuyện rất là thú vị. Ở phần 2 Vương quốc Lào thời Lam Sang thì khi hướng dẫn học sinh đánh giá về sự phát triển của Vương quốc Lam Sang thì thầy cô hãy cho học sinh đọc thêm thông tin trong mục và khai thác tư liệu mà Nguyễn Trãi và Lê Quý Đôn đã miêu tả về cái nguồn sản vật phong phú của Vương quốc Lam Sang và mối quan hệ giữa buôn bán giữa Đại Việt với lại Lam Sang. Để học sinh sẽ thảo luận nhóm này, tìm ra những từ hay những cụm từ thể hiện cái tình hình kinh tế của Vương quốc Lam Sang. Từ đó học sinh sẽ rút ra được nhận xét và đánh giá về sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lam Sang. Đối với bài 8 Vương quốc Campuchia thì giáo viên cần nhấn mạnh Campuchia là một trong những nước có lịch sử lâu đời và khá phong phú. Tuy nhiên, đối với học sinh lớp 7 thì khi tổ chức hoạt động dạy học, thầy cô chỉ cần hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số sự kiện quan trọng trong tiến trình phát triển của Campuchia. Từ thời kỳ tiền sử này, người trên đất Campuchia ngày nay có một bộ phận cư dân cổ gọi là những người Môn Cổ sinh sống. Những người Môn Cổ này xây dựng nên Vương quốc Phù Nam, tồn tại từ thế kỷ 1 cho đến thế kỷ 6. Rồi sau đó người Khmer là một bộ phận của cư dân cổ Đông Nam Á. Lúc đầu thì họ không sinh sống trên đất Campuchia ngày nay mà ở vùng phía Nam cao nguyên Cò Ràng. Sau đó họ di cư dần về phía Nam. Đến thế kỷ 6 thì khi Vương quốc Phù Nam suy yếu và tan rã dần thì người Khmer mới bắt đầu xây dựng vương quốc riêng của mình. Người Trung Quốc gọi vương quốc đó là Chân Lạp. Và trong quá trình hình thành nhà nước thì người Khmer có cái thuận lợi là họ sớm tiếp thu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Thông qua Vương quốc Phù Nam thì người Khmer tiếp thu Bà La Môn giáo, tiếp thu Phật giáo, chịu ảnh hưởng của văn học nghệ thuật Ấn Độ. Và lúc đầu thì người Khmer sử dụng chữ Phạn là chữ cổ của người Ấn, sau đó thì họ cải tiến thành chữ Khmer cổ trên cơ sở học tập chữ Phạn. Những ảnh hưởng văn hóa đó của Ấn Độ chính là những cái nhân tố, những cái yếu tố rất quan trọng để đẩy nhanh cái quá trình hình thành nhà nước của người Khmer. Cái Vương quốc Chân Lạp hay có thể gọi là cái giai đoạn Chân Lạp trong lịch sử Campuchia nó tồn tại từ cho đến cuối thế kỷ 8. Đến năm 774 thì bị người Java đến xâm chiếm và thống trị cho tới năm 802. Thời kỳ từ năm 802 cho đến thế kỷ 15 còn gọi
bằng một cái tên, đó là thời kỳ Angkor trong lịch sử Vương quốc Campuchia. Sở dĩ gọi là thời kỳ Angkor bởi vì kinh đô của vương quốc lúc bấy giờ là Angkor, một địa điểm của vùng Siem Reap ngày nay. Và ở Angkor thì người Khmer đã xây dựng nên nhiều công trình kiến trúc lớn, nổi tiếng, tiêu biểu là khu đền tháp Angkor Wat, Angkor Thom, rồi các cái hồ thủy lợi, vân vân. Khu đền tháp Angkor được coi là một cống hiến độc đáo của người Khmer và kho tàng văn hóa Đông Nam Á và thế giới. Cho đến đầu thế kỷ 15 thì Campuchia bắt đầu bước vào thời kỳ suy thoái. Năm 1432, kinh đô chuyển về Phnom Penh ngày nay và thời kỳ Angkor chấm dứt vào thế kỷ 15. Từ đó thì Campuchia cũng bắt đầu suy sụp và đến năm 1863 thì Norodom đã chính thức thừa nhận sự bảo hộ của người Pháp và lịch sử Vương quốc Campuchia bước sang một cái thời kỳ mới. Thế thì khi tổ chức dạy học, giáo viên có thể cho học sinh quan sát hình ảnh biển hồ, hồ Ba Ray Tây, hồ Ba Ray Đông và giới thiệu thêm thông tin cũng như cho học sinh chỉ trên lược đồ thời kỳ mà Vương quốc Campuchia phát triển tới đỉnh cao rồi mở rộng sang vùng hạ lưu sông Chao Phraya hay là sông Menam, tức là mở rộng cái vùng lãnh thổ như Thái Lan ngày nay, rồi vùng trung lưu sông Mekong, đó là lãnh thổ của Lào ngày nay, rồi Champa, vân vân. Xin giới thiệu với các thầy cô về phần 2, phần chủ đề chung. Chủ đề chung thứ nhất là các cuộc đại các phát kiến địa lý, và chủ đề chung thứ hai là đô thị, lịch sử và hiện tại. Đây là một điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông, và khi triển khai cái chủ đề này thì gắn với từng phân môn với mức độ kiến thức lịch sử và địa lý khác nhau. Nhưng cấu trúc hình thức biên soạn của phần chủ đề thì chúng tôi tuân thủ với phần cấu trúc của các bài học để thầy cô có thể dễ dàng hình dung về phương pháp tổ chức hoạt động học tập. Giáo viên đề cập kỹ hơn về nội dung cũng như là cần phải mở rộng bổ sung thêm những kiến thức liên quan đến chủ đề. Chủ đề chung thứ nhất, các cuộc đại phát kiến địa lý, thì nội dung nó có ý nghĩa hết sức to lớn về lịch sử giao thương ở trên thế giới. Đặc biệt là gì ạ? Đặc biệt là nổi bật là cuộc thám hiểm của Christophe Colombo và cuộc thám hiểm của Magellan. Hai cái cuộc đại phát kiến địa lý này nó đã mở đầu cho thời kỳ thực dân hóa ở những vùng đất mới, đánh dấu thời kỳ phát triển mới của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, và đồng thời thì cũng đánh dấu cái thời kỳ đầu tiên của toàn cầu hóa mà các thế sử gia phương Tây họ còn nhấn mạnh hơn bằng một cái thuật ngữ, đó là toàn cầu hóa sớm, early globalization. Vì nội dung phát kiến địa lý ở bài 2, trong bài 2, bài học số 2 đã được đề cập đến mục tiêu là sử dụng lược đồ hoặc là bản đồ để giới thiệu được những nét chính về hành trình của các cuộc phát kiến địa lý lớn ở trên thế giới rồi. Vì thế trong phần này giáo viên sẽ tập trung mô tả hành trình, phân tích nguyên nhân và tác động của hai cuộc đại phát kiến của Colombo và Magellan đối với lịch sử và với văn minh nhân loại một cách chi tiết hơn. Trong phần 1, nguyên nhân và điều kiện của các cuộc đại phát kiến địa lý, thì khi thầy cô hướng dẫn học sinh tìm hiểu nguyên nhân, thầy cô hãy định hướng để học sinh phân tích được cái nguyên nhân sâu xa, đó là xuất phát từ mâu thuẫn của nền kinh tế, của cái sự phát triển kinh tế hàng hóa với cái sự đáp ứng không đủ, sự đáp ứng thiếu hụt về nguyên liệu và thị trường trong bối cảnh là các con đường buôn bán trên bộ truyền thống trước đó đều đã bị bế tắc. Trong khi ấy thì người phương Tây lại khao khát bằng mọi cách đến được với thiên giới phương Đông, đến với thế giới phương Đông, mà trong cái tưởng tượng của họ, qua những cái lời mô tả của các cái sách vở mà họ được tiếp cận được, thì phương Đông hiện lên như là một xứ sở huyền diệu, giàu có với đầy ắp hương liệu, gia vị, vàng bạc và các xa xỉ phẩm. Chính điều này tạo nên một cái cơn khát vàng, cơn khát hương liệu và gia vị của những cái nhà hàng hải, những vị quý tộc, của các nhà buôn phương Tây và đội ngũ thủy thủ rất dũng cảm. Họ đã dám rong buồm để tìm ra những cái con đường hàng hải mới. Tuy nhiên thì cái cơn khát đó, những cái khao khát đó chỉ có thể thực hiện được với những cái điều kiện về kỹ thuật hàng hải đã rất là tiến bộ vào cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15. Con người có hiểu biết đầy đủ hơn về hình dạng hình cầu của trái đất, các cái đại dương hay là các cái dòng hải lưu, về hướng gió, các kỹ thuật hàng hải tiến bộ như là sử dụng la bàn nam châm, vẽ bản đồ hải đồ, rồi kỹ thuật đóng tàu caravan có buồm nhiều lớp, vân vân, đã là những cái điều kiện rất quan trọng để con người có thể tiến hành những cái cuộc hải trình rất là khó khăn và rất là hiểm trở thời kỳ đó.
Trong mục 2, một số cuộc đại phát kiến địa lý, thì giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thông tin sách giáo khoa và chỉ trên lược đồ hướng đi của các đoàn thám hiểm, những kết quả đạt được và ý nghĩa của các phát hiện địa lý vĩ đại đó là gì. Ví dụ, phát hiện ra châu lục mới, hay là tìm ra đại dương mới, tìm ra những eo biển mới và chứng minh trên thực tiễn, trên thực tế là trái đất có dạng cầu, cứ đi từ phía Tây thì cũng sang được đến phía Đông, mà đi về phía Đông thì cũng đến được phía Đông, tức là trái đất có dạng cầu. Giáo viên sử dụng thêm tư liệu để khắc họa về những tấm gương quả cảm vượt khó khăn thử thách của các thủy thủ và những chỉ huy gan dạ như là Colombo, như là Magellan, qua những cái câu chuyện hay là những cái tư liệu mà chúng tôi cung cấp thêm trong sách giáo viên, hay thầy cô cũng thể tìm thêm trên Internet. Để từ đó thì rèn luyện cho các em về phẩm chất chăm chỉ, cần cù vượt qua mọi khó khăn để đạt được kết quả tốt đẹp. Trong phần 3, tác động của các cuộc đại phát kiến địa lý, thì giáo viên có thể gợi cho học sinh nhớ lại kiến thức đã học ở bài 2 về những hệ quả đã được học của phát kiến địa lý, để từ đó phân tích sâu hơn tác động về kinh tế, tác động về văn hóa của các cuộc phát kiến địa lý này đối với lịch sử nhân loại. Và giáo viên cũng cần hướng cho học sinh đến cách nhìn nhận làm sao ạ? Đa chiều khi mà đánh giá một cái sự vật, một cái sự việc, một cái hiện tượng, con người, cái cá nhân lịch sử, thì chúng ta cần phải tránh những quan điểm phiến diện, phủ nhận, mà chúng ta cần phải hình thành được cái cách nhìn đánh giá khách quan đa chiều về một sự kiện, một hiện tượng lịch sử. Đó là phẩm chất thế giới quan quan trọng cần hình thành cho học sinh ở phân môn lịch sử. Với chủ đề chung số 2, đô thị, lịch sử và hiện tại, thì giáo viên cần hướng dẫn học sinh phân tích rõ ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên và lịch sử đến sự hình thành và phát triển của các đô thị cổ đại và trung đại. Các đô thị cổ đại có mối quan hệ như thế nào với các nền văn minh cổ đại? Còn trong thời kỳ trung đại thì vai trò của giới thương nhân như thế nào đối với sự phát triển của các đô thị ở châu Âu thời kỳ trung đại? Từ cái chủ đề số 2 này, học sinh sẽ liên hệ với vai trò của các đô thị lớn đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa của các quốc gia hiện nay, vai trò của tầng lớp thương nhân trong việc là họ tạo ra những cái giá trị kinh tế, văn hóa cho đất nước và cho xã hội. Và các em cần phải tôn trọng những con người mà rất là chăm chỉ để tạo ra những cái giá trị kinh tế, văn hóa cho đất nước, cho cộng đồng. Các kiến thức trong bài đòi hỏi giáo viên phải có một cái sự tổng hợp khái quát hóa từ cái phần kiến thức ở chương trình lớp 6 trong chương 2, xã hội cổ đại. Ở mục 1, đô thị và sự hình thành các nền văn minh cổ đại, thì giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác thông tin, tư liệu trong sách giáo khoa, kết hợp với lược đồ và các nền văn minh cổ đại để học sinh phân tích được điều kiện địa lý. Nó tác động rất lớn đến sự hình thành các nền văn minh cổ đại và sự xuất hiện của các thành thị. Ví dụ như là ở phương Đông thì các cái khu định cư đầu tiên của các cái cư dân cổ đại thường được hình thành sớm ở những cái vùng đất bồi tụ ven sông. Các con sông lớn bồi tụ nên những cái đồng bằng rộng lớn, ở đó đất đai màu mỡ gần nguồn nước tới, định hình thì bằng địa hình thì bằng phẳng, do đó thì cái cộng đồng quần cư đó càng ngày càng đông đúc hơn, hình thành xóm làng và dần dần thì xây dựng các quốc gia. Và cũng vì lý do mà địa bàn cư trú thuận lợi như thế, cho nên thì những cái vùng đất đồng bằng màu mỡ vì nhiêu đó thường xuyên là trở thành cái đối tượng bị nhòm ngó, bị tấn công và xâm lược. Cho nên các cư dân ở đây họ đã phải sớm xây dựng nên các thành trì để ngăn chặn cái sự xâm lược của các bộ tộc từ bên ngoài. Chính vì điều này mà các thành thị ở phương Đông ngay từ thời kỳ cổ đại nó đã mang tính chất thành, tính chất phòng thủ rõ nét hơn. Trong khi đó ở phương Tây thì các hải cảng là nơi buôn bán tấp nập. Các nhóm cư dân có xu hướng định cư ở những vùng buôn bán tấp nập đó, thuận lợi cho hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa của họ. Và nền tảng để phát triển kinh tế nông nghiệp, trồng cây lương thực thì lại không thuận lợi ở phương Tây. Vì thế mà các cư dân Hy Lạp và La Mã lại sớm biết là khai thác các mỏ khoáng sản để mà đẩy mạnh hoạt động thủ công nghiệp và buôn bán. Các cái sản phẩm thủ công nghiệp rất phong phú thì từ đó đẩy mạnh thêm cái việc thương mại bằng đường biển phát đạt. Như vậy điều kiện địa lý khiến cho các thành thị ở phương Đông và phương Tây được hình thành trong những khoảng thời gian khác nhau, những khoảng không gian khác nhau và nó mang tính chất khác nhau. Ở mục 2, các đô thị châu Âu thời trung đại và vai trò của giới thương nhân, thì giáo viên liên hệ với những kiến thức đã được học ở bài 1 về thành thị trung đại. Nhưng ở chủ đề này thì giáo viên cần phải giúp học sinh phân tích được những điều kiện lịch sử đưa đến sự ra đời của các đô thị châu Âu thời trung đại. Đó là điều kiện gì ạ? Các thành thị chỉ xuất hiện
khi mà có nhu cầu trao đổi buôn bán hàng hóa tăng mạnh, có nghĩa là khi mà cái sản xuất nông nghiệp nó phải tiến bộ, năng suất và sản lượng phải tăng lên, có thể cung cấp đủ lương thực cho một cái bộ phận nông nô tách rời với sản xuất nông nghiệp, họ tập trung vào sản xuất thủ công nghiệp và họ mang các cái sản phẩm họ tạo ra đó để mà trao đổi với các cái nông nô sản xuất nông nghiệp, họ mang các sản phẩm đó trao đổi lấy lương thực. Và từ đó thì chính những cái nông nô sản xuất thủ công nghiệp ấy, họ có nhu cầu và họ có điều kiện, họ dùng tiền để chuộc lại thân phận tự do, hoặc là họ cũng rất là dễ dàng để bỏ trốn khỏi các lãnh địa vì là những người nông nô sản xuất nông nghiệp thì họ không thể mang cái tư liệu ruộng đất của họ đi được, đúng không ạ? Tư liệu sản xuất là ruộng đất đi được, nhưng mà cái anh thợ thủ công thì anh ta chỉ bằng cái bàn tay và một với cái chút cái nguyên liệu để có thể là tạo ra các cái sản phẩm thủ công, vì thế anh ta dễ dàng bỏ trốn hơn so với những cái người thợ thủ công, những người nông nô nông nghiệp. Và những người nông nô khi mà họ bỏ trốn hay là họ được dùng tiền để chuộc thân phận tự do thì họ trở thành những cái người tự do, họ tìm đến các nơi thuận lợi cho việc sản xuất buôn bán, rồi nhóm họp nhau lại và dần dần hình thành các thành thị trung đại. Đây là điều kiện rất là quan trọng. Chỉ khi nào mà sản xuất nông nghiệp phát triển, cái nhu cầu trao đổi giao lưu sản phẩm buôn bán sản phẩm hàng hóa tăng lên và có những cái đội ngũ, có một cái bộ phận những người nông nô trở thành những người thợ thủ công tự do thì mới có thể hình thành các thành thị trung đại. Ngoài ra thì giáo viên có thể mở rộng thêm, lúc bấy giờ có một điều kiện quan trọng nữa khiến cho việc dùng tiền chuộc tự do của nông nô dễ được chấp nhận hơn, đó là vì các lãnh chúa cần tiền để mua các mặt hàng xa xỉ từ phương Đông, ví dụ như là họ mua tơ lụa này, hay là các gia vị này, các hương liệu này, một chút hạt tiêu thôi cũng đã làm cho cái bữa tiệc của thế giới quý tộc nó đỡ tẻ nhạt, nó đỡ nhàm chán, nó đỡ nhạt nhẽo, hay là một chút tinh dầu hồng sức lên khiến cho các mệnh phụ phu nhân vô cùng là thích thú. Hay là các cái lãnh chúa cầm tiền để làm gì ạ? Để tham gia vào các cuộc thập tự chinh trong cái thời kỳ trung đại. Vì thế mà lúc bấy giờ họ cho phép những người nông nô có thể dùng tiền để chuộc thân phận tự do của mình. Trong mục 2B, vai trò của thương nhân trong các đô thị châu Âu trung đại, thì thầy cô làm rõ vai trò của thương nhân với sự phát triển của các đô thị và giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích các hoạt động kinh tế quan trọng trong các thành thị này, đặc biệt là hoạt động buôn bán như là thành lập các thương hội, rồi tổ chức hội chợ, thành lập các phường hội. Giáo viên sử dụng thêm tư liệu để mà gì ạ, mô tả khắc họa về những khó khăn trong cái hành trình buôn bán của thương nhân, trong cái việc mà sản xuất các cái sản phẩm thủ công nghiệp của thương nhân, họ phải đoàn kết nhau lại để chống lại cái sự sách nhiễu của giai cấp lãnh chúa như thế nào, để làm gì ạ, để thấy được cái sự vất vả của tầng lớp thương nhân khi họ phải buôn bán trong những cái điều kiện rất hạn chế của các lãnh địa thời sơ kỳ, như là điều kiện đường xá rất là kém này, rồi thuế phí rất nhiều này, sự cướp bóc sách nhiễu của lãnh chúa, vân vân. Những tư liệu này chúng tôi cũng đã cung cấp dưới dạng các cái câu chuyện kể thêm cho các thầy cô. Các thầy cô có thể sử dụng trong cuốn sách giáo viên lớp 7 ạ. Từ đó học sinh sẽ hiểu được là công việc của những người buôn bán không bao giờ là dễ dàng. Họ cũng phải lao động thực sự, họ cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt thì mới có được cái thành quả lao động của mình. Vì thế những đóng góp cho nền kinh tế của giới thương nhân luôn luôn cần được xã hội tôn trọng và ghi nhận. Và đặc biệt, thương nhân là một bộ phận rất quan trọng trong tầng lớp thị dân. Khi mà họ được đi khắp nơi, khắp chốn, họ có đầu óc mở mang, thích khám phá, có khát vọng làm giàu, có lòng ham hiểu biết. Vì thế, thương nhân thì trở thành bộ phận quan trọng trong cái tầng lớp thị dân. Và tầng lớp thị dân nó chính là tiền thân của giai cấp tư sản, hình thành càng ngày càng đông đảo hơn khi mà nền kinh tế hàng hóa phát triển. Chính cái tầng lớp này đòi hỏi phải xây dựng nền văn hóa mới, cho nên nó thúc đẩy văn hóa Tây Âu nở rộ và sáng lạn hơn vào thời hậu kỳ trung đại, đưa đến sự xuất hiện của phong trào văn hóa phục hưng. Để mở rộng hơn về vai trò của tầng lớp thương nhân và liên kết với ngày nay, thì giáo viên có thể liên hệ với những câu chuyện truyền cảm hứng của các cái CEO của các tập đoàn lớn trên thế giới cũng như là ở Việt Nam, để từ đó các em biết trân trọng những cái thành quả của giới thương nhân tạo ra đối với sự tiến bộ của xã hội. Vâng ạ, còn cái phần 2, minh họa tổ chức dạy học một vài cụ thể thì xin giới thiệu rất là ngắn với các thầy cô như thế này ạ. Vâng, xin phần bỏ qua cái slide này. Ví dụ bài 1, quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu, thì thầy cô có thể là có các cái cách trong cái hoạt động khởi động ấy, có thể là sử dụng ngay hình 1 trong sách giáo khoa để khởi động vào bài mới, cho học sinh quan sát hình và trả lời câu hỏi. Em có biết là tại sao hiện nay thì ở nhiều nước châu Âu vẫn có lưu giữ những tượng đài kỷ niệm tưởng niệm hoàng đế Charlemagne hay không?
ông có công lao như thế nào mà lịch sử châu Âu ghi nhận và gọi ông là hoàng đế vĩ đại như vậy? Hay là cách hai là giáo viên có thể sưu tầm và cho học sinh quan sát hình ảnh buôn bán trong các thành thị và cảnh hội chợ ở Tây Âu hiện nay để học sinh có những liên tưởng về không khí của các buổi hội chợ thời trung đại. Từ đó thì giáo viên dẫn dắt các thành thị trung đại đã ra đời dần phá đi sự khép kín, quan hệ tự cung tự cấp của các lãnh địa phong kiến. Vậy thì quan hệ sản xuất đã được hình thành ra sao? Các thành thị xuất hiện như thế nào? Và thành thị có vai trò gì đối với xã hội phát đối với sự phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu? Thì chúng ta cũng sẽ cùng tìm hiểu bài 1. Trong hoạt động 2, hoạt động hình thành kiến thức mới, thì giáo viên cho học sinh sẽ quan sát sơ đồ hình 2 trong sách giáo khoa về sự hình thành của các giai cấp chính trong xã hội phong kiến ở Vương quốc Frank và đặt câu hỏi: sơ đồ này cho các em biết những thông tin gì? Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào, vân vân. Và sau đó giáo viên sẽ yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa, thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi trong phiếu học tập: hãy cho biết những nét chính về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. Trong mục 2, lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội chế độ phong kiến Tây Âu, thì giáo viên cho học sinh khai thác thông tin, quan sát sơ đồ hình 3 và thực hiện yêu cầu nêu những đặc điểm chính của lãnh địa phong kiến ở Tây Âu. Thầy cô có thể gợi ý cho các con bằng những câu hỏi nhỏ. Ví dụ, các con quan sát xem phạm vi quy mô của lãnh địa ra sao, trong lãnh địa có những gì, nhà ở của lãnh chúa và nhà ở của nông nô nói lên điều gì. Sau đó, học sinh trả lời xong thì thầy cô sẽ mở rộng và miêu tả thêm sau khi học sinh trình bày. Giáo viên tiếp tục cho học sinh làm việc nhóm, thực hiện yêu cầu, đó là quan sát hình 3, hình 2, hình 4, kết hợp đọc thông tin trong sách giáo khoa và hãy trình bày mối quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến. Có thể là chia theo nhóm và mô tả về những cái bức tranh, những bức hình được ví dụ như là công việc thường ngày của các lãnh chúa và nông nô là gì, trang phục và những hoạt động của con người được miêu tả như thế nào, vân vân và vân vân. Sau đó thì giáo viên sẽ gọi học sinh trả lời đại diện cho từng nhóm trước lớp và các nhóm khác bổ sung, mở rộng thêm và giáo viên chốt lại kiến thức. Trong mục 3 thì cái mục này là mục mà không quá là quan trọng trong cái phần yêu cầu cần đạt. Vì thế giáo viên cho học sinh đọc sách giáo khoa để thực hiện yêu cầu trình bày sự ra đời của Thiên Chúa Giáo. Ở mục 4, sự xuất hiện và vai trò của thành thị trung đại, thì thầy cô có thể chia lớp thành hai nhóm, mỗi nhóm thảo luận một nhiệm vụ. Ví dụ nhóm 1 là phân tích nguyên nhân ra đời thành thị trung đại, nhóm 2 phân tích vai trò của các thành thị đối với châu Âu thời trung đại. Sau đó thì cho đại diện từng nhóm trình bày trước lớp và nhóm còn lại nhận xét, bổ sung, gợi ý, trả lời cho nhóm bạn. Và giáo viên sẽ đánh giá phần làm việc và trình bày của các nhóm, sau đó chốt lại ý chính. Trong hoạt động luyện tập ở câu số 1 và câu số 2 thì giáo viên hướng dẫn học sinh điền vào bảng ở câu 1 những cái kiến thức các con đã được học ở trong bài, sau đó là lấy dẫn chứng để trả lời câu 2. Có thể là thầy cô sẽ tổ chức trò chơi để củng cố kiến thức đã học. Và hoạt động vận dụng nó nằm ở câu 3, tìm hiểu và cho biết một số dấu ấn tiêu biểu của các thành thị trung đại. Thì thầy cô có thể gợi ý cho học sinh tìm hiểu về các thành thị như là Firenze, Genova, Venezia, Paris, London, sự ra đời và phát triển của các trường đại học lâu đời như là Oxford, trường đại học Bologna và các hội chợ lớn như là hội chợ Sampagne, v.v. Các em có thể trình bày sản phẩm dưới dạng tranh vẽ, sơ đồ hoặc là trình chiếu bằng PowerPoint. Vâng ạ, trên đây là phần giới thiệu của tôi về những cái nội dung đáng lưu ý và mong các thầy cô lưu ý khi thầy cô triển khai các bài học của phần lịch sử thế giới và chủ đề tích hợp. Và đồng thời thì cũng xin giới thiệu với các thầy cô về những cái ý tưởng cho một cái kế hoạch dạy học ở một bài cụ thể mang tính chất là minh họa thôi ạ. Vâng, rất là cảm ơn các thầy cô đã quan tâm và chú ý theo dõi. Xin mời các thầy cô chúng ta nghỉ giải lao cho đến 10 giờ. Cho đến 10 giờ thầy cô quay lại với cái phần chia sẻ về nội dung trong phần lịch sử Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Côi ạ. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô và chúc sức khỏe quý thầy cô ạ. Vương triều Ngô Đinh Tiền Lê 1939 đến 1009. Thế thì ở đây cái trang đầu tiên của chương 4 thì chúng ta thấy như thế này, có hai cái hình ảnh và có một cái chục thời gian và một số những cái câu giới thiệu, và đặc biệt là giới thiệu về nội dung của cái chương này là gồm cái gì. Thì ở đây có thể như này, trang mở đầu chương được biên soạn là với cái dụng ý giới thiệu một cách khái quát nhất những nội dung cốt lõi của chương. Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh đọc nhanh cái đoạn kinh chữ
ví dụ các vương triều Ngô Đinh Tiền Lê đã hoàn thành vân vân đấy, rồi quan sát kinh hình và chụp thời gian, từ đó gợi mở vấn đề cho các em như này, ví dụ kinh hình gợi cho em suy nghĩ gì về đất nước dưới thời các vương triều Ngô Đinh Tiền Lê, em đã từng nghe về một cái sự kiện tiêu biểu nào diễn ra dưới thời các vương triều này chưa, em hãy thử suy đoán dụng ý của tác giả biên soạn sách khi giới thiệu những kinh hình này là gì. Và giáo viên định hướng học sinh có thể này, các em ghi nhanh ra giấy nháp, giấy nhớ những câu hỏi, vấn đề mà các em muốn được khám phá hay giải đáp khi tìm hiểu về chương này. Từ đó, thì mục đích của chúng ta ở đây tức là gì? Làm thế nào đó tạo ra cái sự tò mò, hứng khởi, tâm thế sẵn sàng và mong muốn khám phá, chiếm lĩnh những tri thức mới của học sinh trong cái chương này, trong cái chương này. Đấy chính là cái đầu tiên, cái chương đầu, cái trang đầu tiên của chương. Tiếp theo là chúng ta có bài 9. Bài 9 là đất nước buổi đầu độc lập 1939-1967. Thì bài 9 là cái bài học đầu tiên nối tiếp bài học đã học ở trên ở lớp 6, bước ngoặt lịch sử thế kỷ 10. Giáo viên cần gợi mở để học sinh liên hệ với kiến thức đã học và kết nối vào bài học mới, đảm bảo tính liền mạch hệ thống. Thứ hai nữa là giáo viên có thể sử dụng phần mở đầu như trong sách giáo khoa để khởi động kết nối vào bài học mới, hoặc sử dụng một cái tình huống khác phù hợp với điều kiện trường lớp, đối tượng học sinh, miễn là làm thế nào học sinh hứng thú và mong muốn tìm hiểu kiến thức mới của bài nhé. Ví dụ ở trong sách giáo khoa thì người ta giới thiệu như thế này, phần mở đầu như này: chiến thắng Bạch Đằng năm 1938 đã chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ của phong kiến phương Bắc hơn 1.000 năm, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Ngô Quyền đã làm gì để xây dựng chính quyền độc lập mà sau này nhà sử học Lê Vân Hưu thời Trần đã nhận xét chính thống của nước Việt ta, Ngô Hầu đã nối lại. Đấy, ví dụ như vậy, để tức là gì, để mà định hướng cho học sinh tìm hiểu về vấn đề này, nhưng đồng thời cũng là gì, để tạo cái hứng thú tò mò cho học sinh tìm hiểu bài học. Điểm thứ ba đối với bài này là giáo viên lưu ý hướng dẫn cho học sinh khai thác tư liệu 1, tìm những từ khóa thể hiện ý nghĩa của những cái chính sách việc làm của Ngô Quyền trong công cuộc gây dựng nền độc lập. Ví dụ như này, trong cái tư liệu 1, tư liệu của theo Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng viết: tiền Ngô Vương nổi lên không chỉ có công chiến thắng mà thôi, việc đặt trăm quan chế ngự triều nghi phẩm phục có thể thấy được quy mô của bậc đế vương. Để cho học sinh làm việc và gợi mở cho các em để thấy được những cái việc làm, ý nghĩa những việc làm của ông ấy trong vấn đề tổ chức chính quyền này, trong vấn đề là bỏ cái chức tiết độ sứ này, vân vân vân, cũng một số những cái việc làm của người Việt Việt. Và để trên cơ sở đó thì cuối cùng phải gợi cho học sinh để các em rút ra được, hướng dẫn cho các em để các em rút ra được là những cái việc làm của Ngô Quyền góp phần gì đây, góp phần khẳng định cái nền độc lập của dân tộc, và từ đây cái vị thế của đất nước đã khác trước và tạo nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau đấy, đất nước sau này. Đấy chính là, nếu như chúng ta nói là sử và luận, đây chính là phần gì, luận mà các thầy các cô để hướng dẫn cho học sinh tìm ra cái vấn đề này nhá. Thì đấy chính là cái thứ nhất, cái mục thứ nhất. Đến tiếp nữa, đến cái mục thứ hai là công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh. Thì cái phần học này thì cố gắng tức là gì, giới thiệu một chút về cái nguyên nhân mà gì mà dẫn tới cái việc là loạn 12 sứ quân, và trên cơ sở đó thì học sinh và giáo viên được giới thiệu và hướng dẫn cho học sinh biết khai thác cái lược đồ trong sách giáo khoa để mà biết về 12 sứ quân. Và trong sách giáo khoa thì các sứ quân được thể hiện theo cái địa bàn chứ không xếp theo thứ tự của 12 sứ quân, nên giáo viên có thể hướng dẫn học sinh là khai thác lược đồ, lập bảng thống kê các sứ quân, tên các sứ quân, địa điểm đóng quân để dễ theo dõi. Và cuối cùng ý, thì trên cơ sở đó thì phải giúp cho học sinh thấy được là như này, là khi tình hình đất nước như thế thì xuất hiện một con người rất tài ba, đó là Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để mà thống nhất đất nước? Và trong đó khai thác hai cái ý, đó chính là ông sử dụng những cái biện pháp đầu tiên là mềm dẻo đấy, tức là gì, thu phục những cái đầu tiên, tức là
kết liên kết đã, sau đó thì thu phục, và những người nào mà có thể không thu phục được thì sử dụng cái biện pháp cứng rắn, tức là đánh, và cuối cùng thì lần lượt dẹp yên được các cái sứ quân và chấm dứt cái tình trạng cát cứ thống nhất đất nước, và sau đó thì lập ra nhà về, lập ra nhà Đinh. Đấy. Thế thì cũng trên cơ sở ấy thì chú ý là cái công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh ấy, là chú ý là cũng phải tìm ra được cái ý luận ở trong đó là gì, tức là đánh giá ý nghĩa của cái việc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh. Thế thì và vai trò của Đinh Bộ Lĩnh trong việc thống nhất đất nước thì chính là thầy cô phải chú ý giúp học sinh khai thác cái tư liệu hai, đó là nhà sử học Lê Văn Hưu nhận xét: Tiên Hoàng nhờ có tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, đương lúc nước Việt ta không có chủ, các hùng cường các thứ một phen cất quân mà 12 sứ quân phục hết. Đấy, tức là để thấy được là gì, là cái vai trò của Đinh Bộ Lĩnh trong việc thống nhất đất nước, nhưng đồng thời cũng khẳng định được, tức là ông thống nhất được đất nước là do gì, thứ nhất là ông có tài năng, tức là vừa nãy tôi nói được biết sử dụng các cái biện pháp vừa mềm dẻo vừa cứng rắn ấy, nhưng đồng thời cũng là do phải được nhân dân ủng hộ và đáp ứng được cái yêu cầu khách quan của lịch sử lúc đó là ổn định củng cố xây dựng đất nước, cho nên ông đã làm được việc gì, làm được việc này, đấy, là thống nhất đất nước. Đấy chính là cái bài 9 chúng ta cần phải lưu ý một số những cái kiến thức như gì, những kiến thức như vậy nhé. Tiếp nữa là đến bài 10. Bài nào ở đây phần này cần hướng dẫn cả cái phần là củng cố luyện tập, thì ở đây cũng cái bài 9 này thì chúng ta thấy như này, về luyện tập thì ở đây chúng ta thấy có câu hỏi 1 là em hãy đánh giá công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu độc lập. Thứ hai là những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc. Thì ở đây về công lao của Ngô Quyền thì giáo viên nên định hướng cho học sinh nêu được một số ý như thế này. Tức là ông đã xưng vương. Tức là trước đây là Phúc Thừa Dụ và Dương Đình Nghệ mới chỉ xưng là tiết độ gì? Độ sứ, đúng không ạ? Bây giờ là xưng vương, chọn đất đóng đô, bỏ bộ máy cai trị cũ của họ Phúc và thiết lập một bộ máy chính quyền mới, cử người có công coi giữ những nơi quan trọng, đặt nền móng xây dựng chính quyền độc gì, chính quyền độc lập. Đấy, tức thế thì và đặc biệt là ông chọn lại Cổ Loa, đúng không, là nơi đóng gì, đóng đô. Ngô Quyền ấy thì là gì, chuyển chọn Cổ Loa là nơi đóng gì, đóng đô. Thế thì ở đây chú ý tức là đây để khẳng định một vấn đề, tức là Ngô Quyền, cái công lao của Ngô Quyền và ở đây ông là tiếp tục khẳng định, có thể nói tức là khẳng định được cái nền độc lập dân tộc và tạo ra được cái nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này. Những cái việc làm của ông được thể hiện qua cái đó thì chúng ta đánh giá. Còn thứ hai nữa là về ý nghĩa của việc làm của Đinh Bộ Lĩnh thì giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác tư liệu hai, chỉ ra những nhận xét đánh giá của nhà sử học Lê Văn Hưu, những lời tôi vừa mới nói, Lê Văn Hưu thời Trần về Đinh Bộ Lĩnh và thành tựu mà ông đạt được trong công cuộc thu phục dẹp loạn 12 sứ quân, tức là tiếp tục công cuộc thống nhất đất nước để phát triển đất nước. Đối với câu hỏi 3, tức là câu hỏi vận dụng thì có ý kiến cho rằng Ngô Quyền quyết định về đóng đô ở Cổ Loa là để tiếp nối truyền thống với cha ông, em có đồng ý với ý kiến đó không, vì sao? Thì giáo viên nên định hướng cho học sinh nêu quan điểm của bản thân về ý kiến được nêu, đồng ý hay không đồng ý với ý kiến đó, và cần giải thích rõ lý do lựa chọn của học sinh. Và tất nhiên ở đây chúng ta có thể gợi cho học sinh để các em lựa chọn, định hướng nhé, để các em lựa chọn. Tức là Cổ Loa là gì, kinh đô gì, chúng ta đại viên hiện nay kinh đô cũ của nhà nước gì, Âu Lạc, đúng không ạ? Đấy, cho nên là xem như thế nào để học sinh gì lựa chọn các em, để các em lựa chọn nhé. Đấy chính là gì, bài 9. Bài 10, Đại Cổ Việt thời Đinh và Tiền Lê từ 1968 đến 1009. Đấy, thế thì đối với cái bài này ấy, thì các bạn biết là có mấy vấn đề cần phải lưu ý như thế nào.
Cái thứ nhất tức là có thể nói tức là sau khi chấm dứt cái tình trạng cát cứ của sư quân thì Đinh Bộ Lĩnh đã thực hiện là người ta gọi là xây dựng chính quyền mới, và chính quyền thời Đinh như thế nào đấy thì ở đây là lưu ý như thế này. Tức là Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế vào năm 968, đặt tên nước là Đại Cồ Việt. Đại là lớn, cồ cũng là lớn, ý nói là nước Việt lớn, và chọn Hoa Lư làm kinh đô và lấy niên hiệu là Thái Bình. Nhà Đinh tồn tại được 13 năm, truyền lại hai đời gì? Phải đời Vượng. Cái điều đó nói cái gì đây? Để nói lên cái ý thức xây dựng một cái nền độc lập tự chủ. Trên cơ sở đó thì bắt đầu mình đi vào thật cụ thể. Thế thì nhà Đinh đã xây dựng chính quyền mới như thế nào? Thì ở đây giáo viên chú ý hướng dẫn học sinh này, sơ đồ hóa về tổ chức bộ máy nhà nước nhé. Của tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh. Cái sơ đồ này chú ý là các bạn tham khảo nhé, tham khảo thôi. Cái sơ đồ này tôi cho là cần phải chú ý tham khảo xem lại, bởi vì nếu như thế này, hoàng đế trung ương địa phương phải trực thuộc cả trung ương, như vậy trung địa phương có thể cho dùng bên dưới văn võ cao tăng, rồi đến địa phương cũng có đạo giáp và về xã. Đấy, tham khảo thôi nhé, nên mà phải suy nghĩ kỹ để ta gì gợi cho học sinh để vẽ sơ đồ nhé. Trên cơ sở đó thì là có thể là giúp cho học sinh, gợi cho các em cái này so sánh để nhận thức được cái bước phát triển, bước kiện toàn hơn của bộ máy chính quyền thời Đinh so với thời Ngô. Ví dụ như thời Ngô thì là chỉ là gì, ông mới làm gì thôi. Thời Ngô, Ngô Quyền thì mới là gì, xưng vương này, đấy, xưng vương này, đấy, thì thiết lập chính quyền do vua, đứng đầu là vua này, có quyền quyết định mọi việc, dưới là có các quan văn, quan võ phụ trách, và bên dưới nữa là địa phương. Đấy, tức là đơn giản hơn một chút, thì ở đây có kiện toàn hơn bộ máy chính quyền thời Đinh so với thời Ngô. Điều thứ hai cũng chú ý là giúp học sinh cần nhận thức được cái ý nghĩa những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh và sự khẳng định ở mức độ cao hơn cái vị thế độc lập của Đại Cồ rồi Đại Cồ Việt. Đây là một cái ý luận trong sách giáo khoa mà đưa ra giáo viên cần phải khai thác và giúp cho học sinh là nắm vững vấn đề này. Tức là trong sách giáo khoa nói rất rõ là những việc làm của Đinh Tiên Hoàng là sự khẳng định ở mức độ cao hơn vị thế độc lập của Đại Cồ Việt. Cao hơn thể hiện là như thế nào? Các bạn biết trong lịch sử cái bước đường đi nó tịnh tiến đi lên từ chỗ mới là tiết độ sứ thì là xưng vương, tức là vua của một nước độc lập như một nước gì, nước nhỏ thôi mà ông Ngô Quyền làm. Tiếp nữa đến Đinh Bộ Lĩnh là xưng đế, tức là hoàng đế, tức là vua của một nước lớn mà có nhiều nước thần gì, có nhiều nước thần phục, và cái nước ấy lại là về tên Đại Cồ Việt, một nước Việt lớn ngang hàng với Trung Việt Trung Quốc, đấy, không phụ thuộc vào Trung Quốc. Mặc dù sau này ông vẫn đặt quan hệ với gì, với nhà Tống nhé. Cái điều đó để nói là gì, nó khẳng định ở cái mức độ cao hơn vị thế độc lập của Đại Cồ Việt, Đại Cồ Việt. Đấy chính là cái điều đầu tiên phải lưu ý. Tiếp theo ở phần này, ở trong bài này chúng ta thấy có gì, cuộc kháng chiến chống Tống, đúng không? Kháng chiến chống Tống năm 981. Thế thì về cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 thì giáo viên chú ý tức là trên cơ sở giới thiệu cái lý do mà tại sao Lê Hoàn lại được Dương Vân Nga và triều thần của nhà Đinh là tôn lên làm vua một chút, và tại sao thì là nhà Tống lại gì tìm cách xâm lược Đại Cổ Việt. Đấy, xâm lược Đại Cổ Việt thì giáo viên ở đây trình bày ngắn gọn một số những cái đó và tập trung hướng dẫn học sinh khai thác và tập trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống Tống trên lược đồ. Ở đây giáo viên cũng có thể sử dụng cái này các bạn, tức là khi quay băng hình thì tôi thấy các bạn một số giáo viên các trường làm, tức là các bạn ấy quay cho trình chiếu cái video về diễn biến, sau đó thì chi học sinh hay nhóm mà dựa cái đó và kết hợp với sách giáo khoa để các em trình bày lại cái diễn biến của cuộc kháng chiến, và sau cuối cùng giáo viên chốt lại vấn đề. Điểm thứ hai là giáo viên cần lưu ý về cái mũi tấn công chiêm bộ của quân Tống sang Đại Cổ Việt được thể hiện trên lược đồ là gì. Ở đây ấy, chú ý nó khác với cái lược đồ trước đây trong sách giáo khoa hiện hành, là do cập nhật cái kết quả nghiên cứu mới của sử học
nên so với nội dung tương tự trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7 hiện hành thì trong cái lược đồ này có sự thay đổi như thế này: là cánh quân bộ tiến vào theo con đường ven biển, con đường Bắc thuộc qua Quảng Ninh, rồi tiến vào vùng Lục Đầu Giang Tây Kết, rồi tấn công Đại Nam, chứ không phải theo hướng đường Lạng Huế, Lạng Sơn gắn với địa danh Chi gì, địa danh Chi Lam, mà tiến về Đại Nam như sách giáo khoa trước đây đã thể hiện. Cho nên các bạn thấy điểm một cái điểm mới là ở cái chỗ gì, ở cái chỗ đó nhé, sẽ lưu ý cái chỗ đó. Tiếp nữa ở đây ta thấy như thế này, thế khi quân Tống kéo vào xâm lược nước ta, Lê Hoàn đã tổ chức cái cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi như thế thì thắng lợi như thế nào? Thì ở đây chú ý là nhấn mạnh cái ý nghĩa của chiến thắng, nhấn mạnh ý nghĩa của chiến thắng là đánh bại được cái cuộc xâm lược của nước ngoài, thể hiện ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân Đại Cổ Việt, và gì nữa, và chứng tỏ một cái bước phát triển mới của đất nước và khả năng bảo vệ cái nền độc lập của quân dân Đại Cổ Việt, nhé. Và điểm thứ hai nữa ở đây nó có liên quan tới cái phần sau, tức là trong cái diễn biến ấy thì nhấn mạnh một số những cái sự kiện để mà gì, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh đến cái phần luyện tập đấy, vận dụng luyện tập thì có thể tìm ra được, đánh giá được vai trò của Lê gì, vai trò của Lê Hoàn trong cuộc kháng chiến chống gì, kháng chiến chống Tống nhé. Đấy. Thế còn là chính quyền thời Tiền Lê thì các bạn cũng là chú ý tập trung là gì, là nêu lên những việc mà làm của Lê Hoàn và cho học sinh về áp sơ đồ về cái chính quyền thời Tiền Lê, và có thể là trên cơ sở đó thực tế cái chính quyền thời Tiền Lê là trên cơ sở là hoàn thiện hơn cái chính quyền thời Đinh Bộ Dễ, Đinh Bộ Lĩnh, và có thể cho học sinh để sau này học sinh có cơ sở so sánh với cái chính quyền thời Ngô để có bước thấy thể hiện được cái bước hoàn thiện gì, hoàn thiện hơn nhé. Đấy là cái phần chính quyền thời Tiền Lê đấy. Và cuối cùng ở đây tức là đời sống xã hội văn hóa thời Đinh Tiền Lê thì dựa vào sách giáo khoa để chúng ta trình bày một số những điểm về tình hình xã hội, về văn hóa. Cuối cùng thì trong phần luyện tập vận dụng thì trong đó nó có mấy cái này. Câu 1 phần luyện tập thì chú ý giáo viên hướng dẫn cho học sinh so sánh tổ chức chính quyền thời Đinh Tiền Lê như vậy tôi nói rồi với thời Ngô. Thế thì ở đây tổ chức chính quyền thời Đinh Tiền Lê là sự hoàn thiện thêm về tổ chức bộ máy cai trị ở Trung ương nhé, cai trị ở Trung ương và địa phương như thế nào, thì trên cơ sở cái sơ đồ mà ta hướng dẫn cho học sinh vẽ, ta có thể là gợi cho học sinh để học sinh nhận xét. Đối với câu 3 là phần vận dụng, học sinh có thể đưa ra ý kiến riêng, cái điều quan trọng đó mà giải thích được là lý do vì sao lại có ý kiến như vậy nhé. Câu luyện tập là câu luyện tập thứ hai, còn có nhận xét về vai trò của Lê Hoàn nữa. Vai trò của Lê Hoàn thì chú ý là phải chú ý ở chỗ như này này, vai trò của ông ấy thể hiện ở cái chỗ nào, thể hiện ở chỗ đầu tiên là ông ấy là người gì, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến. Thứ hai là ông phán đoán chính xác cái hướng tấn công của đạo quân Tống và khẩn trương chuẩn bị lực lượng xây dựng phòng tuyến, chủ động phòng ngự và phản công, và cuối cùng là tiêu diệt địch ở một số những trận tiêu diệt, trận tiêu biểu đấy, xoáy sâu một số những cái sự kiện. Cho nên chúng tôi mới nói là phải chú ý xoáy vào một số sự kiện để nêu được vai trò của Lê Hoàn. Và câu 3 tức là giả sử em là Đinh Tiên Hoàng, em có chọn đặt kinh đô ở Hoa Lương hay không, vì sao, thì ở chỗ này thì học sinh có thể đưa ra ý kiến riêng, điều quan trọng đó là phải giải thích được cái lý do vì sao lại đưa ra cái ý kiến như gì như vậy. Còn nếu để muốn học sinh trả lời được theo đúng cái ý mà ngụ ý của tác giả trong sách giáo khoa thì giáo viên có thể hướng dẫn cho học gì, cho học sinh, để học sinh thấy được vấn đề. Ví dụ như này, Hoa Lư chính đó là quê của Đinh Bộ gì, Đinh Bộ Lĩnh, quê hương của Đinh Bộ Lĩnh. Cái thứ hai nữa là Hoa Lư nó có đồi núi gì như thế nào, và cái việc xây thành để mà phòng thủ trong cái điều kiện đất nước mới được thành lập thì nó thuận lợi ra gì ra sao, vân vân. Thì đấy là cái mà chúng ta chú ý nhá. Đến cái bài tiếp theo chương 5 Đại Việt thời Lý Trần Hồ 1009 đến 1407 thì ở đây là có nhiều bài, có đến là bài từ bài 11 đến bài 15 về yêu cầu cần đạt, thì nó giống như là cái phần yêu cầu cần đạt trong chương trình thôi nhá, là yêu cầu cần đạt trong chương trình. Thế thì ở đây ta thấy là như thế này, thế thì ở đây là trong cái phần mở cái trang mở đầu chương
trang mở đầu chương, đúng không? Trang mở đầu chương thì có cái phần dẫn dắt một chút, sau đó giới thiệu trong chương này em sẽ tìm hiểu về những điều gì đấy. Và có một cái kênh hình nổi tiếng đấy, đó là chùa một cột ở Hà Nội. Và từ đó thì có một chục thời gian khắc họa một số những cái mốc thời gian và những sự kiện mà cơ bản trong chương này học sinh cần phải khai thác và cần phải lĩnh hội. Thế thì ở đây thầy cô có thể dựa vào đây để mà giới thiệu một chút về cái trang mở gì, trang mở đầu, để làm thế nào đó để cho học sinh là gì, là mong muốn và hứng thú tìm hiểu cái nội dung của chương, giống như ở cái chương trình đấy, định hướng cái khai thác và mở đầu như ở chương trình nhé. Đi vào cụ thể bài 11, cụ thể bài đầu tiên là bài 11. Bài 11 đó chính là gì? Bài 11 là nhà lý xây dựng và phát triển đất gì? Phát triển đất nước nhé. Bài 11. Thế thì đối với bài 11, đấy, bài 11 thì ở đây ấy, nhà lý xây dựng và phát triển đất nước từ 1009 đến 2125. Với bài 11 thì giáo viên cần lưu ý mục tiêu bài học để định hướng quá trình tổ chức dạy học. Thế mục tiêu bài học ở đây là học xong bài này em sẽ thứ nhất đó là gì? Trình bày được những cái nét về sự thành lập nhà lý. Thứ hai, đánh giá được ý nghĩa của sự kiện rời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn. Thứ ba, mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Lý. Và cuối cùng giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu văn hóa giáo dục, văn hóa giáo dục. Đấy, đầu tiên là phải ta căn cứ vào cái mục tiêu này để ta tổ chức các hoạt động dạy học. Điểm thứ hai mà khi giới thiệu về nhà Lý thành lập và định đô ở Thăng Long nhé, thì khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu về sự thành lập nhà Lý và sự kiện Lý Công Uẩn rời đô ra Đại La, thì giáo viên chú ý khai thác về con người Lý Công Uẩn và cũng như tầm nhìn sáng suốt của ông khi quyết định rời đô từ mảnh đất Hoa Lư Ninh Bình ra Đại La. Thế thì ở chỗ này về Lý Công Uẩn thì có cái phần em có biết Lý Công Uẩn quê ở đâu, quê ở Cổ Pháp, từ Sơn Bắc Ninh, là một con người như thế nào, và chính con người ông như thế nào ấy thì mới được là gì, khi mà gì Lê Hoàn mất, Lê Đăng Vĩnh nối ngôi đã thi hành nhiều những chính sách tàn bạo. Cho nên năm 1009 thì sau khi Lê Đăng Vĩnh mất thì giới sư sãi và đại thần đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua và nhà Lý được thành lập. Đấy, tức là nghiên cứu thêm, tìm hiểu thêm về con người của ông ấy để thấy được tại sao người ta lại tôn ông lên làm gì, tôn ông lên làm vua nhé. Khi mà Lý Công Uẩn được tôn lên làm vua thì ông ấy đã làm những gì để mà xây dựng đất gì, xây dựng đất nước. Đầu tiên là phải nói tới là cái sự kiện ông ấy rời đô ra Đại về, rời đô ra Đại La, đúng không? Rời đô ra Đại La, ông ấy đặt niên hiệu là Thuận Thiên mà quyết định rời đô từ Hoa Lư về thành Đại về, về thành Đại La. Đấy, thì cái vấn đề này có nhiều cái câu chuyện lịch sử rất là hay và ý nghĩa, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh tìm hiểu để từ đó hình thành được cái kỹ năng và năng lực lịch sử như này: tìm hiểu, phản biện dựa trên những thông tin khách quan thay vì lời dẫn của tác giả sách giáo về sách giáo khoa. Nhưng tất nhiên cũng cần phải dựa vào cái phần mà viết trong sách giáo khoa để có thể gợi ý để gì cho các em tìm hiểu. Ví dụ như này, khai thác cái tư liệu 1, giáo viên học sinh hướng dẫn học sinh đọc và khai thác cái tư liệu 1 là gạch dưới những cái cụm từ nhé. Cụm từ miêu tả về thành Đại La nhé. Miêu tả về thành Đại La, ví dụ như tôi nói ví dụ Đại La nằm giữa khu vực trời đất được thế rồng cuộn khổ ngồi, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sau về sau trước, vùng đất mãi mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật hết sức tươi tốt của thành, vân vân. Tức là căn cứ vào những cái đó đấy thì có thể là gửi cho các em để các em suy luận được về giá trị của vùng đất này và nêu được ý nghĩa của sự kiện rời đô của Lý Công gì, Lý Công Uẩn. Tức là nó tạo ra một cái điều kiện để phát triển, không phải chỉ là gì phòng thủ đâu, mà để phát triển đất nước sau gì, phát triển đất nước sau này nhá. Đấy chính là gì, là chú ý.
Và cái điều này cũng chứng tỏ đây là vùng đất có địa thế rất thuận lợi, tạo tiền đề cho việc xây dựng phát triển đất nước lâu gì lâu dài. Và lịch sử đã chứng minh cái điều gì, chứng minh cái điều này nhé. Và cuối cùng thì phải giúp cho học sinh rút ra được ý nghĩa của sự kiện này, đó là gì? Đây là một quyết định sáng suốt của Lý Công Uẩn, và từ đây thì vị thế đất nước phát triển mở ra một bước ngoặt mới cho sự phát triển của dân tộc, phát triển mới của dân tộc. Đấy chính là gì? Khi nói tới sự thành lập nhà Lý và nhà Lý định đô ở gì? Định đô ở Thăng Long. Chú ý cái đó. Điểm thứ hai về mặt tổ chức chính quyền thời Lý thì ở đây ấy, chú ý gợi hướng dẫn cho học sinh để tăng cái tính trực quan trong nhận thức của các em ấy, thì cố gắng tạo cơ sở so sánh để thấy được bước phát triển trong tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý so với thời Đinh và Tiền Lê. Thì giáo viên hướng dẫn dựa vào sách giáo khoa hướng dẫn các em là sơ đồ hóa về tổ chức bộ máy nhà nước dưới triều đình, sơ đồ hóa lên nhé. Ví dụ như là khi nói về nhà Lý thì rõ ràng là cái chính quyền thời chính quyền xây dựng chính quyền thời Lý như thế này, ví dụ xây dựng chính quyền từ trung ương đến địa phương, đứng đầu là vua, dưới có các quan đại thần, quan văn, quan võ giúp việc vua theo ngôi, theo chế độ cha truyền con nối này, những người thân tín được cất nhắc lên nắm giữ các chức vụ. Nhà Lý còn chia cả nước thành 24 lộ phủ ở miền núi gọi là châu, dưới lộ phủ châu là ương, huyện, đơn vị cơ sở là gì? Xã, tức là cho anh vẽ sơ đồ lên để so sánh và qua đó để thấy được cái sự hoàn chỉnh hơn một bước nữa tổ chức chính quyền của thời Lý. Thế còn trong chính sách đối nội và đối ngoại thì nhấn mạnh cái chính sách mềm dẻo, khôn khéo của nhà Lý, song cũng thể hiện rõ sự cương quyết đối với những mưu đồ chia rẽ đất nước ở cái tư liệu 2 và trong sách giáo khoa thể hiện rất rõ cái điều này, cũng như mưu đồ xâm lược hoặc quấy nhiễu từ bên ngoài. Ví dụ như này, trong đối nội ông ấy muốn là gì? Ông ấy muốn là ở đây ta thấy tức là mình ngay từ khi mới lên ngôi vua thì nhà Lý đã muốn củng cố cái khối đoàn kết dân gì, đoàn kết dân tộc, bởi vì khối đoàn kết dân tộc đó là sức mạnh trong xây dựng và bảo vệ đất nước, cho nên ông ấy làm cái việc như này để củng cố khối đoàn kết dân tộc này, cố gắng là gì, thực hiện cái chính sách mềm dẻo nhá, là Lý Công Uẩn liệu gả con gái cho tù trưởng Động Pháp ở Lạng Châu, Thái Tông gả công chúa Kim Thành cho Châu Mục Phong gì Phong Châu, Thái Tông lại lấy con gái của gì Tạ Đại Di, tức là lấy hôn nhân để ràng buộc các tù trưởng ở miền núi để giữ vững vùng biên cương. Thế nhưng đối với mối quan hệ ở bên ngoài thì cũng rất kiên quyết, mặc dù là nhà Lý là gì hòa hiếu với nhà Tống, dẹp tan cuộc tấn công của Champa và đưa quan hệ Đại Việt Champa trở lại bình thường, tức là rất là khôn khéo nhưng cũng kiên quyết. Nếu như anh quấy nhiễu tôi từ bên ngoài thì tôi sẵn sàng dẹp. Thì đấy chính là cái chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Lý cần phải chú ý nha. Tiếp nữa thì ta thấy ở đây thời kỳ nhà Lý nó còn có cái tình hình kinh tế xã hội, thì các bạn cũng chú ý dựa vào sách giáo khoa để mà về hướng dẫn học sinh khai thác cái tình hình kinh tế xã hội và tình hình văn hóa giáo dục, tình hình kinh tế xã hội, tình hình văn hóa giáo dục. Và trong cái tình hình ví dụ văn hóa dục có tôn giáo, văn học, nghệ thuật và đặc biệt là giáo dục, thì nhớ rằng là chú ý một số những cái sự kiện, ví dụ như là 1070 nhà Lý xây dựng văn miếu, 1075 mở khoa thi đầu tiên tuyển chọn quan tài, tuyển chọn quan lại này, năm 1076 quốc tử giám được thành lập, vân vân. Những cái đó để nói lên là cái chính sách giáo dục của nhà Lý như thế nào, và cái việc mà thành lập văn miếu quốc tử giám ấy, nó thể hiện cái bước phát triển mới về giáo dục đại học của Đại Việt hay của nước ta thời kỳ đó nhé. Thì chú ý một số những cái điểm như vậy, một số điểm như vậy. Tiếp nữa, đối với bài 12, chúng ta thấy một số những điểm cần phải chú ý như thế này. Bài 12 ấy, thì chú ý là cái yêu cầu cần đạt của bài này, một tức là
đánh giá được nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống trong kế hoạch đánh giặc, tổ chức cuộc chiến đấu, cách kết thúc của chiến đấu. Thứ hai, đánh giá được vai trò của Lý Thường Kiệt trong kháng chiến chống Tống. Vì vậy, giáo viên không quá sa đà vào trình bày diễn biến chi tiết của cuộc kháng chiến, mà chủ yếu dựa trên những sự kiện tiêu biểu để chỉ ra những cái nét độc đáo, nhớ nhé, chỉ ra những nét độc đáo của cuộc kháng chiến và đánh giá vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến, Đấy. Thì đấy chính là đối với cái vấn đề của bài 12. Và trong đó thì chú ý khai thác cái lược đồ hình 2, gợi cho học sinh, hướng dẫn học sinh qua cái lược đồ hình 2 nhận thức được cái tính chủ động trong kế hoạch và cách tổ chức cuộc kháng chiến trong giai đoạn 1-1075 khi thực hiện chủ trương tiến công trước để tự vệ, tiến công trước để tự vệ nhé. Đấy. Thì ở đây cái lược đồ là có một số những cái biểu hiện đấy cụ thể của cái cuộc tấn công của Lý Thường Kiệt. Nhớ là tiến công trước để tự vệ, khi mà đánh được Ung Châu rồi thì lập tức rút quân về nước, và khi tấn công sang đây thì niêm yết các quảng cáo đối với nhân dân hai nước là đánh vào những cái nơi kho lương thực, những cái nơi tập trung quân để chuẩn bị đánh Đại Việt của nhà Tống. Đấy. Cho nên là gì, khi mà đánh xong của Ung Châu là rút quân về nước. Điểm thứ hai, để hướng dẫn học sinh khai thác cái tư liệu một trong bài để rút ra ý chính như thế nào, là chủ động, cái việc chủ động tấn công để tự vệ nó có một ý nghĩa quan trọng, đó là gì? Ý nghĩa quan trọng đó là đẩy kẻ thù vào cái thế bị động, tạo ra nhiều cái điều kiện thuận lợi để đánh bại kẻ thù khi chúng sang xâm lược nước ta. Tức là ta đã phá tan những cái kho lương thực rồi, kho đóng quân rồi, tất cả những điều kiện để chuẩn bị mà đánh về Đại Việt là đã bị ta phá rồi. Đấy, nhớ. Thì đấy là cái chú ý là giúp học sinh tìm ra được chính và cái ý nghĩa của nó nhớ. Đấy chính là cũng là một cái biểu hiện độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống. Còn đối với mục 2 thì đây, cuộc kháng chiến chống Tống giai đoạn 2-1077 thì ở đây giáo viên rất chú trọng đến cái này, chú trọng đến việc làm sáng tỏ cái yêu cầu cần đạt về nét độc đáo của cuộc kháng chiến giai đoạn 2. Đấy. Đầu tiên là phải xử lý được câu hỏi về vì sao Lý Thường Kiệt lại cho xây dựng phòng tuyến chặn giặc ở Bờ Nam sông Như Nguyệt. Chính nhờ việc xây dựng phòng tuyến Như Nguyệt dựa trên sự kết hợp giữa địa hình tự nhiên, bãi chướng ngại vật cùng với lực lượng thủy bộ được bố trí trọng điểm nên vừa có thể bảo vệ được toàn chiến tuyến, vừa nhanh chóng tập trung tổ chức phản công. Cái điều này thể hiện sự độc đáo trong cách tổ chức đánh giặc cũng như vai trò tầm nhìn sáng tạo của Lý Thường Kiệt. Đấy. Thế thì ở đây mà muốn làm rõ thêm điều này thì các bạn cũng có thể là giúp cho học sinh hiểu rõ hơn về sông Như Nguyệt. Nó là một cái khúc, một cái đoạn của sông Cầu, ngã một đoạn từ ngã ba sông Cà Lồ và sông Cầu ấy, và cái đoạn đó nó có cái vị trí như thế nào, tức là cái dòng sông mà nó chặn ngang cái đường bộ mà quân Tống có thể vượt qua để tiến vào Thăng Long, cho nên ông đã xây dựng cái chiến tuyến ở đây để học sinh hiểu rõ hơn về cái độc đáo trong cái xây dựng chiến tuyến và cái cách tổ chức đánh giặc cũng như vai trò tầm nhìn sáng tạo của Lý Thường Kiệt nhá. Đấy chính là cái duy nhất. Cái thứ hai nữa là cần phải khai thác cái tư liệu 3 và nêu nhận xét về cách kết thúc của kháng chiến của Lý Thường Kiệt nhá. Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc và khai thác cái tư liệu 3, xác định những cái từ khóa và nhận xét để thấy gì, để chứng tỏ cái tinh thần nhân đạo của dân tộc ta, tầm nhìn và vai trò tác lớn của Lý Thường Kiệt. Đấy, ví dụ như này, khi mà quân giặc đã nhiều lần tấn công sang nhưng cuối cùng nó lại bị đánh bật sang cái hướng ở cái bờ bên kia của sông Như Nguyệt, khi mà nó rệu rã đói khát và hoặc cái khí hậu không phù hợp với anh rệu rã rồi, thì cuối cùng Lý Thường Kiệt mới phản công và đã giành thắng lợi. Nhưng đúng lúc giành thắng lợi thì Lý Thường Kiệt đề nghị giảng hòa, và ông khẳng định như thế này: làm như thế không nhọc tướng tá khỏi tốn máu mủ mà bảo toàn được Tống Dê, Tông Điền. Thì điều đó nói lên cái gì?
Điều đó nói lên là làm như vậy, cái đầu tiên chứng tỏ cái tinh thần nhân đạo của dân tộc ta, tức là không đánh kẻ thù khi nó đã về, đã thất bại như thế, bại hoàn toàn một lần nhé. Vai trò của Lý Thường Kiệt ở chỗ tức là ông làm như thế, ông bảo toàn được lực lượng của ta, ông bảo vệ được đất gì, đất nước đấy, tức là có một cái vai trò rất to to lớn, vân vân nhé, để thấy được cái điều này. Thế thì trên cơ sở đó ấy, thì dựa vào những cái này thì mới có thể giúp cho học sinh là giải quyết được các yêu cầu của phần luyện tập và tập rút. Ví dụ như ở câu 1 của phần luyện tập, là hãy chỉ ra những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống của nhà gì Lý 1075-1077, tức là những cái sự kiện mà chúng ta vừa mới nêu ở trên ấy, thì có thể là chỉ ra được là cái sự độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống. Nhưng cũng trên cơ sở những nét độc đáo ấy thì cái câu thứ hai có thể giúp học sinh đánh giá được vai trò của Lý Thường gì Lý Thường Kiệt nhé. Vai trò của Lý Thường Kiệt thì ví dụ như là cô nói ví dụ như này, thể hiện nhé, gợi cho nó một số cái như này. Ví dụ thực hiện cái chiến thuật tiến công trước để tự vệ, đúng không? Tức là chủ động tiến công địch đẩy chúng vào thế bị gì bị. Cái thứ hai nữa là ông ấy làm gì? Ông lựa chọn là xây dựng phòng tuyến phòng ngự vững chắc trên sông như thế, như vậy. Đấy là ý cái vai thứ hai thì vai trò. Cái thứ ba tức là ông ấy cho tiêu diệt thủy quân của địch, không cho thủy quân tiến sâu và hỗ trợ cho cánh quân gì, cánh quân bộ. Điểm nữa là anh sử dụng cái, ông ấy sử dụng cái chiến thuật này đánh vào tâm lý của địch, làm cho địch hoang mang, nhưng đồng thời cũng để khích lệ và động viên tinh thần quân sĩ bằng cái bài thơ thần Nam Quốc Sơn. Tức là khi mà quân giặc đang gì, tức là rệu rã rồi, thì thường tương truyền là thường là gì, là đêm đêm Lý Thường Kiệt trông người vào cái đền thờ ở bên bờ sông, mà người ta nói đền thờ đấy là đền thờ Trương Hướng, Trương Ác của thời kỳ trước, đọc cái bài thơ thần, bài thơ thần, và bài thơ ấy tạm dịch là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Tư, tiệp nhiên định phận tại thiên thư, như hàm địch lỗ lai xâm phạm, như hàm thành can thủy bản thư. Tức là cái bài thơ đọc lên đi thì quân giặc càng rệu rã đi, nhưng mà quân ta thì phấn khích và muốn xông sang để mà tiêu diệt gì, tiêu diệt giặc. Đấy cũng là thể hiện cái vai trò của Lý Thường Kiệt. Điểm nữa để thể hiện như này, ông ấy chủ động kết thúc chiến tranh, kết thúc kháng chiến bằng cái biện pháp mềm dẻo, định nghị giảng hòa, để làm gì, để giữ cái quan hệ bang giao với nước lớn và cũng hạn chế tổn thất của quân ta. Và đấy chính cũng là gì, cũng là những cái bài học kinh nghiệm trong trong lãnh đạo kháng chiến của Lý Thường Kiệt, Lý Thường Kiệt nhé. Đấy chính là chúng ta muốn nói tới cái câu luyện tập, câu thứ hai, câu luyện tập và vận dụng. Câu nữa, câu ba vận dụng. Câu ba này là vận dụng và nó thể hiện rất rõ cái mục tiêu của cuốn sách, đó là kết nối tri thức với cuộc sống, tức là rút ra những bài học từ cuộc kháng chiến chống Tống cho công cuộc bảo vệ tổ quốc hiện nay, tổ quốc hiện nào. Đấy thì qua cái nguyên nhân thắng lợi, giáo viên gợi cho học sinh để học sinh rút ra được bài học kinh nghiệm. Và tất nhiên ở trong này thì chúng tôi có gợi cái ý nghĩa thôi, ý nghĩa, và cũng từ căn cứ vào cái ý nghĩa ấy thì thể thấy được nguyên nhân thắng gì, nguyên nhân thắng lợi, và từ nguyên nhân thắng lợi thấy được về bài học kinh nghiệm đó chính là gì. Và trong tất cả các cuộc kháng chiến sau này đều thể hiện một vấn đề, đầu tiên là phải phát huy được, tập hợp được khối đoàn kết toàn thể toàn dân, và cái thứ hai là phải có người lãnh đạo tài ba anh minh, có đường lối lãnh đạo, có chiến lược chiến thuật gì, chiến thuật sáng suốt thì sẽ lãnh đạo kháng chiến thành công. Đấy chính là bài học cho công cuộc bảo vệ tổ quốc hiện nay, tổ quốc hiện nay nhé. Thì đấy chính là ở cái bài mười mấy đấy, bài 12. Tiếp nữa là đến bài 13. Bài 13, Đại Việt thời Trần 1226-1400. Đấy, 1400. Thế thì căn cứ một cái mục tiêu của bài học thì ở đây người ta gợi cho giáo viên cái hoạt động khởi động, tức là hoạt động kích thích cái hoạt động nhận thức của học sinh, hay ở trong này viết nó là mở đầu, đúng không, mở đầu. Thì giáo viên có thể như này, có thể khai thác cái phần khởi động trong sách giáo khoa để nêu vấn đề và khơi gợi những cái hiểu biết của học sinh về các cái nội dung chính của bài học mới. Mà giáo viên cũng có thể sử dụng các cái khởi động của bài học mới theo cách của mình,
để học sinh có thể giải đáp được hoặc không giải đáp được những cái vấn đề mà giáo viên nêu ra. Nhưng đó là gì? Đó là cái cơ sở để mà gợi mở, để mà kích thích cái hoạt động của học sinh. Thế nhưng chú ý là có thể ta vận dụng như thế này, có thể vận dụng như thế kia, nhưng điều quan trọng phải cần lưu ý là tạo dựng cái tình huống có vấn đề, kích thích được nhận thức của học sinh và tạo không khí thoải mái hứng thú của học sinh đối với bài học mới. Thế thì ví dụ ở trong sách giáo khoa người ta nói nhà Trần tiếp nối nhà Lý, đưa nền văn minh của Đại Việt phát triển lên một tầm cao mới. Lê Quý Đôn, nhà Bắc học ở thế kỷ 18 đã đánh giá nhà Trần làm cho quang vinh cả sử sách, không thẹn với trời đất. Theo em vì sao Lê Quý Đôn có những đánh giá cao về nhà Trần như vậy? Hãy chia sẻ những điều em biết về thời đại nhà Trần trong lịch sử. Chúng ta cùng vào học bài cũng thế và cũng này nhá. Để làm sao? Để mà khẳng định xem tại sao ông Lê Quý Đôn cũng lại đánh giá như vậy, đánh giá như vậy nhá. Thì đấy chính là hoạt động khởi động. Thứ hai là về sự thành lập nhà Trần thay thế nhà Lý. Thì giáo viên cần phải giúp học sinh hiểu rõ đó là sự thay thế đáp ứng đòi hỏi của lịch sử, nhu cầu phát triển của đất thế, nhu cầu phát triển của đất nước nhé, nhu cầu phát triển của đất nước. Bởi vì cái tình hình của nhà Trần ấy, của tình hình của nhà Lý ở cuối đời Lý nó có nhiều vấn đề, đúng không? Nhiều vấn đề. Thì lịch sử đòi hỏi là bây giờ làm thế nào phải tiếp tục phát triển đất nước chứ không để đất nước lại bị suy vào. Cho nên người ta nói tức là việc thành lập nhà Trần thay thế nhà Lý thì giúp học sinh hiểu rõ đó là sự thay thế đáp ứng đòi hỏi của lịch sử, nhu cầu phát triển của đất nước, nhu cầu phát triển của đất nước nhé. Đấy. Điểm nữa, tức là ở mục 2 cái phần chính trị, phần tình hình chính trị. Thì ở mục 2 phần tình hình chính trị này, nhà Trần đã xây dựng chính quyền mới dựa theo cái cơ cấu bộ máy nhà nước thời Lý, nhớ đã chú ý là như vậy. Nhưng có một số điểm khác và mới, và chính vì vậy đã làm cho nhà nước quân chủ trung ương tập quyền thời Trần được hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn thời Lý. Đấy, thì ở đây giáo viên cần chỉ ra những cái điểm khác và mới để học sinh thấy được. Ví dụ như thế này, ở triều đình đặt chế độ Thái Thượng Hoàng, tức là vua cha, cùng với vua con cai quản đất nước trong thời gian đầu khi vua con mới lên ngôi. Bộ máy hành chính ở triều đình và các cái địa phương được tổ chức quy củ và đầy đủ hơn, có thêm nhiều cái cơ quan quản lý nhà nước. Điều đó chứng tỏ năng lực quản lý đất nước của nhà Trần được nâng cao. Đấy chính là giáo viên chú ý dựa vào sách giáo khoa khai thác điểm đó để khẳng định một vấn đề như vậy. Vấn đề như vậy chứng tỏ năng lực đất nước, quản lý đất nước của nhà Trần được nâng cao. Điểm thứ hai trong cái mục tình hình chính trị đó là cần phải lưu ý như thế này. Nhà Trần rất quan tâm đến pháp luật, có những biện pháp để tăng cường và hoàn thiện hơn cơ quan pháp luật, tổ chức quân đội, chính sách ngoại giao, thể hiện là bước phát triển về mặt chính trị của đất nước dưới thời Trần. Thế thì ví dụ như thời Lý thì các bạn biết là bộ luật hình thư được ra đời cũng là một cái bước rất lơ mới so với trước đó, nhưng đến thời Trần lại tiếp tục phát triển lên nữa, cho nên thể hiện một bước phát triển về mặt chính trị của đất nước dưới thời Trần nhé. Mục 3 về tình kinh tế xã hội, về tình hình kinh tế xã hội. Thì tình kinh tế xã hội người ta thấy như thế này. Đầu tiên là về tình hình xã hội ở đây chẳng hạn. Giáo viên nên hướng dẫn học sinh sơ đồ hóa về cơ cấu các thành phần trong xã hội thời Trần để tăng cường cái tính trực quan, dễ nhận thức đối với học sinh. Và trong đó phải lưu ý là khi ta sơ đồ hóa thì giải thích thêm về tầng lớp quý tộc thời Trần gắn với chế độ điền trang thái ấp nhé. Ví dụ như này. Ví dụ tình xã hội như thời Trần, ví dụ như ở đây này, tầng lớp quý tộc vua quan có nhiều đặc quyền, nắm giữ chức vụ chủ chốt của bộ máy chính quyền là chủ các tay điển trại. Đấy, tức là ta phải cố gắng đưa thêm một số những cái đó để học sinh thấy được. Đấy, rồi này, nhân dân lao động thì chủ yếu là nông dân, cày cấy ruộng đất công làm xã,
Nhưng do chế độ tư hữu mở rộng cho nên ngày càng có nhiều người Pháp phải lĩnh canh ruộng đất của địa chủ, tức là nông dân lĩnh gì lĩnh canh, đấy vân vân, tức làm thế nào đó có thể sơ đồ hóa được cái cơ cấu xã hội thì càng có thể rất tốt, học sinh sẽ hiểu vấn đề gì, vấn đề hơn nha. Đấy là về tình hình xã về tình xã hội. Thế còn đối với tình hình kinh tế thì ở đây chú ý ở chỗ này, tình kinh tế thì nhà Trần thi hành nhiều cái biện pháp tích cực nên tình hình kinh tế dưới cái thời kỳ này cũng phát triển rất là mạnh, kinh tế phát triển mạnh. Cụ thể như thế nào thì chúng ta có thể là xem cái phần tình hình kinh tế ở đây. Ví dụ như này, chính sách tích cực đó là gì, nhằm phục hồi phát triển nông nghiệp như là khai hoang này, đắp đê phòng lụt, xây dựng các công trình thủy lợi, miễn giảm tô thuế và cho các cái tôn thất lập điền trang, và chính các tôn thất lập điền trang ấy cũng tích cực đẩy mạnh cái chính sách khai hoang. Thế rồi thời Trần thì các công trường thủ công của nhà nước và các cái thợ có thu hút được các cái thợ thủ công giỏi. Thế mà ngoài ra triều đình còn trưng dụng những người giỏi đến để mà xây dựng các cái công trình lớn. Và thì ví dụ như công trường của thủ công của nhà nước là chuyên đúc tiền, chế tạo vũ khí này, đóng tiền chiến này, vân 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 vân. Thế rồi ở các làng xã thì cũng và cả kinh đô cũng hình thành nhiều các cái làng nghề, và chúng ta thấy cho đến bây giờ cũng còn rất nhiều làng nghề vân vân, thì có thể nói thêm một chút. Và lúc này thì cái buôn bán diễn ra khắp nơi, kinh đô Thăng Long cũng là hình thành các phường nghề để buôn bán, và gì các cái cảng ở các cửa biển cũng để phát triển. Ví dụ từ thời Vân Đồn và thời nhà Lý thì đến bây giờ là phát triển của hệ thống là Nghệ An vân vân nhé. Trên cơ sở đó thì là tiếp theo thì có cái mục đến tức là tình hình văn hóa mục 4. Thì ở đây tình hình văn hóa thì cần phải lưu ý này, nhấn mạnh về cái sự ra đời và ý nghĩa của cái thiền phái Trúc Lâm do đạo Phật, do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Thiền phái Trúc Lâm do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Và khi nói về cái này mà thì nếu như có điều kiện ta có thể để cho học sinh biết thêm một số những cái lý do mà cái thiền phái Trúc Lâm do Phật Hoàng Trần Nhân Tông để sáng lập ra. Thứ hai là sự phát triển của giáo dục thời gì Trần và sự xuất hiện của các cái trường tư bên cạnh trường quốc tử giám. Nếu lúc này ở thời nhà Trần bắt đầu có trường gì, có trường tư, những trường tư lần bật. Trên cơ sở đó thì giáo viên khái quát về sự phát triển văn hóa thời Trần, sự phát triển đến đỉnh cao của văn hóa Thăng Long nhé. Dựa vào những cái ý đó mà kết hợp cả sách giáo khoa nữa để mà khái quát lại, tức là thời Trần ấy cái nền văn hóa phát triển có thể nói đến đỉnh cao của văn hóa Thăng Long. Vân vân, nó ngoài ra còn có cả khoa học kỹ thuật vân vân, tất cả những cái đó thì các bạn dựa vào trong sách giáo khoa. Nhưng mà cuối cùng trên cơ sở như thế, văn học nghệ thuật vân vân, thì cuối cùng có thể là ta thấy được những điểm như thế này. Về văn cả văn học nghệ thuật cái vân vân nữa thì cuối cùng thì ta mới khẳng định được, nếu như mà các bạn vận dụng cái phần gợi mở đầu để mà tạo tình huống và nêu bài tập nhận thức, thì có thể ở đây có thể khẳng định là căn cứ vào những cái thành tựu như ở trên mà nhà Trần đạt được về các lĩnh vực, cho nên về quy đồn mới gì đánh giá cao của đạo nhà Trần như thế. Đấy chính là vì lý do như vậy, căn cứ vào những thành tựu ấy mà Lê Quý Đôn đánh giá cao như vậy nha. Thế còn đối với bài này về phần luyện tập vật dụng thì ví dụ như đây, câu 1 thì đơn giản của luyện tập là lập và hoàn thành bảng thống kê về một số thành tựu chính trên các cái lĩnh vực theo mẫu lĩnh vực thành tựu ý nghĩa. Nhưng bắt đầu từ câu 2 thì ta thấy như thế này: dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết sự thành lập triều Trần hay cho triều Lý vào đầu thế kỷ 13 có phù hợp với yêu cầu của lịch sử công, vì sao? Thì cái này lúc nãy ta đã nói rồi, ở đây giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào kiến thức trong bài để trả lời câu hỏi nhé, trả lời câu hỏi, và khuyến khích học sinh tìm hiểu thêm thông tin để giải thích lý do vì sao. Đấy, thì lúc nãy cái này lúc nãy ta đã nói rồi, nhưng cố gắng gợi cho các em để các em giải thích vì sao, lý do vì sao mà lại cho rằng là phù hợp đáp ứng yêu cầu của lịch sử nhé.
Câu thứ ba tức là câu vận dụng, thì ở đây giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu về một thành tựu văn hóa Đại Việt thời Trần còn được bảo tồn và phát huy giá trị đến ngày nay và chia sẻ cảm xúc của mình. Học sinh có thể lựa chọn các thành tựu khác nhau như khi trình bày được cần bảo đảm được những nội dung như thế này, nội dung như này: tên thành tựu, lịch sử nguồn gốc, ai xây dựng, ai sáng lập, giá trị của thành tựu đó và dấu ấn còn lại, và giá trị đối với này đối với những này. Đấy, khi các em làm được thì là cố gắng gợi để cho các em làm những cái điều đó, tùy các em lựa chọn nhé. Đấy chính là gì, bài 13. Ta có tiếp nữa tức là bài 14, ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. Thế thì bài 14 là đề cập đến một nội dung có thể nói là rất là hấp dẫn, nổi bật của lịch sử dân tộc. Thế nhưng chú ý để tránh xa vào cái sự kiện và sự kiện diễn biến chi tiết, tránh quá tải cho học sinh, giáo viên cần lưu ý những yêu cầu cần đạt thể hiện ở cái mục tiêu của bài. Đấy, mục tiêu của bài học mà người ta ở đây người ta yêu cầu lập được sơ đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên, phân tích nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên, nhận thức được sâu sắc cái tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt, và đánh giá được vai trò của các cái nhân vật lịch sử tiêu biểu như Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn và Trần Nhân Tông. Đấy, tức là như vậy thì chúng ta cố gắng là không xa đà quá và về những cái chi tiết diễn biến, nhưng những cái chi tiết mà nói lên được cái gì, nói lên được cái nguyên nhân thắng lợi ấy thì ta cũng lý giải về tài tạ nhé. Cái thứ hai là để học sinh hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của ba lần kháng chiến chống Mông Nguyên của quân dân Đại Việt thì giáo viên nên dành một thời lượng nhất định giới thiệu về đế chế Mông Nguyên, võ ngựa quân Mông Nguyên đang làm mưa làm gió xâm lược và thống trị phần lớn lục địa Á Âu lúc bấy giờ. Mình giới thiệu một chút, để cho học sinh thấy được là cái sức mạnh của quân Mông Nguyên như thế thì như thế nào. Đây. Thứ hai nữa là chú ý về mặt diễn biến. Về mặt diễn biến của ba lần kháng chiến chống Mông Nguyên thì giáo viên cần phải lưu ý như thế này. Thứ nhất là giáo viên nên lưu ý việc sơ đồ hóa dưới dạng trục thời gian ở trong sách giáo khoa. Các sự kiện chính của ba lần kháng chiến nên tham khảo sơ đồ trong sách giáo khoa như ở hình bên mà đã đề cập tới. Cái thứ hai là dựa vào nội dung sơ đồ kết hợp khai thác với lược đồ, các cái lược đồ để về các cuộc kháng chiến ấy, thì giáo viên hướng dẫn học sinh tập trình bày diễn biến chính trên lược đồ. Thế và ở đây mình nếu như mà chúng ta có cái video thì có thể là video để giới thiệu cho học sinh chia nhóm để các em nghe và các em kết hợp với những cái sách giáo khoa, sau đó các em tự trình bày theo nhóm rồi cuối cùng giáo viên chốt. Lưu ý là hướng dẫn học sinh khai thác cái tư liệu một nhé, khai thác tư liệu một, tư liệu 2, tư liệu 3, tư liệu 4 liên quan đến từng cuộc kháng chiến để nhận thức được cái gì? Nhận thức được cái tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cả triều đình và của quân dân thời Trần, yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi của ba lần kháng chiến. Ví dụ, như lần kháng chiến thứ nhất, sau cái trận Bình Lệ Nguyên, ta phải rút đấy, thì vua Trần Thái Tông tỏ ý lo lắng và hỏi ý kiến Thái sư Trần Thủ Độ. Thì ông ấy trả lời như thế nào? Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Thế rồi là gì? Tư liệu thứ hai đến cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ hai, thì lúc ấy Trần Quốc Tuấn được là phong là quốc công thiết chế. Thì gì ở đây? Tư liệu thứ hai cung cấp cho chúng ta như thế này: khắp nơi quân ta tự động thích vào cánh tay của mình hai chữ sát tát. Tại điện Diên Hồng, khi được hỏi về kế đánh giặc, tất cả các bô lão đều đồng thanh hô lớn đánh. Đấy, đấy là tư liệu thứ hai. Tư liệu thứ ba, vua Trần Thái Tông đến gặp Trần Quốc Tuấn và có ý kiến hỏi thế giặc, tức là lần thứ gì, kháng chiến còn lần thứ hai đấy, hỏi thế giặc, thì ông trả lời như thế nào? Thế giặc như thế ta phải thằng, thì ông nói là thế giặc như thế ta phải thằng thôi, bởi vì là cái lần thứ hai là rất là mạnh, đánh từ phía Bắc sang và toa đô từ phía Nam lên nhá. Đấy, thì Trần Quốc Tuấn trả lời như thế nào? Xin bệ hạ chém đồ thần rồi hãy hạ nhá. Và cái tư liệu thứ tư là vua Trần Nhân Tông hỏi khi mà lần thứ ba nó sang thì Trần Quốc Tuấn trả lời thế nào?
giặc tới liệu tình hình thế nào? Trần Quốc Tuấn trả lời: năm nay đánh giặc nhạt. Đấy tức là gì? Dựa vào những cái tư liệu này để mà hướng dẫn học sinh khai thác, để mà thấy được cái tinh thần quyết chiến quyết thắng của cả triều đình và cả quân dân thời Trần. Và đây chính là cái yếu tố quyết định cho thắng lợi của ba lần kháng chiến chống Mông Nguyên, chống Mông Nguyên. Đấy thì cứ cố gắng là phải khai thác những cái gì, khai thác những cái đó nhé. Một điểm nữa về cái bài này, về nguyên nhân thắng lợi, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống Mông Nguyên. Đấy. Thì ở đây như thế này, lưu ý như này. Giáo viên này, thứ nhất là giáo viên định hướng để học sinh phân tích được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. Và khi phân tích thì nên kết hợp đưa ra thêm dẫn chứng về những cái anh hùng có công lớn trong ba cuộc kháng chiến, đặc biệt là vai trò của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Thứ hai là học sinh biết nêu và biết phân tích ý nghĩa lịch sử cũng như bài học kinh nghiệm quý giá của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên, quân xâm lược Mông Nguyên. Thì chú ý, thì chính cái bài học kinh nghiệm dựa trên cơ sở là nguyên nhân thắng lợi ấy rút ra bài học kinh nghiệm. Và cái này sẽ giúp cho học sinh trả lời được câu hỏi cuối bài, kết nối với tri thức với cuộc gì? Tri thức với cuộc sống nhé. Tri thức với cuộc sống. Đấy. Nó là gì? Trong cái phần luyện tập vận gì? Vận dịch. Rồi câu 2 là giáo viên hướng dẫn học sinh biết là kết hợp thông tin cả bài học, đặc biệt là lấy dẫn chứng từ những đoạn tư liệu trong bài học để đánh giá công lao của từng nhân vật đối với triều Trần và cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên. Ví dụ như nói như này, ví dụ Trần Thủ Độ thì có thể nói là vị khai quan khai quốc của vương triều Trần. Trong cuộc kháng chiến 1258, thái sư Trần Thủ Độ làm tổng chỉ huy quân đội đã lãnh đạo nhân dân nhà Trần đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi vùng đó. Thứ hai đối là vị với Trần Quốc Tuấn, vị tổng chỉ huy quân đội trong hai cuộc kháng chiến 1285 và 1287-1288 đã cùng với các vua Trần đưa ra những chủ trương kế sách đúng đắn là điều kiện tiên quyết dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến, là người huấn luyện quân đội, khích lệ tinh thần các chiến sĩ thông qua việc để soạn là thông qua khích lệ tinh thần chiến sĩ thông qua việc soạn hình tướng sĩ và là tác giả của các cái bộ binh thư nổi tiếng, binh thư yếu lược, vạn kiếp tông bí truyền thư. Ở chỗ này cô nói ở chỗ này ấy, khi mà đánh giá về các cái nhân vật này, trong đó ví đặc biệt như Trần Quốc Tuấn, thì có thể thêm một vài cái chi tiết, những cái chi tiết câu chuyện về ông Trần Quốc Tuấn. Ông không chỉ là vị tổng chỉ huy quân đội tài ba và ông được là ghi vào là một trong 10 tướng tài của thế giới, kỷ lục thế giới cùng với bác Võ Nguyên Giáp, mà gì ông còn là gì, không chỉ là viên tướng tài ba mà còn đạt đức trong gì, trong sáng. Và trong đó nó có câu chuyện liên quan tới cái việc là Trần Quốc Tản khi cái tình hình như thế này thì tuyên bố là trả thù, bởi vì các bạn nhớ câu chuyện của Trần ông anh Trần Liễu và ông Trần Cảnh về người vợ đúng không? Đấy, thế thì Yết Kiêu Giả Tượng lại gì, lại khuyên là không nên, bởi vì tiếng thơm thì muôn đời, những tiếng xấu cũng muôn gì, muôn đời. Cho nên ông không làm, ông yêu cầu là đưa Trần Quốc Tản trấn giữ vùng Đông Bắc, và Trần Quốc Tản lúc ấy thì ghi được chiến công và có cái đền thờ ông, chính là đền thờ ông đấy, đền thờ cửa ông ở Cẩm Phả ấy nhá. Thế cho nên người ta mới khẳng định, tức là ông ấy dám đặt cái lợi ích của dân tộc lên trên cái lợi ích của cá nhân và là cái người tướng tài nhưng mà cũng đạo đức trong sáng. Thế khi mà đánh giá thì cũng có thể là thêm một vài những cái chi tiết để cho học sinh nó thấy nó hấp dẫn hơn. Đấy, chính là gì, là cái bài người đấy, bài 14 nhá, bài 14. Thế còn bài học kinh nghiệm thì nó cũng rất giống với lại cái kháng chiến chống Tống thôi nhá. Thì chính cũng đó là phải là gì, phải phát huy được sức mạnh khối đoàn kết toàn dân và phải có cái là người lãnh đạo, bộ máy lãnh đạo là sáng suốt tài ba, đề ra được đường lối đánh giặc thì sáng suốt đúng đắn. Đấy, ví dụ như thế chẳng hạn nhá. Còn bài 15 thì là Sơn làm.
Sơn ở đây tránh slide thì nó lại không làm bài 15. Thì là nước đại như thời Hồ 10400 đến 10407. Thì ở đây giáo viên chú ý một số những điểm như thế này. Thứ nhất là nhấn mạnh tới cái bối cảnh lịch sử cụ thể dẫn đến sự thành lập nhà Hồ nhé, sự thành lập nhà Hồ. Tức là khi nhà Trần là cuối đời Trần ấy, thì nhà Trần như thế nào, khởi nghĩa nông dân nổ ra làm sao này, những cuộc tấn công của Champa ra Thăng Long như thế nào. Trong cái bối cảnh đó thì Hồ Quý Ly là cái một trong những quan ở trong triều ấy đã gì dần dần thâu tóm quyền lực, và ông ấy ép vua Trần rời đô về Thanh Hóa, và 1400 thì ông buộc vua Trần nhường ngôi cho. Đấy, tức là cái bối cảnh dẫn tới. Cái thứ hai nữa là giáo viên cần phân tích sâu những cái tác động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ. Từ đó thì hướng dẫn học sinh đánh giá những điểm tích cực và hạn chế của cuộc cải cách, này. Thì ông Hồ Quý Ly ông có đề ra cải cách rất là nhiều mặt, về cả chính trị, quân sự, về kinh tế, xã hội, về văn hóa, giáo dục. Và từ đó thì nói tới cái tác động có thể nói tức là cái cải cách nó toàn diện đấy, có nhiều điểm tiến bộ, góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương và giảm bớt thế lực của tầng lớp quý tộc, tăng cường cái tiềm lực kinh tế của đất nước và phát triển văn hóa dân tộc. Thế nhưng mà gì, cải cách vẫn còn chưa triệt để, ví dụ như là chính sách hạ nô này, và kết quả trong thực tế thì còn hạn chế, cho nên nó có những cái hạn chế. Điểm thứ ba là giáo viên cần phải lưu ý là khi phân tích về cái nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh của nhà Hồ, tức về diễn biến thì các bạn chỉ cần giới thiệu qua thôi, còn chủ yếu phân tích cái nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh của nhà Hồ, thì phải cho học sinh khai thác tư liệu 1 và tư liệu 2 và cái thông tin trong 1 để trả lời được câu hỏi vì sao cuộc kháng chiến chống Minh của nhà Hồ thất bại nhanh chóng. Giáo viên cần định hướng để học sinh nhận thức được như này, do cái sự sai lầm của nhà Hồ trong việc tiến hành cuộc kháng chiến chống Minh hay chính là nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến. Trước hết đó là gì? Trước hết là do không đoàn kết được nhân dân, sau đó là do nhà Hồ quá chú trọng vào việc xây dựng các phòng tuyến quân sự và dựa vào lực lượng quân đội chính quy nên tự giam mình trong cái trận phòng ngự bị động. Và chính vì vậy Hồ Nguyên Chừng đã từng nói, tức là gì, khi bàn về cái sách đánh giặc trong cái điểm 1 ấy, thì ông ấy đã nói là gì, là thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không gì không theo. Và cái câu tư liệu 2 của Nguyễn Trãi đã từng nhận xét này, cọc gỗ lớp lớp trồng trước sóng biển, xích sắt ngầm dưới sông cũng vậy thôi, thuyền bị lật mới tin rằng dân như nước, vững lạc không đoàn kết được khối đoàn kết toàn dân nhé. Thế thì cũng chính cái này này sẽ giúp cho học sinh sẽ tìm ra được cái bài học kinh nghiệm cho công cuộc bảo vệ tổ quốc hiện gì, tổ quốc hiện nay nhé. Đấy là cái ý thứ ba. Cái thứ tư là thứ đó mình chú ý này, ở đây ấy, là giáo viên giúp cho học sinh liên hệ để rút ra bài học kinh nghiệm lớn nhất trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm cũng như trong xây dựng và bảo vệ đất nước ở Việt Nam. Đó là phải dựa vào sức dân, phải phát huy được tinh thần đoàn kết toàn dân mới có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Như Bác Hồ từng nói là dễ trăm lần không dân cũng chịu, mà khó vạn lần dân liệu cũng xong. Và đặc biệt giáo viên bám sát yêu cầu cần đạt trong chương trình dựa vào nội dung biên soạn trong sách giáo khoa để tổ chức các hoạt động dạy học nhằm hình thành những kiến thức cơ bản cũng như phát triển năng lực bồi dưỡng phẩm chất cho các học sinh. Đấy chính là về cái bài 15 xoáy vào một số những vấn đề như vậy nhé. Tiếp nữa là đến chương 6, khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê Sơ 1418-1257. Thế thì thì đầu tiên đó là gì, có cái trang mở gì, trang mở đầu bài 16 đúng không, có trang mở đầu chương. Thì cái này dựa vào hình ảnh và gợi ý ở trong và chụp thời gian thì giáo viên có thể dẫn dắt như những bài gì, như cái phần chương gì chương trước. Bài 16 khởi nghĩa Lam Sơn 1418-1427 thì trong đó chú ý như thế này. Đầu tiên là giáo viên giúp cho học sinh nhận thức được cái quá trình phát triển lực lượng từ yếu đến mạnh của nghĩa quân, và từ đó thì hướng dẫn học sinh đánh giá được cái tính đúng đắn về đường lối chiến lược và sách lược của các lãnh tụ khởi nghĩa Lam Sơn đấy. Đấy là cái thứ nhất mà giáo viên cần phải được. Đấy là nói về khởi nghĩa Lam Sơn nhé. Ví dụ như này,
Khi tổ chức cho học sinh dạy mùng 1, giáo viên có thể kết hợp cho học sinh khai thác chụp thời gian ở trang mở đầu chương để học sinh hiểu được những cái sự kiện chính mà tiêu biểu hiện ở. Từ khi quân Minh đặt ách cai trị 1407, trải qua các chiến thắng tiêu biểu của tỉnh Nam Sơn đến khi Vương Triệu Lê Sơ được thành lập nhé. Hoặc với ví dụ như này, những câu hỏi khó như tại sao Nguyễn Trích đề xuất kế hoạch đánh chiếm Nghệ An tổ chức, kế hoạch đó đem lại kết quả như thế nào? Thế thì giáo viên giới thiệu cái kế hoạch của Nguyễn Trích, giới thiệu về Nguyễn Trích và giới thiệu kế hoạch Nguyễn Trích và cái tư liệu 2, khai thác cái tư liệu 2 để mà trả lời được câu hỏi gì? Câu hỏi này. Bởi vì sao? Bởi vì là khi đánh chiếm mà tiến quân vào đánh chiếm Nghệ An ấy, thì ở đây là địch yếu ta mạnh, có hậu phương vững chắc và là vùng đồng bằng rộng lớn với nhiều lúa gạo nhé. Thì tức là ở cái mục ý C của cái mục 1 này, giai đoạn mà khi mà hoạt động mở rộng hoạt động và giành những thắng lợi đầu tiên ấy, thì chú ý cái gì? Chú ý cái đó nhé. Tiếp nữa là đến gì? Tiếp nữa là khi tổ chức dạy học mục 2 để phân tích cái nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa, thì giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thông tin và khai thác dẫn chứng cụ thể từ các tư liệu để học sinh rèn luyện được kỹ năng phân tích, suy luận, đánh giá. Thứ nhất là phải nói là do nhân dân có lòng yêu nước, nồng nàn, ý chí và quyết tâm giành độc lập dân tộc dưới ngọn cờ của khởi nghĩa Lam Sơn, thì nhân dân đã đóng góp của cải lương thực vũ khí và trải qua nhiều gian khổ hy sinh để giành thắng lợi cuối cùng. Thứ hai nữa phải nói tới đường lối đúng đắn sáng tạo của Bộ Chỉ huy Nghĩa quân, đứng đầu là những lãnh tụ kiệt xuất Lê Lợi, Nguyễn Trãi cùng những vị tướng tài như Nguyễn Trích, Nguyễn Xí và Nguyễn Biểu. Và cuối cùng là cuộc đấu tranh ngoại giao của Lê Lợi và Nguyễn Trãi để mà giúp cho học sinh hiểu được là cái nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nhé. Và cũng trên cơ sở đó thì mới đi tới là phân tích được cái ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Nam Sơn nhé. Thì trong sách giáo khoa đã có hướng gợi ý cho chúng ta về cái ý nghĩa lịch sử là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc có tính chất nhân dân rộng rãi, chấm dứt hơn 20 năm đô hộ của nhà Minh, khôi phục nền độc lập dân tộc và mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Đấy chính là gì? Là chú ý đến cái đó. Tiếp nữa đến bài 17 là Đại Việt thời Lê Sơ 1428-1527. Thì chú ý ở đây giáo viên cần nhấn mạnh đến bối cảnh lịch sử cụ thể dẫn đến sự thành lập vương triều Lê Sơ và có thể so sánh với bối cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của vương triều Trần hoặc Hồ trước đó. Thứ hai là giáo viên cần phân tích sâu những cái thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật của triều Lê Sơ, từ đó hướng dẫn cho học sinh đánh giá sự phát triển đỉnh cao của vương triều này trong thời kỳ quân chủ Việt Nam. Đấy, chú ý là vấn đề như vậy, nếu như vấn đề như vậy nhé. Thế thì cái sự phát triển cao, và ở đây thì có những cái câu hỏi là hơi khó một chút như thế này, với những câu hỏi khai thác tư liệu để từ đó họ rèn luyện cho học sinh kỹ năng tư duy, suy luận và dựa trên dẫn chứng cụ thể như này. Ví dụ tư liệu 1, năm 1413 Lê Thánh Tông căn dặn đại thần khi đàm phán với Triều Minh, một thước núi một tấc sông của ta lẽ nào lại nên vứt bỏ, ngươi phải kiên quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần. Nếu ngươi dám đem một thước một tấc đất của thái tổ làm mồi cho giặc thì tội phải chu di. Thế thì qua cái tư liệu đó thì có giáo viên gợi cho học sinh và giúp cho các em nhận thức được như thế này: để nhà Lê luôn cương quyết giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Đại Việt. Và từ đó thì chú ý ở chỗ này phải lưu ý là gì? Sau khi nhận xét định hướng nhận thức cho học sinh rồi thì là chú ý là giúp các em liên hệ được với ngày nay, là trong bất kỳ hoàn cảnh nào Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vẫn luôn quyết tâm giữ gìn từng tấc đất, từng thước sông, từng vùng biển đảo của tổ tiên để lại. Đấy chính là cái tư liệu 1 khi mà khai thác để trả lời câu hỏi đó. Thế còn tư liệu 2
Tư liệu 2 cũng là một dẫn chứng hay để cho giáo viên tổ chức cho học sinh khai thác và cho cái chính sách giáo dục thời Lê Sơ, đó là nhà Lê. Lê Sơ quan tâm chú ý đến việc học tập và thi cử để tuyển chọn nhân văn đại và chủ trương coi trọng hiền tài trong xây dựng và quản lý đất nước nhé. Thế thì chú ý ở đây là hướng dẫn học sinh tìm hiểu về một số những cái chính sách về giáo dục ở Lê Sơ và để khẳng định là ông các thời Lê Sơ các ông vua là rất chú ý tới cái tổ chức thi cử để tuyển chọn quan lại, chủ trương coi trọng người tài hiện tại trong xây dựng và quản lý đất nước. Và giáo viên khi hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu về một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê Sơ như Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Ngô Sĩ Liên, Lương Thế Vinh và nhấn mạnh đến những cái đóng góp của họ đối với triều Lê Sơ nói riêng trong lịch sử Việt Nam nói chung thì cần phải nhấn mạnh đến cái gì, nhấn mạnh đến cái đó, con người họ và đóng góp của nhé. Đấy, thì đấy là một số những điểm cần lưu ý về cái bài này. Còn tất nhiên là có thể các cô phải dựa vào nội dung trong sách giáo khoa. Chương 7 là vùng đất Việt Nam từ thế kỷ 10 đến thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 16. Đây là một cái chương và chương là có một bài và cái chương này là hoàn toàn gì mới so với gì sách giáo khoa hiện hành. Thế thì ngay đầu chương cũng đã có giới thiệu về cụm tháp Dương Long ở Bình Định ngày nay và giới thiệu một số những cái ý về vùng đất vùng Vương quốc Champa và vùng đất phía Nam Bộ phía Nam này ngày nay nhưng phía Nam. Đấy, thế thì từ đó thì gợi ra để xem giúp học sinh được và tìm hiểu cái bài hôm nay tức là bài 18 Vương quốc Champa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỷ 10 đến thế kỷ thứ 16 nhá. Thế thì yêu cầu cần đạt của cái bài này là nêu được những diễn biến cơ bản của chính trị của Vương quốc Champa vùng đất Nam Bộ từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 16, trình bày được những nét chính về kinh tế văn hóa của Vương quốc Champa vùng đất Nam Bộ từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 16. Đấy, tức là một số những cái nét như vậy. Thế trên cơ sở yêu cầu cần đạt thì ở đây là giáo viên cần phải chú ý như thế này. Giáo viên cần phải chú ý một số điểm như thế này về Vương quốc Champa. Về Vương quốc Champa thì giáo viên chú ý đây là giai đoạn nằm trong thời kỳ hưng thịnh và phát triển của Vương quốc Champa kéo dài gần 5 thế kỷ từ 1850 đến 1353. Thời kỳ đầu cũng là thời kỳ vàng son của kinh đô Indrapura khoảng năm 850 đến 982 với 12 triều vua. Và tiếp đến là thời kỳ Vijaya thế kỷ 10 thế kỷ 15 thống nhất và phát triển thịnh đạt của Champa với 16 triều vua. Và cái chương này chỉ học 3 tiết cho nên cái này giáo viên rất là linh hoạt trong việc là lựa chọn nhé. Đấy. Thế và gì? Và tiếp đến là chúng ta thấy là ngoài những cái thông tin cơ bản nhất diễn biến chính trị của Vương quốc Champa trong giai đoạn này thì giáo viên chú ý nhấn mạnh những thành tựu về di sản văn hóa mà cư dân Champa để lại. Có thể nói đây là một trong những nét đặc sắc góp phần tạo nên tính đa dạng trong thống nhất của lịch sử văn hóa Việt Nam. Đấy là việc thứ nhất khi phải nói tới. Điểm thứ hai khi về vùng đất Nam Bộ thì khi tổ chức hoạt động dạy học, giáo viên phải luôn luôn nhận thức đúng đắn Nam Bộ là bộ phận của lãnh thổ Việt Nam. Lịch sử hình thành vùng đất Nam Bộ thể hiện rõ những luật cứ khoa học phù hợp không thông lệ quốc tế, chứng minh cái quá trình phụ đắp lãnh thổ của dân tộc ta. Để hiểu rõ vấn đề chủ quyền vùng đất Nam Bộ thì cần hiểu về ba cái thời kỳ lịch sử như thế này. Ba thời kỳ lịch sử lớn của vùng đất này. Vùng đất Nam Bộ dưới thời Vương quốc Phù Nam đã tìm hiểu ở lớp 6. Vùng đất Nam Bộ dưới thời Chân Lạc tức là thời kỳ mà chúng ta tìm hiểu trong bài học này. Và vùng đất Nam Bộ của Việt Nam thời kỳ các chú Nguyễn ngày đấy, chú Nguyễn được cho đến ngày nay. Và từ đó thì giáo viên phải nắm chắc kiến thức lịch sử về vùng đất Nam Bộ dưới thời Chân Lạc. Đó là gì? Thứ nhất, Chân Lạc phát triển thành một vương quốc độc lập vào thế kỷ thứ 6 và sau đó đánh chiếm một phần lãnh thổ của đế chế Phù Nam vào đầu thế kỷ 7. Như vậy, từ một vùng đất thuộc Phù Nam sau năm 627 thì vùng đất Nam Bộ bị phụ thuộc vào Chân Lạc và được gọi là Thủy Chân Lạc để phân biệt với vùng đất Lục Chân Lạc. Chân Lạc tức là vùng đất gốc của nước Chân gì? Chân Lạc mà bây giờ là Campuchia nhé. Thứ hai là gì? Trên thực tế khi việc cai quản vùng đất Thủy Chân Lạc gặp nhiều khó khăn.
Trước hết là với truyền thống quen bia và thói quen khai thác các vùng đất cao và dân số ít của người Khmer thì khi đó không có khả năng tổ chức khai thác vùng đất đồng bằng rộng lớn mới mà được phủ xa các con sông Bồ Đắc còn ngập nước và sình lầy. Trong khi đó thì việc khai cẩn đất đai trên cái vùng đất lục chân lạp ấy còn đang đòi hỏi rất nhiều công sức, con họ không khai thác được. Vì vậy vào đến thế kỷ thứ 8, từ sau thế kỷ thứ 8 thì quân đội nước Sriwijaya của người Java đã liên tục tấn công và chiếm thủy chân lạp. Cả vương quốc chân lạp gần như bị lệ thuộc vào Sriwijaya. Cuộc diện này mãi đến năm 802 mới kết thúc nhé. Thế và điểm nữa là một trở ngại nữa trong việc cai quản và khai phá vùng đất thủy chân lạp, đó là tình trạng chiến tranh diễn ra thường xuyên giữa chân lạp và Champa. Chân lạp chỉ dồn sức phát triển ở khu vực biển hồ trung lưu sông Mekong và trở thành mở rộng cái ảnh hưởng về phía tây từ thế kỷ thứ 9 đến cuối thế kỷ thứ 11. Chân lạp cực thịnh mở rộng lãnh thổ và sang Nam Lào, trong khi đó dấu ấn chân lạp trên vùng đất phía nam không nhiều và ảnh hưởng của văn minh Angkor ở vùng này cũng không đậm nét. Cho đến thế kỷ thứ 13 thì cư dân ở vùng đất Nam Bộ còn thưa thớt, và bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 14 thì nước chân lạp phải đối phó với sự bành trướng của các cái vương triều Xiêm từ phía tây, đặc biệt là từ sau khi vương triều Ayutthaya hình thành và vào giữa thế kỷ thứ 14. Trong suốt 78 năm, 1353 đến 1431 thì Ayutthaya liên tiếp tấn công chân lạp. Chính vì vậy, sang thế kỷ 16, do sự can thiệp của nước Xiêm, triều đình chân lạp bị chia rẽ sâu sắc và chân lạp bước vào thời kỳ suy vong. Như vậy, trên thực tế, chân lạp hầu như không có khả năng kiểm soát quản lý vùng đất còn ngập nước mới chiếm đóng ở phía nam, vốn là địa phận của vương quốc Phủ Nam. Trong bối cảnh ấy thì nhiều cộng đồng cư dân người Việt từ đất Thuận Quả đã tiến vào vùng mỏ xoài Đồng Nai, miền Đông Nam Bộ khai hoang và lập làng sinh sống. Thế thì ngoài những cái thông tin cơ bản nhất về diễn biến chính trị của vùng đất Nam Bộ như vậy, thì từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 16 thì ta đã thấy như thế này. Giáo viên còn chú ý nhấn mạnh những cái thành tựu và di sản văn hóa của cư dân Nam Bộ thời kỳ này để lại. Đó là những nét đặc sắc có phần tạo nên tính đa dạng trong thống nhất của lịch sử văn hóa Việt Nam, Đấy. Tức là văn hóa Việt Nam thể hiện tính đa dạng trong thống nhất. Cho nên ở chỗ này giáo viên cần phải rất chú ý. Ví dụ như là khi nói đến tình hình kinh tế văn hóa, kinh tế thì cái người dân cư dân ở vùng đất Nam Bộ cũng là sản xuất nông nghiệp, tụ tập cũng ở vùng đất phía tây này, tụ cư thành những xóm làng. Kinh tế chủ yếu vẫn là canh tác nông nghiệp lúa nước, kết hợp chăn nuôi gia súc gia cầm, đánh bắt thủy hải sản, vân vân. Thế hay là về văn hóa thì chúng ta thấy là cái ảnh hưởng của văn minh Angkor ở vùng đất Nam Bộ không đậm nét, thì người dân ở vẫn giữ truyền thống văn hóa từ đời Phù Nam và đồng thời tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, Hindu giáo, Phật giáo, các cái tín ngưỡng dân gian được tiếp tục duy trì và phát triển, và nó phản ánh mà về cái mặt tinh thần, nó phản ánh cái nền văn hóa tinh bình dân của cái người dân sống ở vùng khí hậu nóng ẩm và môi trường sống gần sông nước. Nó rất đa dạng nhưng nó lại có những nét thống nhất với toàn bộ lịch sử và văn hóa của vùng văn hóa Việt Nam. Đấy thì giáo viên cần phải chú ý một số điểm như vậy nhé, số điểm như vậy. Thế thì trên cơ sở cái phần sau tôi hơi vội một tí nhưng mà thời gian này mình bây giờ trên cơ sở như thế thì ví dụ như này thì tôi có thể dẫn một chút vào một cái tiết cụ thể, nhưng mà nói chung cũng không có thời gian để nói cụ thể đâu. Ví dụ như này, cái tiết này hôm trước như này, các thầy các cô ở giảng viên các trường đại học cũng đã thảo luận và đã báo cáo về cái bài này, một số cái ý tưởng về khai thác nội dung và phương pháp dạy học từ bài 10 dạy của đề thời binh và tiền lê. Thế thì đối với cái bài này ấy, thì đầu tiên là giáo viên có thể như này, dựa vào cái mở đầu của sách giáo khoa, ở đây người ta nói chứ mà tùy theo sự sáng tạo của giáo viên, nhưng cũng có thể dựa vào gợi ý trong sách giáo khoa để dẫn dắt học sinh vào cái tình huống có vấn đề và nêu nhiệm vụ nhận thức. Thế và ở đây cụ thể hóa cái nhiệm vụ nhận thức ra, ví dụ như này, sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để củng cố nền độc lập của dân tộc, ý nghĩa những việc làm của ông,
Và khi quân Tống xâm lược nước ta, Lê Hoàn Tổng suy tôn lên làm vua, ông đã lệnh, đã trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến để bảo vệ độc lập dân tộc như thế nào và ý nghĩa của cuộc kháng chiến. Đấy, ví dụ như vậy. Thế nhá. Thế rồi là gì? Sau kháng chiến thì Lê Hoàn tiếp tục làm gì để xây dựng chính quyền và củng cố nền độc lập dân tộc, đời sống xã hội và văn hóa? Thời Đinh Tiền Lê có gì nổi bật ở đây? Những cái yêu cầu nhỏ này này có thể của bài cập nhật thiết giá bên có thể nêu lên ở từ đầu từng mục một. Đầu tiên nêu ở đầu giờ nhưng sau đó có thể nêu ở từng mục. Thế và ví dụ như đối với mục một thì giáo viên lần lượt hướng dẫn học sinh tìm hiểu các cái nội dung ví dụ như này: chính quyền thời Đinh, cuộc kháng chiến chống Tống, rồi là cuộc kháng chiến chống Tống đúng không, rồi chính quyền thời Tiền gì, ví dụ thời Tiền Lê, để từng bước giải quyết các cái yêu cầu. Thế ví dụ như đối với yêu cầu thứ nhất này, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu thông tin tuyến chính tuyến phụ để nêu lên được những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh. Và khi học sinh nêu được các việc làm thì giáo viên có thể tổ chức cho học sinh trao đổi. Nhà Đinh đặt tên nước, không dùng niên hiệu của hoàng đế, không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì? Vì sao Đinh Bộ Lĩnh lại chọn Hoa Lư là nơi đóng đô? Và tiếp đó là giáo viên chốt lại kiến thức và giải thích mở rộng cho học sinh hiểu gì, hiểu kỹ hơn nhé, hiểu kỹ hơn. Ví dụ như lại cô vừa nói đấy, ông không xưng vương mà ông xưng gì, xưng đế, ông đặt tên nước đại cổ gì, cổ Việt, vân vân nhé. Đấy, để cho học sinh rõ hơn để khẳng định cái gì ở đây. Thế và gì, ví dụ về tổ chức chính quyền thời Đinh, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh trình bày hoặc vẽ sơ đồ và giấy nháp phát biểu ý kiến và các bạn khác để góp ý và nhận gì, nhận xét, đấy, được xét. Thế thì ở đây ấy, thì cái dạng tổ chức hoạt động học tập toàn lớp, lớp toàn lớp này, cá nhân này, nhóm này, giáo viên có thể gì, có thể là rất là linh hoạt. Chỗ nào phù hợp thì các bạn có thể là tổ chức nhé. Ví dụ như nhóm thì có thể là nhóm nhiều nhiệm vụ, mỗi nhóm một nhiệm vụ, sau đó trình bày thay cái phần trình bày của cô, nhưng cô cũng có thể nhóm một nhiệm vụ là những vấn đề khó. Ví dụ như cô nói, ví dụ như này, ý nghĩa những việc làm của Đinh Bộ gì, Đinh Bộ Lĩnh, thì có thể cho học sinh các nhóm thảo luận và phát biểu những ý kiến để tìm ra ý nghĩa chẳng hạn, ví dụ như thế nhé. Thứ hai, đến yêu cầu thứ hai, giáo viên giới thiệu về hoàn cảnh dẫn tới triều thần nhà Đinh và thái hậu họ Dương suy tôn Lê Hoàn lên làm vua và cái giải thích cho học sinh rõ đây là một quyết định đúng đắn, đồng thời hướng dẫn học sinh tìm hiểu thông tin để tiến cử để hiểu rõ hơn cuộc đời sự nghiệp của Lê Hoàn và vì sao triều thần nhà Đinh lại suy tôn ông lên làm vua. Thế tiếp đó thì giáo viên sử dụng lược đồ. Cô nghĩ là chỗ này nếu như mà có cái đoạn video và giới thiệu về cái diễn biến này mà thì cho học sinh nghe và kết hợp với cái nghiên cứu sách giáo khoa và được đồ để các em thì phân nhóm các em ra hai nhóm chẳng hạn, mỗi nhóm trình bày một vấn đề khi nên trình bày về diễn biến của cuộc kháng chiến được nhé. Từ thông tin chính của diễn biến thì giáo viên là hướng dẫn cho học sinh thảo luận nhóm về ý nghĩa của chiến thắng về chúc lại kiến thức, ví dụ như này: đã đánh bại cuộc xâm lược của nước ngoài, thể hiện ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân đại của Việt, chứng tỏ bước phát triển của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập của dân Việt, quân dân đại của Việt, vân vân. Ví dụ như vậy thì ở trong cái bài như thế, tôi đến chính quyền thời Tiền Lê cũng như thế nhá. Chính quyền thời Tiền Lê thì chú ý là phải lưu ý được tìm hiểu để giúp học sinh tìm hiểu các việc làm, nhưng mà cố gắng là hướng dẫn cho học sinh để cuối cùng các em có thể là vẽ sơ đồ và so sánh tổ chức chính quyền nhà Đinh với nhà Tiền Lê, rồi cũng trên cơ sở ấy để giúp cho các em ra một cái câu hỏi với bài tập ở cuối là tức là so sánh chính quyền thời Đinh Tiền Lê với thời Ngô trước đó. Thế còn về mục thứ hai là về đời sống xã hội văn hóa thời Đinh Tiền Lê thì giáo viên nhắc lại yêu cầu nhiệm vụ nhận thức đã nêu rồi lần được hướng dẫn học sinh tìm hiểu về tình hình xã hội đời sống văn hóa. Ví dụ đời sống xã hội, giáo viên dẫn học sinh tìm hiểu này, thông tin trong sách giáo khoa để nêu được những cái chính nhất chính. Sau khi học sinh phát biểu, giáo viên phân tích giải thích rõ hơn về tầng lớp thống trị, trong đó có một số nhà sư. Đối với tầng lớp vị trị thì giáo viên nhấn mạnh thành phần chủ yếu là nông dân, đó là những người dân tự do cày ruộng công làm xã, quyền lợi gắn bó với làng nước, nô tỳ là tầng lớp cuối cùng trong xã hội. Thế còn đời sống văn hóa thì cũng là chú ý, cũng là nêu lên được mấy cái ý như thế gợi cho học sinh tìm hiểu được cái thông tin cả tên chữ tên hình trong sách giáo khoa để thảo luận nhóm, nêu được cái điểm nổi bật về đời sống văn hóa thời Đinh Tiền Lê. Ví dụ như này, nho giáo đã được du nhập vào nước ta nhưng mà ảnh hưởng còn hạn chế, thì các đạo Phật thì là được truyền bá rộng rãi và chùa được xây dựng ở nhiều nơi. Và ví dụ như trong này có hình ảnh của gì, cột kinh Phật thời Đinh nằm trong cái khuôn viên di tích cấp quốc gia của chùa Nhất Trụ Hoa Lư. Đấy, ví dụ như vậy nhé. Thì đạo Phật được truyền bá rộng rãi như thế, chùa được xây dựng như thế,
và tiếp nữa là cái xu hướng phục hồi văn hóa dân tộc cũng được đấy, cũng đều đạt được một số thành tựu vân vân. Đấy. Và chú ý rằng ở đây ấy, những cái câu hỏi ở cuối từng mục ấy là những gợi ý về kiến thức cơ bản học sinh cần phải lĩnh hội và là cơ sở để giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học, nhưng giáo viên cần phải khai thác và sử dụng. Và nội dung thông tin ở tuyến phụ thì chú ý là có kết nối với địa lý. Các em có biết là kiến thức mở rộng để học sinh biết hiểu rõ hơn về ví dụ Cố đô Hoa Lư, về nhân vật Lê Hoàng. Và trong quá trình tiến hành bài học, giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác kết hợp với thông tin ở tuyến chính để lĩnh hội được vấn đề đặt ra. Nhé. Thế thì để củng cố và kiến thức tìm hiểu, đã tìm hiểu, giáo viên dựa vào câu hỏi 1, câu hỏi 2 của cuối bài và hướng dẫn học sinh vận dụng từ câu hỏi 4, câu hỏi 3 mới là để làm nhé. Thì đấy chính là những nhiệm vụ. Thế còn cái các cái dạng tổ chức hoạt động học tập nhóm lớp cá nhân thì đấy là tùy theo nội dung của việc của bài mà các bạn có thể tổ chức cho học sinh nhóm đôi, nhóm 4, 5 em, 4, 6, 6, 8, vân vân, tùy. Thế này tùy theo cái nội dung mà tổ chức. Nhưng chú ý một điều, không cháy giáo. Tổ chức thế nào đó phải hợp lý, không hình thức, là tổ chức các cái dạng hoạt động đặc biệt ở nhóm. Thì đấy là gì? Một số những cái gợi của cô viên, ví dụ trong một cái bài cụ thể, ví dụ như thế nhé. Chú ý ở đây, ngoài những sự thực hiện thì trong đó sách giáo khoa có gợi một số những ý về luận, tức là nhận xét, đánh giá thì giáo viên có thể là giúp học sinh gợi cho các em, hướng dẫn các em để các em khai thác và đánh giá cái đó. Cái đó mới là cái gì? Người ta gọi là luận cho người trong sự sự của luận nhé. Rất chú ý cái điểm như vậy nhé. Thế bây giờ còn có một ít thời gian thôi. Và các thầy các cô có câu hỏi cái gì thì chúng tôi sẽ trả lời cho các cô. Từ đây có câu hỏi gì không? Huyền. Thế thì nếu như chưa có những câu hỏi ngay ở đây thì các thầy các cô có thể trao đổi qua email, mà vừa mới đưa cái email của cô Thanh Huyền, đúng không Thanh Huyền, để chúng tôi sẽ trả lời nhé. Có cô gì à, vào cái hai nữa là nếu không thì trao đổi trực tiếp theo cái số điện thoại của cô nhé. 0983 461 065. Cần biết thì cứ trao đổi theo số điện thoại ấy nhá. Hôm nay lại bật cái này lại nó biết được rồi. Cái điều hòa này là làm tôi về đây mũi mất cổ đây, bởi vì những giờ không nói thì tôi biết là gió quá, nó bật gió quá, lúc nãy thì cái này chỉ hạ nhiệt độ không bị bật gió, và trước cô đã bị trận rồi.